Đúng Em rồi, chào thầy đúng rồi. Tuấn ạ. Vâng, thầy chào Quyên. Très bien, Gilles est là aussi. Parfait. Bonjour, professeur Jean Benjamin. Bonjour, ravi d'être avec vous. Ouais. Je suis docteur Quyên du Centre Respiratoire. Aujourd'hui, je vais traduire un de vos lectures. C'est la pleurésie infectieuse. Très bien, parfait. Donc vous avez vu sur le programme, on va avoir trois topos aujourd'hui. La pleurésie infectieuse, la pleurésie néoplasique et le pneumothorax. Donc je vais commencer sur la pleurésie infectieuse. Et le docteur Sophie Laroumagne, qui est le pneumologue du Centre hospitalier universitaire de Marseille, dans le service du professeur Astoul, va se connecter vers 10 h pour venir parler des pleurésies néoplasiques, qui vient Ah bon. de ces topics, et c'est une membre active du GECO, le groupe d'échographie thoracique du pneumologue. Ouais. Je n'avais pas entendu. Sophie va se joindre à nous vers quelle heure, Gilles? Normalement à 10 h pour faire D'accord, les pleurésies ok. infectieuses. D'accord. Et ensuite, elle va terminer le cours, oui, ensuite, ou bien c'est toi qui vas reprendre. Et c'est moi qui reprends après sur les pneumothorax. Je vais Vers venir quelle sur les heure? pleurésies infectieuses, normalement vers 11 h. Mais à la limite, si ça pose un D'accord. problème sur les partages d'écran, je pourrais faire j'ai son diaporama, donc je pourrais poursuivre avec mon partage d'écran et elle peut parler. D'accord. Non, c'est simplement juste pour savoir parce que je vais me connecter par intermittence aujourd'hui D'accord. et donc je vais essayer de revenir vers 10 et 11 heures pour voir que tout va bien. Là, les étudiants sont en train de se connecter tranquillement. On attend encore un petit peu, Pas de hein? problème. Bác sĩ Quyên thế hôm nay Quyên sẽ là người thông dịch duy nhất hay là sẽ có các bác sĩ khác nữa? Em sẽ dịch bài viêm màng phổi do nguyên nhân nhiễm trùng. Thế còn tiếp Vâng. theo thì bác sĩ Hồng sẽ dịch bài tràn dịch màng phổi cho các cái nguyên nhân do ung thư và bài tràn khí màng phổi ạ. Em chào thầy ạ. Em Ê, đây, vâng. em Hồng ạ. Dạ, thầy vẫn khỏe chứ À, ạ? Hồng. Thầy Dạ. vẫn khỏe. Cảm ơn Hồng. Dạ. Bonjour, docteur Gilles. Oui. Bonjour, je suis docteur Ding. Je vais traduire pour vous dans le sujet de pneumothorax. Très bien. Oui. Et sur le sujet de l'épanchement pleural malingue, c'est docteur Souleigne Magne qui va présenter, c'est ça? Docteur Laroumane qui va présenter, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Donc, on va commencer d'après. Bây giờ thế này nhá, chắc là thầy sẽ để Quyên hoặc là Hồng quyết định tùy xem cái số học viên vào, rồi khi nào mà nghĩ rằng là đã đông đủ rồi đó thì lúc đó thì cứ nói bắt đầu thì thầy Gilles sẽ bắt đầu cái lớp ngày hôm Dạ, nay. dạ. Vâng, Dạ. bây giờ đã có 107 bạn đăng nhập rồi thì em nghĩ chắc là chờ khoảng 5 phút nữa là mình sẽ bắt đầu thôi ạ. Đúng vừa động Chị cơ gì em? Quyên đây là thầy thầy Jin sẽ bắt đầu bài tràn dịch Tràn màng dịch màng phổi nhiễm phổi trùng trước. nhiễm trùng trước đúng không ạ? Xong Đúng rồi rồi, thì sau sau đó thì đấy là đến bài tràn dịch màng phổi do nguyên nhân ung tràn thư dịch do ung và thư, xong sau đấy đến cuối tràn cùng khí thì đúng không ạ? là thầy kết thúc bằng bài tràn khí. Bài tràn khí, dạ vâng. Donc, on va attendre des élèves dans 5 minutes. Très bien. Ouais. Ça fait longtemps que je parle pas beaucoup le français. Je vais faire le bon, mais s'il y a des problèmes avec la traduction, j'espère que vous va m'aider. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Gilles est notre bon samaritain. Quên vào ngay bây giờ như vậy nhé. Là chắc là thầy sẽ trao lại cái quyền animateur cho Hồng trong cái giờ đầu, tại vì Quên lúc đó Quên sẽ dịch.
rồi sau đó cho quên trong cái giờ sau. Tại vì trong những cái chuyến vừa qua đó thì có một số các bạn học viên có lẽ vì không để ý nên đã để cái mic của mình nó mở, thành ra có nghe những cái tiếng động xung quanh. Thì trên nguyên tắc là với cái quyền animator đó thì là Hồng trước rồi Quyên sau, có tự động có thể tắt các mic của các bạn từ từ máy của mình. Nhá, thì bây giờ thầy sẽ giao qua cho Hồng trước, tại vì Quyên từ đầu Quyên sẽ bận dịch. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Je vois qu'il y a déjà 130 participants. Ouais. C'est toujours assez impressionnant. You are such a star, Dr. Mangiapo. Bon, et pour Antoine, j'ai pas oublié les questions. Hein. Je les enverrai ce week-end, je pense. Oui. Oui, oui. Maintenant, je pense qu'on a plus de 130 participants, donc on peut commencer. D'accord, très bien. Ouais. Merci. Eh bien, allons-y. Bon, donc, ravi de vous retrouver à nouveau pour ce DU et pour la deuxième partie de la pathologie pleurale. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va avoir les trois principales pathologies pleurales que sont les pleurésies néoplasiques, les pleurésies infectieuses et le pneumothorax. Trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến cái phần thứ hai của các bệnh lý màng phổi, đó là các cái ba cái bệnh lý mà hay gặp nhất, đó là các bệnh lý màng phổi do nguyên nhân nhiễm trùng, do nguyên nhân ác tính và tràn khí màng phổi. Alors, je débute la matinée par les pleurésies infectieuses et ce topo est en grande partie le reflet des recommandations sur la prise en charge des pleurésies infectieuses de la Société de pneumologie de langue française que nous avions élaborée en 2018, mais qui malheureusement n'est pas encore publiée. Ouais. Đầu tiên thì tôi sẽ trình bày về cái bài các bệnh lý màng phổi do nguyên nhân nhiễm trùng. Đây là một cái phần bệnh lý mà chiếm phần lớn trong cái khuyến cáo về quản lý bệnh lý màng phổi của Hội Phổi nói tiếng Pháp vào năm 2018. Alors, quand on parle de pleurésie infectieuse, j'utilise volontairement le terme pleurésie infectieuse et pas pleurésie parapneumonique, parce que dans les pleurésies infectieuses, on a des pleurésies qui sont parapneumoniques et associées à une pneumonie, et puis des pleurésies infectieuses qui viennent d'autres foyers infectieux, en particulier sous-phréniques. Il y a des pleurésies infectieuses par un ensemencement direct, une atteinte directe de la plèvre, des pleurésies infectieuses traumatiques et iatrogènes. Oui,
Khi nói về các cái bệnh lý về nhiễm khuẩn màng phổi, chúng ta phải nói đầu tiên là các cái viêm màng phổi do viêm phổi kế cận mà nguyên nhân là liên quan đến các cái bệnh trường hợp viêm phổi. Tiếp theo là các nguyên nhân là viêm màng phổi nhiễm trùng liên quan đến các bệnh lý nhiễm trùng ở dưới cơ hoành. Nguyên nhân thứ ba là các cái nhiễm trùng trực tiếp tại khoang màng phổi. Nguyên nhân thứ tư là liên quan đến các cái vấn đề về chấn thương ở lồng ngực. Và tiếp đến là nguyên nhân mà do thầy thuốc gây ra. Alors en fait, pour parler un petit peu de physiopathologie, il faut savoir qu'à partir du moment où les bactéries s'installent, il y a une réaction qui se passe avec une inflammation, une agression de la plèvre et une réponse de la plèvre. Et l'arrivée de liquide pleural fait partie de cette réponse à l'agression en amenant des cellules inflammatoires, en diluant les germes. Et donc, il faut bien voir que la pleurésie, au départ, est une réaction bénéfique pour essayer de lutter contre l'infection pleurale. Đầu tiên chúng ta nhắc đến một phần về cái sinh lý bệnh của nhiễm trùng màng phổi, thì khi mà vi khuẩn xâm nhập vào màng phổi là thành màng phổi thì ngay lập tức sẽ có cái phản ứng ở trong khoang màng phổi với các cái tế bào biểu mô trong khoang màng phổi, dẫn đến tình trạng là tăng sinh các cái tế bào viêm, và cái phản ứng của khoang màng phổi của các cái tế bào viêm trong khoang màng phổi này nhằm chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn. Et d'ailleurs, ce mécanisme de défense marche plutôt pas mal parce que 70% des réactions pleurales suite à une infection guérissent spontanément, ou plutôt avec les antibiotiques de la pneumonie, parce que ce mécanisme est efficace. Và các cái hiệu quả của các cái cơ chế bảo vệ của màng phổi, cơ chế bảo vệ và sửa chữa màng phổi thì tương đối là tốt, bởi vì là có khoảng 70% các cái trường hợp mà viêm màng phổi nhờ vào cái hiệu quả của các cái cơ chế bảo vệ và sửa chữa này có thể khỏi. Par contre, dans un certain nombre de cas, ça ne suffit pas et l'afflux cellulaire, les mécanismes d'infection sont trop importants, ça aboutit à une phagocytose, une autolyse des cellules, une destruction cellulaire, c'est la création du pus de la pleurésie purulente. Tuy nhiên, trong một số các cái trường hợp mà viêm màng phổi tiến triển không tốt, các cái cơ chế bảo vệ và sửa chữa hoạt động tức là không thắng lại được cái cơ chế nhiễm trùng, thì nó sẽ dẫn đến có các cái tình trạng cơ chế như là tăng sinh các cái tế bào, ức chế quá trình chết theo chương trình của các tế bào, tăng quá trình thực bào và tự phân hủy các tế bào và phá hủy các tế bào. À côté de ça, en plus de cette création de pus, vous avez un afflux de facteurs de coagulation, un déséquilibre de la balance pro- et anticoagulation qui aboutit au cloisonnement. C'est donc l'ensemble des deux mécanismes qui est la phase fibrino-purulente des cloisons et du pus. Các cái quá trình mà tăng sinh tế bào rồi thực bào và tự phân hủy đồng thời phá hủy tế bào thì bên cạnh việc sinh ra mủ ở trong khoang màng phổi thì ngoài ra còn dẫn đến các cái tình trạng tăng các yếu tố đông máu làm mất cân bằng cơ chế đông cầm máu ở trong khoang màng phổi hoạt hóa fibrinogen và dẫn đến cái tình trạng là hình thành các cái vách hóa ở trong khoang màng phổi. Et vous voyez que cette activation est très précoce hein, dès le premier jour. On commence à avoir de la fibrine qui est créée, donc c'est des choses qui évoluent rapidement. Và có thể thấy là ngay từ ngày đầu tiên của cái quá trình viêm màng phổi thì đã có cái sự tăng sinh hoặc tăng hoạt hóa của cái fibrinogen và tăng hình thành các cái fibrin ở trong khoang màng phổi. Enfin, si on laisse les choses s'installer et que l'on ne traite pas rapidement, l'évolution va se faire vers le maintien de la réponse inflammatoire et la création d'une coque fibreuse par l'activation du collagène qui apparaît vers le troisième jour, avec une colonisation, une organisation aboutissant à deux choses. La fibrose de la plèvre viscérale, c'est le poumon trapé, et la fibrose de la plèvre pariétale, c'est le fibrothorax rétractile. Và chính các cái quá trình mà sinh bệnh học hình thành các cái yếu tố đông máu hoạt hóa fibrinogen dẫn đến tình trạng là duy trì cái phản ứng viêm ở trong khoang màng phổi làm tăng tình trạng dính khoang màng phổi xảy ra từ ngày thứ ba rồi quá trình tổ chức hóa sơ hóa ở trong khoang màng phổi kết quả là sẽ dẫn đến hai cái hậu di chứng đó là sơ hóa màng phổi lá tạng làm cho nhu mô phổi bị bó buộc lại và sơ hóa màng phổi thành dẫn đến tình trạng sơ hóa lồng ngực co kéo. Donc quand on regarde un petit peu ça, comme je vous l'avais dit, 70% des pleurésies évoluent vers une guérison.
Et vous voyez que sur une grande étude comme ça, sur plus de 4700 patients, 20% des patients qui avaient une pneumonie avaient une pleurésie infectieuse et 70% ont guéri sans intervention spécifique. Và khi chúng ta nhìn vào qua cái quá trình sinh bệnh học của bệnh lý viêm màng phổi có đến 70% là có thể tự khỏi. Thì trong cái nghiên cứu, đây là một cái nghiên cứu mà rất lớn trên hơn 4.700 bệnh nhân, thì có đến gần 20% bệnh nhân là có các cái viêm màng phổi do viêm phổi kế cận và 70% bệnh nhân có thể khỏi bệnh mà không cần các cái can thiệp đặc biệt. Alors, on va revoir un petit peu cette problématique du pus et du cloisonnement. Chúng ta sẽ nói một chút về cái quá trình mà hình thành mủ và các cái vách hóa ở trong khoang màng phổi. Et en fait, le problème de ça, c'est vraiment la complication, l'évolution compliquée qui va se faire par plusieurs étapes. Thực tế thì các cái quá trình tiến triển viêm theo xu hướng này là cái quá trình tiến triển xấu, tức là cái tình trạng bệnh lý màng phổi trong giai đoạn này là tiến triển có nguy cơ, có xu hướng là tiến triển biến chứng. C'est pour ça que finalement, au vu de cette première approche physiopathologique, il faut avoir ce schéma dans la tête. On va parler des pleurésies infectieuses. Trong cái slide này thì chúng ta sẽ nói đến các cái tiến triển về nguyên nhân rồi chẩn đoán và biến chứng khoang màng phổi. Thì đầu tiên chúng ta nói ở trung tâm của cái slide này đó là cái bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng. Et vous voyez que en haut, c'est toutes les étiologies, c'est-à-dire que la pleurésie infectieuse peut être liée à une pneumonie, mais aussi à une atteinte primitive, une infection abdominale, du traumatisme, d'autres types, comme un abcès pulmonaire, l'œsophage, ou iatrogène et post-opératoire. Donc ça, ce sont les étiologies, dont la pleurésie qu'on appelle parapneumonique, secondaire à l'infection pulmonaire. Ở phía trên cùng đấy là phía trên cùng của slide đó là các cái nguyên nhân của bệnh lý mà nhiễm trùng màng phổi thì từ các cái nguyên nhân bao gồm là các cái viêm màng phổi kế cận, nhiễm trùng mủ màng phổi nguyên phát, các nguyên nhân nhiễm trùng từ ổ bụng do chấn thương hoặc một số các nguyên nhân khác như là liên quan đến do thực quản, áp xe phổi, rồi nguyên nhân do thầy thuốc gây ra hoặc liên quan đến sau phẫu thuật. Et en dessous en orange, j'ai mis les stades évolutif, parce que quand on voit une pleurésie infectieuse, il faut savoir à quel stade on est pour savoir comment traiter. Et vous voyez qu'il y a des pleurésies de petite abondance qui vont évoluer favorablement. Celles-là sont plutôt ne nécessitent pas d'intervention. Phía dưới các cái ô mà màu vàng thì đó là các cái tiến triển của bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng. Đầu tiên là cái tiến triển trong trường hợp mà viêm màng phổi với số lượng dịch mà ít thì phần lớn là tiến triển thuận lợi. Et puis, vous allez avoir une pleurésie qui va être plus importante, mais certaines vont être simples et avec une simple évacuation vont pouvoir évoluer favorablement et d'autres vont être à risque d'évolution défavorable. Tiếp theo là đến các cái trường hợp mà bệnh lý tràn dịch màng viêm màng phổi nhiễm trùng với cái lượng dịch ở mức độ tương đối thì có phần lớn là cũng tiến triển tương đối là thuận lợi, còn lại thì có một số trong một phần trong số đó thì có thể tiến triển không thuận lợi dẫn đến các cái nguy cơ biến chứng. Et puis, vous avez les pleurésies infectieuses qui sont compliquées. On est à la phase fibrino-purulente, le cloisonnement, le pus ou les deux associés qui est le plus sévère, l'empyème compliqué avec du pus et des cloisons. Tiếp theo là đến cái giai đoạn mà các cái viêm màng phổi nhiễm trùng có biến chứng. Chúng ta có thể thấy đó là các trường hợp mà bệnh lý của tràn mủ màng phổi với mủ rõ hoặc là những trường hợp mà có biến chứng vách hóa vừa fibrin và hoặc là biến chứng vách hóa khoang màng phổi hoặc là kết hợp cả vách hóa và có mủ trong khoang màng phổi. Alors, quelles sont les origines bactériennes de ces pleurésies infectieuses? En fait, ça varie en fonction des régions du monde, donc c'est important de connaître votre épidémiologie dans chaque hôpital, savoir quels sont les germes les principaux. Je vous ai donné l'exemple de l'épidémiologie occidentale, où on est, comme d'habitude, surtout avec le pneumocoque, et en tout cas, avant tout, avec des coxygrammes positifs. Các nguyên nhân vi khuẩn học mà dẫn đến các nhiễm trùng ở khoang màng phổi thì thực tế là nó phụ thuộc vào từng cái khu vực. Đây là một cái nghiên cứu về dịch tễ vi sinh vật trong nhiễm trùng màng phổi ở người lớn mà thực hiện ở phương Tây. Thì chúng ta thấy là chủ yếu các nguyên nhân đó là các cái nguyên nhân phế cầu chiếm tỷ lệ tương đối là cao. Tiếp đến là các cái vi khuẩn gram âm.
À côté de ça, il y a des facteurs de risque qui vont favoriser la survenue d'une pleurésie infectieuse. Et il y a un certain nombre d'études qui ont analysé ces facteurs de risque. Alors, on voit, comme toujours, la consommation d'alcool, hein, qui n'est pas quelque chose de très, très bon. Il faut savoir rester toujours raisonnable. Tiếp theo là các yếu tố nguy cơ dẫn đến các nhiễm trùng ở màng phổi thì có rất nhiều các nghiên cứu thực hiện, chúng ta thấy một trong những yếu tố nguy cơ đó là tình trạng lạm dụng rượu là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng. Et puis, plus récemment, vraiment, la chose qui est extrêmement importante, dont deux articles de français de Basile et Messica, c'est le rôle des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont donnés de manière très large dès qu'il y a un petit peu de fièvre ou un petit peu de douleur. Et devant une pneumonie, donner un anti-inflammatoire non stéroïdien favorise la survenue de pleurésie infectieuse compliquée. Il faut faire très, très attention avec ces médicaments et ne jamais les donner dès qu'il y a une suspicion d'infection. Tiếp theo là cái yếu tố nguy cơ đó là sử dụng các cái thuốc giảm đau chống viêm non steroid trong các cái nghiên cứu với cỡ mẫu cũng tương đối là lớn thực hiện ở các cái ở Pháp thì có thể thấy là ở những cái bệnh nhân mà có các cái nhiễm trùng đầu tiên có thể là những cái từ những viêm phổi dùng các cái thuốc giảm đau chống viêm non steroid này để hạ sốt và những cái sử dụng thuốc giảm đau chống viêm non steroid này sẽ tăng cái nguy cơ dẫn đến biến chứng viêm màng phổi nhiễm trùng. Alors, est-ce que c'est fréquent les pleurésies infectieuses? En fait, sur les pleurésies parapneumoniques associées aux infections pulmonaires, quand on fait des études sur les radios uniquement, on trouve à peu près 20% de pleurésie. Mais on sait que l'échographie est bien supérieure en termes de sensibilité à la radio. Et vous voyez sur ces deux études que l'on a près de 50% de pleurésie dans une pneumonie. L'écho est beaucoup plus sensible. Về đánh giá tỷ lệ mắc viêm màng phổi do viêm phổi kế cận thì với các nghiên cứu mà thực hiện dựa trên phim X quang ngực thì có khoảng 19% có các cái viêm màng phổi do viêm phổi kế cận. Tuy nhiên với các nghiên cứu mà thực hiện sử dụng kỹ thuật siêu âm thì thấy là cái khả năng của siêu âm phát hiện ra viêm màng phổi do viêm phổi kế cận với tỷ lệ cao hơn trên 50%. Alors qu'est-ce qui doit nous faire évoquer la possibilité d'une pleurésie infectieuse? D'abord, c'est quelque chose qui va s'installer brutalement ou très rapidement, parfois juste en quelques heures, avec parfois c'est d'emblée la pleurésie qui est au premier plan, parfois c'est quelques jours après la survenue d'une pneumonie, et c'est avant tout la douleur thoracique et la persistance de la fièvre. Về chẩn đoán các cái viêm màng phổi do nguyên nhân nhiễm trùng thì thứ nhất là về các cái triệu chứng cơ năng đó là các triệu chứng diễn biến tối cấp hoặc là rất là nhanh chóng có thể khởi phát ngay trong vòng vài giờ hoặc là sau vài ngày viêm phổi với biểu hiện triệu chứng của đau ngực và sốt. D'un point de vue clinique, il y a le célèbre syndrome pleural avec une matité, une abolition du murmure vésiculaire et une abolition de la transmission des vulvurations vocales. Et puis on va chercher tout de suite, à partir du moment où il y a une atteinte infectieuse au niveau du thorax, il y a deux risques évolutifs majeurs, le choc septique et la détresse respiratoire. Il faut bien sûr aller rechercher les signes de mauvaise tolérance. Và tiếp theo là các cái triệu chứng trên khám lâm sàng đó là hội chứng màng phổi với biểu hiện của gõ đục, dì dào phế nang giảm và rung thanh giảm. Khi mà trong bệnh cảnh của một cái nhiễm trùng viêm màng phổi thì luôn luôn chúng ta cần phải tìm kiếm hai cái dấu hiệu quan trọng đó là dấu hiệu sốc và suy hô hấp. Et donc dès qu'on est dans cette situation là, on va essayer de savoir s'il y a une pleurésie. Et c'est pour ça que j'ai mis l'échographie dans l'examen clinique parce que c'est l'échographie clinique qui prolonge l'examen clinique. Et là, on va avoir une sensibilité, bien sûr, bien supérieure et à la radio et à l'examen physique. On termine l'examen par poser son échographe et voir immédiatement la pleurésie avec une sensibilité excellente. On recherche tout de suite les signes de complications. Est-ce qu'il y a un cloisonnement ou pas? On évalue l'abondance et le retentissement et l'aspect du poumon. Và khi mà chúng ta nghi ngờ cái bệnh lý màng phổi thì chúng ta cần phải sử dụng siêu âm ở trên lâm sàng bởi vì đây là một cái thăm dò mà có cho độ nhạy rất là cao, cao hơn so với khám lâm sàng và X quang ngực để chẩn đoán tình trạng viêm màng phổi, tìm kiếm các cái dấu hiệu của biến chứng như là bách hóa, đánh giá mức độ tràn dịch màng phổi và khả năng hồi phục và đánh giá tổn thương nhu mô phổi ở phía dưới như là áp xe phổi. Alors la radiographie thoracique, on avait déjà vu ça dans la sémiologie, donc on va pas revenir, c'est une opacité dense. Mais surtout, on va chercher les signes d'enkystement, c'est-à-dire une opacité qui est suspendue.
Tiếp theo trên các cái thăm dò khác như là X-quang ngực thì chúng ta có thể thấy hình ảnh tràn dịch màng phổi, đó là các đám mờ đồng nhất ở ngoại vi phổi giới hạn bởi bờ đường viền màng phổi. Nhưng mà dấu quan trọng trên X-quang ngực chúng ta cũng cần phải tìm kiếm các cái dấu hiệu đóng kén màng phổi, tức là hình ảnh của một cái túi màng phổi treo. Et dès le début, c'est très important d'essayer d'avoir un scanner thoracique pour faire le bilan lésionnel plus complet. C'est vraiment le meilleur examen, bien plus que la radio. Il doit être fait avec une injection de produit de contraste et un temps relativement tardif, qu'on appelle le temps portal. Ça va permettre de montrer une image liquidienne. Et puis, on va rechercher, comme sur la radio, les signes d'enkystement, c'est-à-dire des poches qui sont complètement suspendues avec un liquide qui n'est pas fluide. C'est un signe de complication. Và đặc biệt là chúng ta thực hiện cái chụp cắt lâm vi tính ngực có tiêm thuốc cản quang, chúng ta chú ý chụp ở cái thì muộn hơn một chút, đó là thì tĩnh mạch cửa, chờ khoảng 70 đến 90 giây. Mục đích là để tìm cái đánh giá về hình ảnh tràn dịch màng phổi, và đặc biệt dấu hiệu quan trọng đó là hình ảnh là tràn dịch màng phổi đóng kén. Alors voilà des exemples, hein. Vous avez ici un aspect assez habituel d'une pleurésie avec cette opacité dense périphérique. Là aussi, vous avez cette pleurésie. Hein. La poche aérogastrique qui est ici. Et là, par contre, vous avez derrière, sur la droite, vous voyez très bien que c'est une pleurésie enkystée parce qu'il y a une poche pleurale qui est suspendue. Ở đây chúng ta có thể thấy hai cái hình ảnh X quang đầu tiên là hai cái hình ảnh mà tràn dịch màng phổi chúng ta khá là thường gặp, là tràn dịch màng phổi tự do. Chúng ta có thể thấy cái đường cong, cái đám mờ đặc đồng nhất ở ngoại biên và có cái được viền bởi cái đường viền màng phổi với đường cong Damaso. Tuy nhiên cái hình thứ ba ở bên tay phải đấy thì đó là một cái hình ảnh của tràn dịch màng phổi đóng kén, tức là chúng ta có thể thấy là cái đám mờ mà nó treo. En dessous vous voyez les images de scanner thoracique et vous comprenez bien quand on voit ça, donc l'importance de l'injection de produits de contraste, vous voyez parfaitement bien les poches pleurales qui sont bien surlignées sur l'injection. Et là, c'est un aspect typique de pleurésie compliquée avec des enkystements multiples qui font dire que ça va être probablement un peu difficile de prendre en charge. Tiếp theo cái trên cái hình ảnh CT ngực ở phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh rất là điển hình của cái tràn dịch màng phổi do nhiễm trùng mà nó có biến chứng. Ở đây là cái hình ảnh đóng kén, tràn dịch màng phổi đóng kén, và trong trường hợp này thì cái xử trí điều trị rất là phức tạp. Mais c'est important d'avoir le scanner parce que de temps en temps on voit des poches paramédiastinales parfois antérieures qui sont plus difficiles d'accès à l'écho, et puis ça nous donne une idée aussi sur cette dernière image en bas à droite. Vous voyez l'épaississement de la plèvre pariétale qui est bien injectée, qui là aussi signe qu'on est à une phase d'enkystement un peu compliquée. Và các cái tràn dịch màng phổi mà treo đó thì thường chúng ta có thể nhìn thấy cả các những cái ổ mà nó nằm ở cạnh trung thất, đôi khi có thể ở phía trước mà chúng ta có thể đánh giá bằng siêu âm. Thế còn cái và ở cái hình ảnh CT thứ ba thì chúng ta có thể thấy là một cái tràn dịch màng phổi đóng kén mà cái màng phổi nó dày lên rất là rõ trên cái CT ngực mà có tiêm thuốc cản quang. Alors, vous vous rappelez dans les cours de sinologie qu'on a fait, toute ponction pleurale se ponctionne, toute ponction pleurale fébrile se ponctionne en urgence. Chúng ta cũng đã học ở những cái bài trước thì tất cả những cái trường hợp mà tràn dịch màng phổi thì chúng ta đều có cần có thiết cái chỉ định cần phải chọc dò màng phổi để có thể đánh giá được cái tình trạng dịch. Donc ça se fait bien sûr sous repérage échographique, hein. C'est d'autant plus important qu'il y a des poches et qu'il y a des cloisons vraiment. Le repérage échographique est fondamental pour faire une ponction pleurale dans ces circonstances. Và cái việc mà tràn dịch màng phổi thì chúng ta thực hiện ở dưới siêu âm để có thể đánh dấu cái vị trí mà chúng ta có thể thực hiện cái việc chọc dò gây tê để chọc dịch, và chúng ta đánh giá cái đặc điểm của cái dịch mà chúng ta chọc ra. Et dès que l'on a ponctionné, on va tout de suite voir si c'est du pus ou pas. Hein, c'est le pus qui définit ce qu'on appelle l'empyème, qui est une complication ultime de la pleurésie infectieuse. Và khi chúng ta chọc dịch ra, chúng ta cần phải đánh giá ngay lập tức là cái tình trạng dịch đó liệu có phải là dịch mủ không. Nếu mà chúng ta chọc ra dịch mủ màng phổi thì có thể định nghĩa đấy là tràn mủ màng phổi. Si c'est pas du pus franc, on va rechercher bien sûr sur la biologie, on va voir que c'est un exsudat polynucléaire neutrophile.
Và trên cái xét nghiệm thì chúng ta có thể thấy là các trường hợp viêm màng phổi này thì là đó là dịch tiết với các cái tiêu chuẩn về protein và LDH và có nhiều bạch cầu đa nhân trung tính ở trong dịch màng phổi. Et puis, on va rechercher en bactériologie des pyogènes. La sensibilité de la culture, c'est 10 à 55% et on augmente la sensibilité en mettant du liquide pleural dans des flacons d'hémoculture. Và chúng ta cần phải thực hiện xét nghiệm cái mủ đó để tìm vi khuẩn bằng nhuộm soi trực tiếp và nuôi cấy, độ nhạy của nuôi cấy thì khoảng từ 10 cho đến 55% và cái độ nhạy của nuôi cấy sẽ tăng lên nếu trong trường hợp chúng ta sử dụng lọ cấy máu để nuôi cấy vi khuẩn. On peut aussi rechercher des antigènes de pneumocoque dans le liquide pleural et puis un peu par principe, même chez nous, c'est on recherche de manière systématique des mycobactéries sur toutes les ponctions. Và chúng ta có thể tìm kháng nguyên của phế cầu ở trong dịch màng phổi và một cách hệ thống thì ngay kể cả Pháp là cái nước mà mắc lao ít thì họ cũng chúng tôi cũng tìm một cách gọi là hệ thống vi khuẩn lao bằng phương pháp trực tiếp và nuôi cấy ở trong dịch màng phổi. Alors, quand on a à prendre en charge une pleurésie infectieuse, on se retrouve confronté à trois risques successifs. Khi mà chúng ta xử trí bệnh lý viêm màng phổi do nhiễm trùng thì luôn luôn chúng ta cần phải đánh giá các cái nguy cơ ba cái nguy cơ tiến triển ở trong bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng. Comme on l'a dit, à partir du moment où il y a une infection d'un organe vital, on est sur le risque immédiat avec le risque de choc septique et de la détresse respiratoire qu'il faut rechercher et évaluer en urgence. Cái nguy cơ đầu tiên rất là quan trọng và là nguy cơ trước mắt đó là cần phải tìm kiếm các nguy cơ về sốc nhiễm khuẩn và suy hô hấp mà chúng ta cần phải xác định ngay khi mà chẩn đoán là một cái viêm màng phổi nhiễm trùng. Et puis il va y avoir des risques à court terme qui sont le sepsis qui persiste, le syndrome inflammatoire important qui va aboutir à une dénutrition qui est importante et aux décompensations des comorbidités. Ça c'est pendant toute la phase d'hospitalisation qui peut aboutir au décès du patient. Tiếp theo là các cái nguy cơ đánh giá trong ngắn hạn, chúng ta cần phải đánh giá trong những trường hợp mà nhiễm trùng dai dẳng, có thể là nhiễm trùng huyết và nguy cơ suy dinh dưỡng do tình trạng nhiễm trùng dai dẳng gây ra, đồng thời là cái tình trạng mất bù của các cái bệnh lý đồng mắc. Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần làm cho cái điều trị của chúng ta, cái tiên lượng điều trị nó sẽ bị kém. Et puis si on laisse s'installer les choses, et en particulier sur des phases compliquées, on peut évoluer vers ce fibrothorax dont on a parlé, qui donne comme séquelles tardives des insuffisances respiratoires restrictives par la destruction et la rétraction pulmonaire et thoracique. Tiếp theo là chúng ta trong những trường hợp mà ở các cái giai đoạn viêm màng phổi nhiễm trùng biến chứng thì chúng ta cần phải đánh giá các cái nguy cơ muộn dẫn đến các vấn đề di chứng về hô hấp như là hội chứng hạn chế hô hấp do tình trạng sơ hóa của lồng ngực và sơ hóa của màng phổi. Alors on détermine classiquement trois phases, une phase aiguë exudative, une deuxième phase fibrinopurulente et une troisième phase d'enkystement avec, vous voyez, des plusieurs semaines d'installation entre ces trois phases. Trong viêm màng phổi nhiễm trùng thì bệnh lý tiến triển theo ba cái giai đoạn. Chúng ta có thể thấy đầu tiên là giai đoạn cấp tính, ban đầu là dịch tiết. Tiếp theo thì đến giai đoạn fibrin mủ, thường là ở cái tuần thứ hai và sau đó ở tuần thứ ba, thứ tư đó là các cái giai đoạn mà viêm màng phổi đóng kén. Cependant, la situation peut être beaucoup plus rapide que ça. Et je voulais vous donner l'exemple d'un patient qui a une douleur thoracique, de la fièvre, des frissons à 19h. Il arrive aux urgences 8h plus tard, il a une radio et voici la radio. Et on débute les antibiotiques à la 9e heure du début des signes. Các bệnh lý màng phổi thường do nhiễm trùng thường tiến triển rất là nhanh. Đây là một trường hợp bệnh nhân mà vào viện vì đau ngực và sốt ớn lạnh từ khoảng 19 giờ và bệnh nhân này vào sau khi mà diễn biến bệnh ở khoảng giờ thứ 8. Đây là x-quang ngực ở giờ thứ 8, chúng ta có thể nhìn thấy, và bệnh nhân đã được bắt đầu điều trị kháng sinh từ giờ thứ 9. Alors, vous voyez que c'est difficile ici de savoir quelle est la part entre une atteinte au niveau du poumon. On voit quand même un petit peu d'air, probablement un petit peu de cul-de-sac, mais il peut déjà avoir une pleurésie. À l'époque, il n'avait pas eu d'échographie à l'arrivée aux urgences, mais à partir du moment où il y a une douleur, méfiez-vous toujours de la pleurésie qui se serait installée. Trên cái hình ảnh X-quang này, chúng ta thấy là có cái đám mờ nhưng cũng không đồng nhất. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy khí ở bên trong. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có thể thấy là có vẻ như có cái tình trạng của viêm màng phổi, của tràn dịch màng phổi. Và với cái tình trạng như thế này thì chúng ta cần phải sử dụng siêu âm để đánh giá. Et en fait, ce patient donc est hospitalisé
Et le lendemain, on lui refait la radio. Et voilà sa radio. Et vous voyez que, à même pas H24, même pas 24 heures après le début des signes, il est déjà dans un stade de fibrome-purulence et de pleurésie compliquée. Donc, souvenez-vous, la pleurésie infectieuse, c'est une urgence thérapeutique. Thực tế thì bệnh nhân này đã được nhập viện để điều trị và đây là cái X-quang được thực hiện vào ngày hôm sau, tức là chỉ sau vào giờ thứ 24 thì chúng ta thấy là hình ảnh X-quang ngực với cái tràng dịch màng phổi đã tiến triển lên như này, và trên hình ảnh siêu âm thì chúng ta thấy là có các cái vách hóa ở trong khoang màng phổi. Như vậy có thể thấy là tiến triển của viêm màng phổi nhiễm trùng là rất là nhanh, và trong các bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng này thì chúng ta cần phải xử trí một cách cấp cứu. Donc, le principe de la prise en charge, ça va être quatre choses. C'est traiter l'infection avec des antibiotiques, évacuer la plèvre, et ça, c'est fondamental. Évacuer la plèvre, une plèvre vidée, c'est une plèvre sauvée. Et puis, traiter les comorbidités et la dénutrition. Et enfin, éviter les séquelles tardives par une mobilisation précoce. Về nguyên tắc điều trị thì chúng ta cần phải chú ý đến 4 điểm. Thứ nhất là điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh. Tiếp theo là phải hút dịch màng phổi. Đây là điều trị mà cần phải thực hiện ngay lập tức. Điều trị các thứ ba là điều trị các bệnh lý đồng mắc và dự phòng suy dinh dưỡng. Và thứ tư là cần phải vận động để tránh di chứng. Alors les antibiotiques, on va passer vite dessus, hein, couvrant le streptocoque, les pneumocoques, les anaérobies. C'est vraiment, il faut avoir la bactériologie précoce. Ce qu'on fait beaucoup, c'est l'association amoxicilline-clavulanique qui marche bien, qui pénètre bien. Et puis, la durée de l'antibiothérapie va dépendre un peu de l'évolution clinique. On disait beaucoup, plus de 3 semaines, mais en fait, sur des pleurésies simples, parapneumoniques, parfois 15 jours peuvent largement suffire. Về điều trị kháng sinh thì chúng ta cần phải sử dụng kháng sinh có thể phủ liên cầu, phế cầu và vi khuẩn kỵ khí, và cần có tốt nhất là chúng ta có được các cái dữ liệu về vi khuẩn sớm để có thể điều chỉnh theo dữ liệu về vi khuẩn học và lâm sàng. Kháng sinh thường là phối hợp amoxicillin và clavulanic thì có thể cho hiệu quả rất là tốt. Về thời gian điều trị kháng sinh thì thường là trên 3 tuần, tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp và lâm sàng. Với những trường hợp mà viêm màng phổi kế cận do viêm phổi mà đơn giản tiến triển tốt thì có thể là chỉ cần khoảng 15 ngày. Alors voilà les propositions de schéma que l'on a fait dans les recommandations. Hein, on différencie communautaire et pneumo et nosocomial. Et vraiment, le message clé ici, c'est de rappeler que c'est une urgence et que l'antibiothérapie doit être débutée dans les 4 heures de l'arrivée et dans moins d'une heure si un choc septique. C'est une urgence thérapeutique. Il ne faut pas laisser quelqu'un avec une suspicion de pleurésie infectieuse aux urgences toute une nuit en se disant on fera les examens le lendemain. C'est une urgence thérapeutique. Đây là cái sơ đồ về cái việc tiếp cận điều trị ở trong cái khuyến cáo của Hội Phổi Nói Thứ Pháp. Thì có thể thấy là được chia ra viêm màng phổi nhiễm trùng chia ra hai nhóm, đó là các cái viêm màng phổi mắc phải cộng đồng và viêm màng phổi mắc phải bệnh viện. Tuy nhiên cái điều quan trọng cần phải chú ý ở đây, cái vấn đề chìa khóa ở đây đó là khởi đầu kháng sinh kinh nghiệm là cấp cứu dưới 4 giờ, và nếu trong trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu sốc nhiễm khuẩn thì phải khởi đầu ngay trong vòng dưới 1 giờ. Đây là điều trị cấp cứu. Et l'autre chose sur la durée, vous voyez, on est même allé plus loin. Quand on a une pleurésie parapneumonique qui est très simple, qui n'est non compliquée avec une pneumonie qui s'améliore vite, on peut même être dans la durée des traitements des pneumonies. Et si tout a évolué favorablement, la tendance est de raccourcir les durées des antibiotiques et 15 jours doivent suffire. Và chúng ta chú ý là thời gian điều trị thì với những cái viêm màng phổi mà do viêm phổi kế cận mà không có biến chứng, không cần phải chống hút dịch màng phổi, thì cái thời gian điều trị kháng sinh của chúng ta không cần phải kéo dài đến 3 tuần, có thể là 7 ngày hoặc là đến 15 ngày là đã có cái đem lại cái hiệu quả tốt. Alors, la deuxième chose, c'est évacuer la plèvre. Et là aussi, c'est une urgence. Plus on évacue précocement, moins il y a de risque évolutif. Donc vraiment, c'est une urgence. Il ne faut jamais différer le drainage pleural. Et vous voyez ici, sur cette étude, qu'on multiplie quasiment par 5 la mortalité entre une prise en charge précoce inférieure au 3e jour par rapport à une prise en charge retardée. Tiếp theo là vấn đề hút dịch màng phổi. Thì đây, một lần nữa nhấn mạnh, đây là một vấn đề cấp cứu. Chúng ta không được trì hoãn việc
dẫn lưu màng phổi. Chúng ta càng dẫn lưu màng phổi sớm thì càng giảm nguy cơ biến chứng. Và cái kết quả của nghiên cứu này thì cũng cho thấy là cái việc mà trì hoãn cái dẫn lưu màng phổi thì sẽ ảnh hưởng dẫn đến làm tăng tỷ lệ tử vong. Alors, il y a plein de recommandations internationales qui ont été faites là-dessus, mais une chose qui est absolument certaine, c'est que la ponction et le drainage, l'abord pleural, en particulier dans les pleurésies infectieuses, doit impérativement être éco-guidé. Có rất nhiều các cái khuyến cáo quốc tế về việc chọc dịch màng phổi, tuy nhiên thì đây là một số các cái khuyến cáo mà có thể cho chúng ta có những cái đưa ra cái khuyến cáo nhất quán, đó là thứ nhất là tất cả các cái thủ thuật mà chọc dò vào trong khoang màng phổi thì cần phải thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm. La deuxième chose, c'est une anesthésie locale de qualité, hein, ça peut faire mal les pleurésies infectieuses, faut vraiment contrôler la douleur, en particulier sur les pachypleurites inflammatoires. Mais ça, on l'avait vu la dernière fois avec ces différentes étapes d'une anesthésie locale de qualité. Tiếp theo là vấn đề mà giảm đau, chúng ta cần phải gây tê giảm đau tốt khi mà thực hiện các cái thủ thuật liên quan đến màng phổi. Et puis, la troisième chose qui est très importante à comprendre, c'est que drainer la plèvre pour l'évacuer, c'est bien, mais juste mettre un drain en place est insuffisant. Il y a des échecs dans 15 à 50% des cas. Et le drainage seul ne suffit pas. Il va impérativement falloir faire autre chose que le drainage pour pouvoir contrôler l'infection. Chúng ta biết trong cái tràn dịch màng phổi thì việc dẫn lưu màng phổi là đóng vai trò rất là quan trọng, cấp cứu không được trì hoãn. Tuy nhiên thì chỉ dẫn lưu màng phổi để hút dịch không thì chưa đủ, mà nghiên cứu thì cho thấy là có khoảng 15 đến 50% là thất bại nếu chỉ dẫn lưu đơn thuần. Cần phải ngoài dẫn lưu màng phổi ra thì cần phải thực hiện thêm các cái vấn đề can thiệp điều trị khác. Et donc quelles sont les possibilités pour pouvoir contrôler correctement les choses? Vous vous rappelez que dans une des voies inflammatoires comme ça, c'est le problème de l'afflux de facteurs de coagulation qui aboutit au cloisonnement. Donc, il va falloir faire quelque chose qui décloisonne. Một trong những cái cơ sở để cho việc mà có thể mà cần phải có thêm những cái điều trị khác thì quay lại cái sinh lý bệnh của viêm màng phổi, chúng ta thấy là có tình trạng tăng các yếu tố đông máu làm mất cân bằng cái cơ chế về đông máu, hoạt hóa fibrinogen dẫn đến tình trạng hình thành các cái vách hóa ở trong khoang màng phổi. Donc pour décloisonner, c'est la fibrinolyse. Vì vậy mà với những trường hợp mà tràn dịch màng phổi có tình trạng vách hóa như vậy, chúng ta cái điều trị tiêu sợi huyết cần phải đặt ra. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très ancien, ça date des années 40. Il y a des gens qui sont très attachés à la fibrinolyse, d'autres qui ne la font jamais. Donc ça veut dire que les études ne sont pas si claires et qu'il faut encore trouver les gens chez qui c'est le plus utile. Mais vous voyez que dans plusieurs études, on trouve une efficacité de la fibrinolyse, même si une grande étude randomisée n'a pas montré de différence entre un groupe qui avait une fibrinolyse contre pas de fibrinolyse. Về vấn đề điều trị tiêu sợi huyết thì đã được mô tả từ những năm 1940 trong khuyến cáo của Hiệp hội Lồng ngực Anh năm 2010 thì điều trị tiêu sợi huyết được khuyến cáo nhưng mà không phải dành cho tất cả mọi trường hợp. Các cái nghiên cứu thì cũng cho thấy là có những cái nghiên cứu thì cho thấy là hiệu quả của cái việc điều trị tiêu sợi huyết. Tuy nhiên một cái nghiên cứu lớn là năm 2005, nghiên cứu MIS trên cái hiệu quả của điều trị tiêu sợi huyết bằng streptokina thì lại không cho thấy hiệu quả giữa cái nhóm sử dụng tiêu sợi huyết và nhóm chứng. Alors comme il y a beaucoup d'études qui sont un peu discordantes, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une méta-analyse et il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont été faites en prenant en compte l'ensemble de ces études, dont les études négatives, et toutes montrent la même chose, c'est-à-dire que la fibrinolyse fait mieux que pas de fibrinolyse. Vì có các cái nghiên cứu mà cho các cái kết quả không thống nhất với nhau, có nghiên cứu thì thấy là hiệu quả tốt, có nghiên cứu thì lại không thấy hiệu quả khác biệt. Thì cái phân tích gộp các cái nghiên cứu, có rất nhiều phân tích gộp năm 2014 thì cho thấy là phần lớn các nghiên cứu thì đều cho thấy là cái việc điều trị tiêu sợi huyết có hiệu quả tốt hơn so với việc không sử dụng. Mặc dù trong nghiên cứu MIS là cái nghiên cứu mà có cái cỡ mẫu số lượng bệnh nhân rất là lớn, cho thấy là cái điều trị tiêu sợi huyết không khác biệt so với điều trị nhóm chứng, nhưng trong phân tích gộp đưa cả nghiên cứu này vào thì thấy là điều trị tiêu sợi huyết có hiệu quả hơn. Et puis l'autre chose qui va être embêtante, c'est que quand il y a du pus, c'est un liquide qui est très épais, qui est difficile à drainer, qui se met un peu partout, qui est adhérent,
Et donc, il va falloir aussi pouvoir liquéfier ce pus. Tiếp theo là đối với những trường hợp mà viêm màng phổi mà dẫn đến tình trạng mủ thì với cái dịch mủ màng phổi như thế này thì cái dịch nó rất là đặc và khó dẫn lưu. Vì vậy mà trong những trường hợp mà bệnh lý màng phổi mà có mủ rõ như thế này thì ngoài cái việc mà dẫn lưu màng phổi đơn thuần thì chúng ta cần phải có cái điều trị tiếp theo. Et là, en fait, ça va être l'intérêt de rajouter un produit qui a pour but de liquéfier le pus. C'est la DNase qui va casser les chaînes d'ADN et diminuer la viscosité. Et on a une très jolie étude de 2010 qui montre que l'association d'une fibrinolyse à de la DNase améliore finalement le drainage et le contrôle des patients. Và có cái nghiên cứu lớn, nghiên cứu MIT năm 2010 đánh giá về hiệu quả của sử dụng tiêu sợi huyết kết hợp với DNA. DNA là một cái enzyme mà giúp cắt các cái trụ, cái liên kết giữa các cái chất nhầy nhớt ở trong dịch. Thì trong nghiên cứu này kết hợp TPA là một chất tiêu sợi huyết hoạt hóa theo con đường hoạt hóa plasminogen kết hợp với DNA thì cho thấy hiệu quả hơn so với lại nhóm mà không sử dụng. Alors, vous voyez sur les différentes études, hein, le premier objectif qui était vraiment l'amélioration de la radio, qui était très significatif en faveur de ce groupe-là. Về cái tiêu chí đầu tiên đánh giá về hiệu quả của kết hợp TPA và DNA, đó là cái sự thay đổi của lượng dịch màng phổi trên cái hình ảnh X-quang phổi thì chúng ta thấy là đối với cái nhóm sử dụng TPN kết hợp thuốc tiêu sợi huyết và DNA thì cho thấy cải thiện cái lượng dịch giảm đi nhiều hơn so với nhóm chứng với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Mais ça c'est un critère radiologique qui est quand même moins intéressant pour nous. Le deuxième critère qui était probablement le plus important, c'est la nécessité d'une chirurgie et vous voyez que là aussi, c'est ce qui fait le mieux. Tiếp theo là đối với lại cái tiêu chuẩn về việc mà cần thiết phải phẫu thuật thì đối với cái nhóm sử dụng kết hợp TPA và DNA thì cũng cho thấy là giảm cái nguy cơ có thể dẫn đến phải phẫu thuật so với nhóm chứng với sự khác biệt có ý nghĩa. Et par contre, il ne faut jamais utiliser la DNA seule parce que là ça aggrave les choses même par rapport au placebo, hein, ça augmente les échecs si on ne fait que la DNA, donc jamais seul. Và cái chúng ta có thể thấy là cái sự kết hợp TPA và DNA có hiệu quả nhưng không bao giờ được sử dụng đơn thuần DNA vì trong nghiên cứu này thì cho thấy là DNA có thể làm nặng lên cái tình trạng là làm tăng cái chỉ định phải phẫu thuật ở nhóm sử dụng DNA. Par contre, une des limites de cette étude elle était le faible nombre de patients par groupe et quand vous regardez la fibrinolyse par rapport à la DNA, finalement vous n'avez qu'un patient de différence dans les deux groupes. 3 sur 48 qui vont à la chirurgie, 2 sur 48, donc qui montre aussi que probablement la fibrinolyse est efficace, mais ce chiffre-là, cette petite différence, n'est pas significative par rapport au placebo. Seul ici, c'était significatif. Mais ça, c'est lié au faible effectif de cette étude. Tuy nhiên thì một cái gọi là điểm hạn chế của nghiên cứu này đó là cái cỡ mẫu khá là nhỏ thấp với khoảng hơn 40 bệnh nhân của mỗi nhóm thôi và nếu chúng ta nhìn ở cái nhóm sử dụng TPA là thuốc tiêu sợi huyết đơn thuần thì cái tỷ lệ cái số bệnh nhân mà phải phẫu thuật là 3 bệnh nhân và so với lại cái nhóm mà sử dụng TPA kết hợp DNA thì số bệnh nhân phải phẫu thuật là 2 bệnh nhân. Cái sự khác biệt giữa hai nhóm này là không về cơ bản thì với cái số lượng như vậy thì không có sự khác biệt. Alors, depuis cette étude, il n'y a pas eu de grande étude prospective à nouveau faite, mais il y a une publication sur plus de 500 patients pris en charge avec ce protocole. Et vous voyez que l'association TPA plus DNA donne plus de 90% de succès, donc bien meilleur que le drainage seul. Donc, il faut faire quelque chose de plus. Tiếp theo thì trong cái nghiên cứu này đánh giá trên 505 bệnh nhân mà viêm màng phổi do nhiễm trùng thì thấy rằng là trong đó 47% là bệnh nhân mủ màng phổi thì thấy là TPA kết hợp với DNA thì đạt được cái tỷ lệ thành công ở 91% bệnh nhân với cái sự tỷ lệ rất là cao như vậy thì cho thấy là ngoài việc dẫn lưu màng phổi thì cần phải có thể sử dụng các cái thuốc tiêu sợi huyết kết hợp với DNA. Alors, la troisième chose c'est en effet vous vous rappelez hein, sur ce schéma que le problème de la pleurésie infectieuse, c'est justement l'afflux de ces cellules, l'afflux de ces facteurs de coagulation qui se retrouvent concentrés dans la plèvre et qui sont responsables des cascades inflammatoires qui suivent.
Et donc, une des voies pour pouvoir diminuer ça, c'est finalement de laver la plèvre pour enlever les différents produits toxiques qui sont à l'intérieur. Tiếp theo thì chúng ta thấy là trong cái sinh bệnh lý màng phổi thì chúng ta thấy rằng là có cái tình trạng tăng sinh của các cái tế bào, tăng sinh các cái yếu tố đông máu ở trong khoang màng phổi. Và vì vậy mà đặt ra vấn đề là liệu có cần phải rửa màng phổi để làm sạch các yếu tố này vì các yếu tố này làm duy trì cái phản ứng viêm ở trong khoang màng phổi. Alors de manière assez étonnante, le lavage de la plèvre est fait énormément, en particulier dans les services de chirurgie, mais dans beaucoup de services de médecine. Plein de gens utilisent le lavage de la plèvre sans qu'il n'y ait aucune étude correctement menée, prospective, qui l'ait faite, sauf celle-ci qui montre très clairement, avec des drains de petit calibre, c'est seulement 35 patients, que quand on lave la plèvre, eh bien, il y a beaucoup moins de patients qui ont recours à la chirurgie que si on ne lave pas la plèvre. Về cái hiệu quả của việc rửa màng phổi thì cũng không có nhiều nghiên cứu, đặc biệt là các cái nghiên cứu mà tiến cứu. Đây là một cái nghiên cứu mà rửa màng phổi ở trên cái cơ mẫu khoảng 35 bệnh nhân với nước muối sinh lý 3 lần một ngày, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ ở bệnh nhân mà nhóm bệnh nhân được rửa màng phổi tỷ lệ phải chuyển sang phẫu thuật thì thấp hơn so với lại cái nhóm mà bệnh nhân không được rửa màng phổi với tỷ lệ là 11% so với 47%, và với sự khác biệt có ý nghĩa. Donc, c'est sûrement une voie très intéressante. Nous, on le fait de manière systématique dans les pleurésies infectieuses, drainées. On fait toujours un lavage, on fait aussi de la fibrinolyse, selon les recommandations. Mais pour le moment, malheureusement, comme il n'y a pas assez d'études, on n'a pas pu le mettre dans les recommandations internationales, dans les recommandations nationales pour dire qu'il fallait laver la plèvre parce qu'on manque cruellement d'études. Ở chỗ chúng tôi thì thường xuyên là với những bệnh lý mà viêm màng phổi nhiễm trùng này thì bao giờ chúng tôi cũng cần phải dẫn lưu màng phổi cấp cứu và thực hiện việc rửa màng phổi. Tuy nhiên thì cũng rất tiếc là hiện nay thì cũng chưa có các cái nghiên cứu cũng như là trong các cái khuyến cáo quốc tế khuyến cáo về cái việc mà rửa màng phổi này. Alors une autre grande question qui revient régulièrement, c'est quelle est la taille du drain qu'il faut pour pouvoir drainer correctement une pleurésie infectieuse. Et on a souvent dit qu'il fallait des très gros drains. En fait, il y a plein d'études qui ont été faites qui ne montrent pas de différence entre les différentes tailles de drains utilisées et le recours à la chirurgie ou l'évolution défavorable. Tiếp theo là đến cái vấn đề là sử dụng ống dẫn lưu kích thước như thế nào, nhỏ hay lớn thì vẫn còn là một trợ là những cái cuộc tranh vẫn tiếp tục tranh luận. Thực tế thì có rất nhiều các nghiên cứu đánh giá về cái kích thước của ống dẫn lưu. Tuy nhiên thì không thấy có sự khác biệt về giữa việc sử dụng ống dẫn lưu lớn hay nhỏ liên quan đến tỷ lệ tử vong, tỷ lệ phải chuyển sang phẫu thuật hoặc là các cái di chứng. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on met un petit drain, c'est moins douloureux. Donc, ça veut dire qu'on aura moins besoin de médicaments antalgiques et le patient pourra se mobiliser plus vite. Donc, c'est plutôt très favorable de mettre un petit drain. Một điểm nữa là khi mà sử dụng ống dẫn lưu nhỏ thì bệnh nhân sẽ đỡ đau hơn so với sử dụng ống dẫn lưu lớn và vì vậy mà có thể giảm việc sử dụng thuốc giảm đau. Vì vậy, đây là một trong những cái ưu điểm của sử dụng ống dẫn lưu nhỏ. Par contre, avec un petit drain, on a plus de risques d'avoir une obstruction ou un drain qui tombe parce qu'il est mal attaché. Donc, il faut vraiment avoir des protocoles de rinçage. Il faut vraiment attacher correctement ces petits drains. Tuy nhiên, thì khi mà sử dụng ống dẫn lưu nhỏ, thì chúng ta cũng gặp cái nguy cơ nhiều hơn, đó là vấn đề tắc ống dẫn lưu hoặc là có thể là bị tuột di lệch của ống dẫn lưu. Le dernier point, c'est que finalement, vous avez vu, on a de nombreux patients qui ont une pleurésie. Il y en a qui vont évoluer très favorablement, on l'a vu. Et puis, il y en a qui vont évoluer vers cette phase fibrino-purulente. Et puis, à côté de ça, il y a un certain nombre de pleurésies qui sont significatives, mais pas compliquées. Et la question, c'est savoir qui va mal évoluer parmi ceux-là. Và trong cái tiến triển của viêm màng phổi, chúng ta thấy là có các cái giai đoạn tiến triển mà không thuận lợi, ví dụ như là mủ, rồi vách hóa và fibrin mủ. Vậy thì vấn đề đặt ra là những cái bệnh nhân nào thì sẽ có nguy cơ tiến triển xấu trong cái bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng? Et en fait, le paramètre qui est le plus efficace pour voir cette évolution défavorable, c'est la mesure de l'acidité pleurale par le pH pleural qui se mesure sur une seringue de gaz du sang. Et un pH qui est inférieur à 7,2, dans une pleurésie qui a un pH inférieur à 7,2, a plus de risques d'évoluer favorablement. Et donc, il faut plus proposer un drainage chez ces patients-là.
Trên thực tế thì một trong những cái đánh giá để có thể đánh giá được nguy cơ đó là việc đo cái độ axit ở trong khoang màng phổi dựa vào pH. Thì cái ngưỡng pH là 7,2. Thì thực tế với những trường hợp mà pH mà nhỏ hơn 7,2 thì bệnh nhân có nguy cơ là tiến triển xấu, nhiều nguy cơ tiến triển xấu hơn. Tuy nhiên thì cũng gặp cái sai số đo lường khi sử dụng độ pH này. Alors, certains proposent des ponctions pleurales répétées pour évacuer les pleurésies. Là aussi, on ne peut pas recommander une telle chose parce qu'il n'y a pas d'étude prospective et il n'y a qu'une seule étude rétrospective suffisamment grande. Et très clairement, les facteurs d'échec, c'est s'il y a un germot direct ou si la pleurésie est abondante avec une première ponction de plus de 450 ml, très clairement, il faut drainer ces patients-là plutôt que d'essayer de faire des ponctions répétées. Tiếp theo là về vai trò của việc chọc dịch màng phổi nhiều lần. Thì thực ra là thực tế thì có rất ít nghiên cứu, chỉ có những nghiên cứu hồi cứu, không có nghiên cứu tiến cứu và không có so sánh. Và cái chọc dịch màng phổi nhiều lần thì được sử dụng ở dưới 30% bệnh nhân. Các yếu tố cho thấy nguy cơ thất bại của chọc dịch màng phổi nhiều lần đó là sự hiện diện của vi khuẩn trên nhuộm soi trực tiếp hoặc là chọc dịch lần đầu lượng dịch đã lớn trên 450 ml. Trong trường hợp này thì cần phải dẫn lưu ngay. Donc toujours ce même petit schéma, hein. Finalement on va se retrouver, il faut bien classer ces pleurésies infectieuses, les petites abondances qui vont bien évoluer, les moyennes abondances qui risquent d'évoluer mal et les phases fibrino-purulentes. Như vậy thì đối với lại trong bệnh lý viêm màng phổi chúng ta luôn luôn phải để ý nếu trong trường hợp mà bệnh thứ nhất là tràn dịch màng phổi số lượng nhiều, thứ hai là những trường hợp mà có tình trạng vách hóa ở trên cái siêu màng phổi thì trong trường hợp đó chúng ta cần phải dẫn lưu. Et donc, vous voyez, avec ce schéma qu'on avait fait au départ, dans une pleurésie, dès qu'on est dans des situations compliquées, qui est du pus ou des cloisons, c'est impérativement un drainage thoracique. Và nhắc lại một lần nữa, thì với những cái bệnh lý viêm màng phổi, nếu như có tình trạng vách hóa mủ ở trong khoang màng phổi, thì ngay lập tức cần phải dẫn lưu màng phổi. Et il faut largement utiliser le drainage thoracique, même dans les pleurésies suffisamment importantes, de taille significative, et puis bien sûr celles qui ont un pH acide, là il faut absolument les drainer aussi. Và ở đây trong cái sơ đồ này chúng ta thấy là với những trường hợp mà tiến triển của viêm màng phổi thuận lợi thì chúng ta có thể hút dịch, nhưng mà ngay trong cái nhóm mà màng phổi tiến triển dịch màng phổi số lượng vừa có một tỷ lệ là tiến triển không thuận lợi thì với những trường hợp này chúng ta cũng cần phải dẫn lưu. Donc finalement quand on va se retrouver comme ça que voilà un arbre décisionnel assez simple. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez que si on est devant des signes de mauvaise tolérance, on ne se pose pas la question. Directement, il faut drainer. Vậy thì các cái chỉ định của dẫn lưu màng phổi cho chỉ định của điều trị trong trường hợp nào? Thứ nhất là với những trường hợp bệnh nhân có xu tiến triển xấu như là sốc nhiễm khuẩn hoặc là dấu hiệu suy hô hấp thì ngay lập tức chúng ta phải dẫn lưu màng phổi. Dès l'échographie, si on voit qu'il y a un cloisonnement à l'intérieur, ça veut dire que dans une phase compliquée, le premier geste, c'est un drainage. Ce n'est pas la peine de faire la ponction et d'attendre les résultats. On sait qu'il faut drainer, on sait qu'elle est compliquée. Tiếp theo là các cái hình ảnh mà trên siêu màng phổi thấy vách hóa, đó là các cái dấu hiệu của viêm màng phổi biến chứng, thì chúng ta cũng cần phải dẫn lưu. Vous ponctionnez, si vous récupérez une seringue pleine de pus, ce n'est pas la peine d'attendre les résultats, là aussi, vous transformez votre geste directement en drainage. Và trong trường hợp mà chọc dịch màng phổi ra mà dịch mủ rõ ở trong xi lanh chọc thì chúng ta cũng ngay lập tức cần phải dẫn lưu màng phổi. Et puis si vous avez une pleurésie qui est relativement abondante mais où il n'y a pas ces signes de compliqués, vous ponctionnez, vous avez un liquide clair, et bien dans ces cas-là, vous évacuez complètement et puis vous attendez le résultat de la biologie. Si vous êtes avec un pH acide, une bactériologie positive, ou s'il y a beaucoup de liquide d'emblée, eh bien vous drainez, si bien sûr ça récidive. Si vous avez réussi à tout évacuer, ça va guérir. Mais sinon, s'il y a une récidive, c'est drainage directement. Trong trường hợp mà tràn dịch màng phổi số lượng nhiều thì khi chúng ta chọc dịch màng phổi ra, nếu mà dịch màng phổi trong không rõ là dịch mủ thì chúng ta tiếp tục cái việc chọc dịch màng phổi đồng thời chờ kết quả xét nghiệm. Nếu dịch màng phổi kết quả là độ axit pH dưới 7,2, có soi trực tiếp có vi khuẩn hoặc lượng dịch lần đầu tiên chọc trên 450 ml thì chúng ta sẽ có chỉ định dẫn lưu. Còn trường hợp nếu mà các cái tiêu chuẩn như vậy, nó không có các tiêu chuẩn như vậy thì có thể chọc tháo dịch màng phổi nhiều lần. La troisième chose qui est fondamentale, c'est que vous devez avoir une amélioration rapide
Et si vous n'avez pas une amélioration rapide, il faut discuter de l'abord chirurgical précocement à la fin de la première semaine. Ce n'est pas la peine d'attendre 3-4 semaines. Si on fait une chirurgie, elle doit être précoce. Tiếp theo là nếu như mà về lâm sàng bệnh nhân tiến triển tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị, nhưng nếu bệnh nhân có xu hướng tiến triển không tốt thì cần phải xem xét thảo luận về vấn đề phẫu thuật trong vòng một tuần đầu tiên, không nên đợi đến tuần thứ hai, thứ ba rồi mới chỉ định phẫu thuật. Trường hợp nếu đáp ứng không tốt, chúng ta cần phải xem xét chỉ định phẫu thuật sớm. Donc voilà le résumé de ce que l'on a fait, hein, vous voyez, c'est cloisonné, c'est abondant, il y a du pus, dans ces cas-là, on fait le drainage d'emblée. Đây là cái tóm tắt lại của các cái chỉ định. Thì nếu trong trường hợp mà bệnh nhân có dịch màng phổi số lượng nhiều, chọc hút lần đầu đã là mủ hoặc là vách hóa, thì chúng ta sẽ chỉ định dẫn lưu màng phổi. Et rappelez-vous, le drainage seul ne suffit pas. Donc dès que vous avez mis le drainage, il faut faire autre chose. La fibrinolyse et les DNases, la fibrinolyse seule, le lavage seul, le lavage et la fibrinolyse. Tout ça, c'est une affaire d'école, il n'y a pas encore de certitude. Nous, chez nous, on fait systématiquement et précocement un lavage et une fibrinolyse quotidienne. Tiếp theo là chúng ta cũng biết là trong một số trường hợp tràn dịch màng phổi mà biến chứng thì chỉ dẫn lưu màng phổi không là không đủ, mà chúng ta cần phải cân nhắc đến điều trị tiêu sợi huyết, có thể đơn thuần hoặc là kết hợp tiêu sợi huyết với lại DNase, hoặc là tiêu sợi huyết kết hợp với lại rửa màng phổi. Ở chỗ chúng tôi thì chúng tôi thực hiện thường quy cái việc mà dẫn lưu màng phổi và rửa màng phổi ở những bệnh nhân viêm màng phổi nhiễm trùng. Et puis donc, évaluation précoce, la majorité des gens vont s'améliorer, hein, vous avez vu, plus de 90% des pleurésies infectieuses vont guérir, mais s'il y a un recours chirurgical, il doit être précoce. Và đánh giá sớm bệnh nhân để xem xét về cải thiện lâm sàng. Chúng ta biết là có khoảng 70% bệnh nhân là cải thiện tốt. Những trường hợp khác thì chúng ta cần phải đánh giá sớm để xem xét vấn đề phẫu thuật, tránh chỉ định muộn. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, le traitement des comorbidités, avec et des complications hein, avec les anticoagulations préventives et surtout une renutrition précoce, dépister la dénutrition, faire un dosage de protéines et d'albumine. La dénutrition est extrêmement rapide dans les processus infectieux. Và cần phải chú ý đến vấn đề là sàng lọc và điều trị các bệnh lý đồng mắc, dự phòng tình trạng suy dinh dưỡng, dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Cần phải làm xét nghiệm để đánh giá về protein, albumin máu để đánh giá về tình trạng dinh dưỡng. Alors, je passe rapidement là-dessus. Pour continuer sur cette notion de nutrition, il y a un score qui a été proposé pour identifier les patients qui étaient à risque d'évolution défavorable, qui s'appelle le Rapid Score. Đây là tiếp theo để đánh giá về nguy cơ các trường hợp mà viêm màng phổi do viêm phổi kế cận thì có cái thang điểm để đánh giá cái nguy cơ tử vong trong vòng 3 tháng, còn gọi là thang điểm Rapid. Et en fait, vous voyez que la majorité des items, des critères de ce score sont des critères généraux, l'insuffisance rénale, l'âge et la dénutrition. Thì chúng ta có thể thấy là các cái thang điểm để đánh giá thì dựa trên các cái thứ nhất là về thể trạng chung, về tuổi này, chức năng thận này và tình trạng dinh dưỡng, albumin. Et donc dans l'étude mixte, hein, không, chỉ làm thương sáu. Vous avez vu qu'il faut une prévention de la maladie thromboembolique et traiter la dénutrition. Và điều trị các cái bệnh lý đồng mắc và suy dinh dưỡng thì chúng ta cần phải dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Trong nghiên cứu MIT thì có khoảng 75 bệnh nhân có các bệnh lý đồng mắc kèm theo, vì vậy chúng ta cần phải đánh giá để có thể điều trị tránh tiến triển xấu, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng để dự phòng sớm suy dinh dưỡng. Alors, vous vous rappelez, on a vu tous ces différents éléments, tout ça, on les a traités. Maintenant, ce risque, c'est l'évolution défavorable vers la fibrose de la plèvre viscérale et de la plèvre pariétale donnant des séquelles tardives. Chúng ta quay lại cái sơ đồ về sinh bệnh học. Nếu như trong bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng mà chúng ta không có phát hiện và điều trị sớm thì sẽ dẫn đến các cái biến chứng muộn, các cái di chứng muộn, sau đó là sơ hóa màng phổi lá tạng làm cho phổi bị bó lại, rồi sơ hóa màng phổi thành dẫn đến sơ hóa co kéo lồng ngực. Et donc c'est vraiment la place de la kinésithérapie respiratoire. Alors il n'y a pas beaucoup d'études, mais de manière très claire, mais c'est vrai pour tous les patients qui sont dans un état critique, il faut mobiliser précocement les patients.
Tiếp theo là về vai trò của vật lý trị liệu phù hồi chức năng. Thì hiện tại thực tế là cũng có ít các nghiên cứu, tuy nhiên thì tương tự như với các bệnh lý cấp tính, thì các cái nhiễm trùng hoặc là sau phẫu thuật thì việc vận động sớm sẽ cải thiện tiên lượng bệnh nhân. Et donc vous voyez dans mon service, une patiente avec une pleurésie infectieuse, elle est drainée, il y a la kiné qui est avec elle, qui l'aide, on a l'oxygène, on a la perfusion, le fait d'avoir les tuyaux n'en doit pas empêcher de mobiliser les patients, de les faire marcher. Plus on fait bouger un patient, plus il a de chances de récupérer. Đây, ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là một bệnh nhân ở trong khoa chúng tôi bị viêm màng phổi, có dẫn lưu màng phổi, và bên cạnh thì là kỹ thuật viên phù hồi chức năng đi cùng để cho bệnh nhân cùng vận động, và kèm theo đó là đường truyền, hệ thống đường truyền rồi là oxy đi kèm. Thế bệnh nhân cần phải vận động càng sớm càng tốt. Khi mà bệnh nhân vận động sớm thì cái tiên lượng sẽ được cải thiện tốt. Donc en conclusion, vraiment, il faut se rappeler que la pleurésie infectieuse est une urgence thérapeutique, c'est absolument fondamental, il faut se précipiter sur la ponction, sur le drainage. Để kết luận thì phải nhấn mạnh điều đầu tiên quan trọng đó là bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng đó là một điều trị cấp cứu, và luôn luôn khi mà xác định là viêm màng phổi nhiễm trùng thì chúng ta cần phải dẫn lưu dịch. Un Irlandais qui connaît bien la plèvre du nom de Brin dit toujours: Le soleil ne doit jamais se coucher sur une pleurésie infectieuse. Un patient qui arrive le soir, il ne faut pas attendre le lendemain ou le surlendemain pour faire quelque chose. C'est une urgence. Il faut le prendre en garde. Il faut faire les choses très rapidement. Để nhắc lại thì có một câu ngạn ngữ đó là mặt trời không bao giờ được lặn trong tràn dịch màng phổi do viêm phổi kế cận, nhằm nhắc đến vai trò quan trọng của việc là phát hiện sớm viêm phổi màng phổi do viêm phổi kế cận để xử trí. Chúng ta không nên chờ đợi đến ngày hôm sau, ngày tiếp theo, vì cái tiến triển của bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng sẽ rất là nhanh chóng. Et donc c'est vraiment une intervention précoce et agressive pour tous les patients qui permet d'améliorer les conditions. Et puis, on a mis cette petite phrase, hein, une plèvre vidée est une plèvre sauvée. Il faut vraiment avoir une évacuation de qualité, drainage précoce, plus une autre intervention, fibrinolyse et lavage a priori. Và nhấn mạnh là các cái can thiệp của điều trị cần phải sớm và tích cực cho tất cả mọi trường hợp của bệnh nhân, mọi trường hợp bệnh nhân, và một màng phổi rỗng là một màng phổi được cứu. Với những trường hợp mà bệnh nhân lý và màng phổi do nhiễm trùng, chúng ta dẫn lưu màng phổi càng sớm càng tốt thì sẽ giúp cứu sống được bệnh nhân. Et surtout n'oubliez pas de nourrir vos patients. La dénutrition c'est vraiment la voie vers la gravatisation et les complications. Và tiếp theo chúng ta đừng quên vấn đề về suy dinh dưỡng, dự phòng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh lý viêm màng phổi, vì yếu tố rất nhanh chóng bệnh nhân có thể bị suy dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến cái tiên lượng điều trị. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première présentation. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Donc en fait, il y a des questions donc à propos de drainage. Tu as drainé jusqu'à maintenant 182 participants, nous compris. Et donc il y a deux questions. Chắc thầy đề nghị bác sĩ Quyên là có hai câu hỏi đó thì nhờ Quyên dịch qua cho bác sĩ. Vâng, để em xin phép đọc lại câu hỏi một chút ạ. Est-ce que vous pouvez donner vos expériences dans le cas de pleurésie infectieuse chez les patients qui a des problèmes de coagulants, si il a des diminutions dans les bilans de coagulation, si mais on a indication de ponction pleurale ou drainage, même si utiliser de fibrillis, il y a des problèmes avec ces patients. Par exemple, non. Les patients de SIOS. Alors, aucune contre-indication à la ponction pleurale. Vous faites sous échorepérage, on repère les vaisseaux. On ponctionne à la partie inférieure de l'espace intercostal. Donc, pour une ponction pleurale, il n'y a strictement aucune contre-indication, quel que soit le statut de coagulation. Vous vous rappelez le cours d'avant, on ne ponctionne pas dans la zone la plus proche du rachis, on ponctionne vers la ligne axillaire postérieure ou la ligne axillaire moyenne. Là, il n'y a pas de problème. Et donc, il n'y a aucune contre-indication à la réalisation d'une ponction pleurale. Oui. Première chose.
Thứ nhất là không có cái chống chỉ định nào trong trường hợp mà trọng dịch màng phổi. Chúng ta chú ý các cái vùng mà an toàn trong trọng dịch sàn dịch màng phổi có thể chọc được xác định bằng siêu âm, tránh các cái vị trí mà gần cột sống khi mà có các cái mạch máu của liên sườn đi ra như trong bài trước chúng ta đã trình bày. La deuxième chose, c'est que sur le drainage thoracique, il y a plusieurs techniques de drainage. Il y a des techniques dites chirurgicales où on va disséquer une large partie de l'espace. Ces techniques-là sont à risque hémorragique. Et puis, il y a des techniques qui sont beaucoup plus simples, qui sont les techniques dites de Seldinger, c'est-à-dire c'est une ponction pleurale. On monte un fil guide, exactement comme les cachets centraux, et le drain va dilater l'espace. Et ça, ça se fait d'autant plus facilement avec des drains de petit calibre. Et là encore, s'il y a des troubles de coagulation, il faut quand même être un peu expérimenté pour le faire, hein, avoir une bonne connaissance. Mais on peut drainer des patients avec des troubles de coagulation. N'oubliez jamais, il n'y a jamais de contre-indication à des gestes salvateurs. Tiếp theo là có rất nhiều các cái kỹ thuật mà để có thể dẫn lưu được dịch màng phổi với những kỹ thuật mà đặt gọi là mở ngực tối thiểu thì cái nguy cơ chảy máu sẽ nhiều sẽ cao. Tuy nhiên thì với những kỹ thuật chúng ta có những kỹ thuật như là kỹ thuật Seldinger với cái ống dẫn lưu màng phổi rất là nhỏ và chúng ta nhấn mạnh lại một điều là không có cái chống chỉ định trong dẫn lưu màng phổi kể cả ở với những bệnh nhân mà rối loạn đông máu. Si, et, pardon, excusez-moi. Et dernière question, c'était sur la fibrinolyse. Alors là, c'est plus délicat parce qu'en fait, la fibrinolyse donne peu de complications hémorragiques, mais ça dépend un peu du produit. Le produit qui est le plus sûr, c'est l'urokinase. La RTPase qui a été utilisée dans les dernières études, en fait, est le produit le plus dangereux. Donc, il est vrai que s'il y a des gros troubles de l'hémostase et surtout si... le drainage a été un peu hémorragique ou si c'est un petit peu sanglant à l'intérieur. Là, il faut vraiment préférer le lavage dans un premier temps et voir un peu l'évolution. Tiếp theo là việc mà sử dụng các cái thuốc tiêu sợi huyết thì thực ra là trong các nghiên cứu thì các thuốc tiêu sợi huyết gây ra cái nguy cơ chảy máu cũng rất là thấp thôi. Tuy nhiên thì cái trong cái nghiên cứu gần đây nhất đó là sử dụng với urokinase, không biết em nghe có đúng không? Thì là cũng có cái tăng về nguy cơ chảy máu ở những bệnh nhân sử dụng tiêu sợi huyết. Vì vậy mà trong những trường hợp bệnh nhân mà có vấn đề rối loạn về đông máu, bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng thì chúng ta ưu tiên cái việc là rửa màng phổi. Còn một số câu hỏi khác, Gilles, donc tu as beaucoup de questions, donc si on peut juste... Quyên có thể đọc không? Vâng. Dạ vâng, em xin đọc câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Hiếu. Đang le cas de pleurésie de épanchement pleural thang souda récidivant. Est-ce que dans le cas de... épanchement pleural thang souda récidivant, il a des cloisonnements ou pas? C'est une question qui est très intéressante et en fait, je n'ai pas encore tout à fait la réponse. Classiquement, pour faire des cloisons, il faut des protéines et de la fibrine. Donc, le cloisonnement est toujours un signe d'exsuda. Donc, en fait, le vrai problème, c'est est-ce qu'un transsuda dit vieilli. Alors, on savait déjà que de temps en temps, le taux de protéines peut monter dedans. Alors, on a fait plein d'hypothèses physiopathologiques qui sont toutes fausses, à mon avis. Mais je pense réellement qu'une pleurésie transsudative chronique va en fait se transformer en exsuda par des mécanismes inflammatoires locaux. La plèvre, elle n'est pas prévue pour avoir du liquide. Et dès qu'il y a des cloisons qui apparaissent à l'intérieur, clairement, même si le mécanisme au départ, c'était un transsuda, une insuffisance cardiaque en particulier. J'ai plusieurs patients avec des insuffisances cardiaques comme ça, sur des pleurésies chroniques, qui commencent à se cloisonner. Très clairement, la pleurésie s'autonomise et elle devient une pleurésie exsudative avec un profil inflammatoire qui commence à s'installer. Donc, les choses sont un petit peu différentes. Donc, les cloisons, c'est toujours un exsuda, mais des transsudas chroniques peuvent évoluer avec une autonomisation dans cette évolution. Thứ nhất là đây là một câu hỏi hay và thầy cũng không có câu trả lời gọi là hoàn đầy đủ cho cái trường hợp này. Thế về nguyên tắc thì cái bách hóa ở trong khoang màng phổi thì nó gây ra do cái tình trạng protein và fibrin ở trong khoang màng phổi. Vì vậy mà tràn dịch màng phổi bách hóa thì luôn luôn là tràn dịch màng phổi dịch tiết. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp mà tràn dịch màng phổi dịch thấm tái phát rất là nhiều trong những trường hợp mà suy tim vân vân. Thì
Em cũng không hiểu cái câu thầy nói là trong trường hợp tràn dịch màng phổi, dịch thấm tái phát nhiều thì nó có thể là bản thân cái đó nó có thể tiến triển thành cái mà cái viêm màng phổi mà có vách hóa, thì cái này em xin chắc là xin nhờ thầy Tuấn hoặc là chính bác xác sĩ. chính xác chính xác như vậy. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Đấy, thì vâng ạ. Thì đấy, trong trường hợp đó nó có thể tự tiến triển thành cái là tràn dịch màng phổi mà dịch tiết và có vách hóa. Còn 10 câu hỏi nữa. Gilles, il reste encore 10 questions. Donc, il va falloir... faire court sur les réponses. J'ai voilà. compris le message. Vâng, xin mời bác sĩ Hồng hoặc là bác sĩ Quyên tiếp. Oui. Vâng ạ, sau thì là đến phần dịch của em ấy ạ. Nhưng mà em thấy còn rất rất nhiều câu hỏi ạ. Thì, 10 câu hỏi. Ở cuối bài. Dạ, và thì em, vâng, thì em xin phép thầy chắc là... Vâng. Thì em xin hỏi ý kiến thầy xem là cái này thì chắc là Dr. Rin sẽ trả lời bằng text thôi, tức là ông thầy sẽ trả lời bằng message các bạn thôi chứ ạ. Anh hay là thông dịch thầy luôn bây giờ ạ? Thầy nghĩ là mình dịch luôn và thầy có yêu cầu bác sĩ Rin là trả những câu lời ngắn và gọn. Thì em sẽ hỏi luôn đúng không ạ? Thế thì và thích nếu mà chị Quyên thì được. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Đinh Hoàng, đăng lực ca de Plegesi MPM Kia Fistin Fistin de Plego et Vonco Plego est-ce qu'on lavage la cavité plegane ou sinon il a des autres traitements alternatifs? Alors, les fistules pneumopleurales sont compliquées parce qu'en effet, on ne peut pas faire de furénoïdes, ça passe dans les poumons. Le lavage, c'est parfois difficile parce qu'en effet, ça passe aussi facilement dans le poumon. Et très clairement, c'est le plus souvent une indication à un traitement chirurgical, sauf que ce sont souvent des patients très fragiles. Alors maintenant, on peut avoir éventuellement des techniques un peu plus complexe d'aller boucher des bronches qui sont responsables de cette fistule, si la fistule est importante et autres. Mais là, on est dans des situations où il faut discuter dans une équipe médico-chirurgicale habituée des traitements optimaux. Trong những trường hợp mà tràn mủ màng phổi mà có do của khí phế quản và màng phổi, thì việc điều trị trong những trường hợp đó là tương đối là khó khăn, bơm rửa màng phổi tương đối là khó khăn vì nó có nguy cơ là có thể sặc vào trong phổi của bệnh nhân. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ phải tiếp cận cái việc điều trị có thể là liên quan đến phẫu thuật để điều trị cái do phế quản màng phổi. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là của bạn Phan Thị Dung. Cách để phân biệt mủ màng phổi và áp xe phổi sát thành ngực. Comment on peut différencier entre pleurésie MPM avec pneumonie parathoracique? Alors en fait, c'est vraiment intellectuel comme origine. Ça n'a pas un intérêt majeur. Une fois que l'MPM est là, qu'il y ait ou pas l'atteinte du poumon, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut venir de là. Il faut juste savoir que les empièmes primitifs peuvent avoir une origine dentaire. Donc, c'est très important sur un empième qu'on a l'impression d'être primitif, de chercher des abcès dentaires et de traiter les dents. Je suis désolé, il a un problème avec la traduction. La question exactement c'est comment on peut différencier entre épansement pleurésie MPM avec le abcès pulmonaire à côté de la paroi thoracique. Alors, ce qui est intéressant, c'est savoir s'il y a un abcès pulmonaire associé ou pas. L'échographie et le scanner vont pouvoir nous le dire. L'échographie va permettre de voir le poumon tassé et à l'intérieur de celui-ci un abcès. Et vous avez vu des images de scanner que je vous ai montrées. Sur l'une d'entre elles, il y avait en effet un abcès dans le poumon. Ça doit être appuyé. Par contre, la radio ne sert à rien là-dedans. Gilles, il est 10h20. Ouais. Chắc là thầy đề nghị là mình theo giải pháp của bác sĩ Hồng nhé. Il est 10h20, donc en fait, nos amis vont t'envoyer les questions. Certaines sont en français et d'autres sont en vietnamien, donc ce sera traduit. Et ensuite, tu vas répondre aux étudiants. Voilà. J'ai vu deux questions en français sur lesquelles je vais répondre dans le chat directement. Très bien, parfait. On va faire ça comme ça. Em xin phép thầy Tuấn với lại Dr. Jim với lại Dr. Quyên như thế này ạ.
Tức là bởi vì là Dr. Jin thì thầy còn một cái bài nữa là trình bày về Đúng tràn rồi. khí màng phổi ở cuối Đúng buổi. rồi. Thì có thể, tại vì cái bài tới đây thì là bài tràn dịch màng phổi do ung thư, thì em sẽ dịch ạ. Thì bác sĩ Quyên có thể tranh thủ dịch những câu hỏi đấy xong rồi gửi texto cho Dr. Jin, thì Dr. Jin trả lời. Thì cái buổi mà giảng về tràn khí màng phổi cuối cùng ạ, thì mình có thể giải đáp cho các bạn luôn ạ. Thì Ok, mình tiết kiệm thời gian hơn. Vâng. d'accord. Gilles, donc tu vas pouvoir bosser hein, pendant que Sophie va parler, puisqu'ils vont traduire même les questions en vietnamien en français pour que tu puisses les répondre sur le chat Très bien. là, entre-temps. OK. Donc, en effet, on accueille Sophie du Maître Laroumagne Oui. De Marseille. Ravi de te voir, Sophie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Et Bonjour. je lui laisse la parole. En fait, comment est-ce qu'on fait, Antoine? Tu veux... Sophie peut partager son écran? En principe, oui. Tu partages son écran, Sophie, c'est plus simple. Sophie, tu peux essayer de partager ton écran ou pas? Alors, oui. Donc, mon PowerPoint, il est ouvert. Si je mets partager écran, tac, tac. Firefox... J'ai pas accès à mon bureau. D'accord. Bah, tu veux que je le partage alors? Moi, je peux. Alors, non, là, j'ai pas accès à mon bureau, moi. Ça me met les iPhones, les Firefox des différents. Mais j'ai assis peut-être là. Attends. Mais ça, c'est mon mail. Donc, ça va pas le. Em chuyển lại quyền chủ trì cho thầy rồi ạ. Dạ vâng, thầy có thấy. Dạ. Nhưng thầy, cô này cũng không biết cách chuyển thì đúng hơn. Dans ces cas-là, thầy chuyển cho bác sĩ Đức đi thầy. Là, je vous ai partagé l'écran de. Thôi bây giờ thì thầy Gilles sẽ chuyển cái. Ok. Dạ vâng. Voilà. Comme ça, Sophie, je te passe tes diapos. Et en effet, on va rester du coup sur la plèvre, mais on va discuter de la prise en charge thérapeutique des pleurésies néoplasiques récidivantes. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề về tràn dịch màng phổi ác tính là ung thư. Donc, on va parler de ce problème-là parce que c'est un problème qui est assez fréquent et vous voyez que l'apparition d'une pleurésie néoplasique est assez fréquente, entre 15 et 50%, soit au diagnostic, soit au cours de l'évolution de la maladie. Et donc, c'est un problème dont il faut vraiment parler. Thế thì tràn dịch màng phổi do ung thư thì là một trong những nguyên nhân rất là thường gặp. Đó, nó chiếm khoảng tầm 15-46%. Nó có thể dựa trên những cái nguyên nhân khác nhau, phần chẩn đoán và điều trị. En ce qui concerne les causes, c'est la diapo d'avant, Gilles, on se rend compte que les pleurésies néoplasiques au niveau épidémiologique, elles sont plus fréquentes dans les suites d'un cancer du poumon. Sophie, on t'entend pas bien. Le mésothélium. Et puis les causes. Em xin lỗi thầy, em nghĩ là có một số bạn chưa tắt mic ạ, nên nó bị rè. Dạ, thầy đang cố gắng tắt mic của một số các bạn, nhưng mà yêu cầu các bạn nào chưa tắt thì tắt hộ. Alors, excusez-moi Sophie, est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu, parce que on a un tout petit peu problème de l'internet. Oui. Donc, au niveau de l'épidémiologie des pleurésies néoplasiques, c'est quelque chose qui est fréquent, jusqu'à 50% des cas au cours de l'évolution d'une maladie cancéreuse. Et les pathologies que l'on rencontre le plus souvent, c'est des pleurésies néoplasiques qui sont secondaires à des cancers du poumon ou à des cancers du sein, dans plus de 65% des cas. Donc, ça sera la majorité de la population à laquelle on aura affaire, suivie ensuite du lymphome ou du mésothélium en Europe, puis des cancers sous-diaphragmatiques. Tràn dịch màng phổi do ung thư thì nó là một trong những nguyên nhân rất là thường gặp. Nó chiếm khoảng tầm trung bình khoảng 50% và nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Thường gặp ví dụ như là ung thư phổi, ung thư vú, sau nữa có thể là các u lymphome hoặc là ung thư buồng trứng. Oui.
au niveau physiologie ou physiopathologie, j'ai envie de vous parler de ces deux mécanismes. Alors, un que vous connaissez probablement, c'est plutôt une théorie mécanique. Cette théorie mécanique... Oula. Oui. Donc, Sophie, elle a un problème de connexion à Internet. Oui. Lymphatiques vont boucher les faisceaux lymphatiques, sont à l'origine d'un excès de protéines et de LDH et sont à l'origine de l'épanchement pleural qui n'arrive pas à être réabsorbé par les lymphatiques qui sont bouchés. Ça, c'est une théorie qui est mécanique. Về phần sinh lý và sinh lý bệnh học của tràn dịch màng phổi thì có hai cơ chế chính. Thì cái phần đầu tiên, cái phần này nó bị lỗi của mạng, mình không nghe được rõ. Nên phần sau thì thì Sophie có nói về cái phần là tăng tiết các cái protein trong khoang màng phổi cũng như là các cái hóa chất trung gian khác. Gilles, je pense que Sophie a des problèmes de connexion Internet. Je me demande si il vaut mieux pas. Je vais continuer. Oui. Je vais continuer le temps que Sophie se reconnecte. Je ne sais pas oui. Si elle reprendra la parole. J'ai la chance de travailler avec elle depuis longtemps et de connaître un petit peu son diaporama. Alors j'espère que. Moi, je vous entends bien là. Ah, d'accord. Bah, nous, on ne t'entendait plus du tout. Vas-y. vas-y, parle. Vas-y, Sophie. Désolée, Sophie, donc pas au niveau physiopathologique, il y a deux théories, une théorie mécanique et une théorie un petit peu plus biologique. La théorie mécanique, comment ? Vas-y. Une théorie mécanique avec les cellules tumorales qui boucheraient les pores lymphatiques et qui empêcheraient la réabsorption du liquide, donc l'accumulation du liquide dans la cavité pleurale. Et une théorie beaucoup plus récente et intéressante, qui est une théorie un peu plus biologique, où en fait il existerait des interactions entre la cellule tumorale, les cellules normales mésothéliales et les cellules vasculaires locales et ces communications. Voilà. Désolée Sophie, mais je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est vraiment un problème de l'Internet. Donc je ne peux pas bien écouter vous. Donc. Oui, je pense que Gilles, c'est très certainement un problème de connexion. Sophie, de là où tu es, est-ce que tu peux essayer de te reconnecter ou bien faire quelque chose parce que vraiment on ne t'entend que par intermittence. Même pour moi et pour Gilles qui finalement sommes dans le même pays que toi, on a du mal. Là, on l'entend plus du tout. Là. Ce que je te propose, Gilles, c'est d'envoyer un message à Sophie. Chắc Hồng nói với các bạn chịu khó đợi một tí để các thầy ở đây giải quyết xong cái vấn đề kỹ thuật này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lại cái lớp. Et puis Gilles, je pense que tu continues. Si Sophie n'arrive pas à se connecter. J'ai entendu tout le topo de Gilles et là, c'est vrai que ça coupe, j'ai du mal à comprendre, je suis désolée. Je vais essayer de changer d'ordinateur. Les joies et bonheurs du direct, hein, les aléas du direct, comme on disait à l'ERTF jadis. Absolument. Mais qui font aussi tout le charme des communications à distance et qui nous rappellent que ce sera beaucoup plus agréable de venir vous voir dès qu'on pourra. Même si c'est plus facile pour tous d'avoir une, entendez ou pas une connexion. Là, on t'entend un peu. Vas-y.
Non, honnêtement, Gilles, je pense que ça va être compliqué. ça va être compliqué. Pour les prochaines fois, on va faire un test avec les différents orateurs pour vraiment s'assurer que en fait la connexion est bonne. Et c'est pour ça que je me connecte toujours depuis chez moi, jamais depuis l'hôpital. Alors. Bắt đầu bài của thầy Jin trước vậy ạ. Vâng, hoặc là thầy thầy Là Jin cực kỳ. cũng có thể giảng bài này. Dans ces cas-là, il faut par contre que je fasse un petit. Est-ce que j'ai. Deux options. La première, hein, vous me dites ce que vous préférez. La première, je prends le relais directement sur le pneumothorax le temps que Sophie trouve une connexion. La deuxième, je prends le relais de Sophie, mais je pense qu'elle va retrouver une connexion et je préfère que ce soit elle qui le fasse. D'accord. D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur le pneumothorax. Désolé pour ça. Et puis, de toute façon, on fera les pleurésies néoplasiques dans un second temps. Mais là, on va commencer par pneumothorax. Alors, là, je vais partager l'écran. Là, tu y vois ou pas? Alors. Ouais, là, on voit ton écran. Là, je voyais ton écran, je ne le vois plus. Oui, c'est bon, attends, je vais essayer de. Parce que je pense que le problème il vient de là aussi. Là, on a. Là, c'est bon et vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend mieux. On t'entend mieux. On revient à toi, Sophie, d'accord? Chắc là bây giờ mình quay trở lại với cái bài giảng của bác sĩ Sophie đi. Tại vì. Vâng. Dạ, vâng ạ. Oui, Sophie, on va. Il faut que tu actives ton oui. micro, Sophie. Tu as désactivé ton micro. Là, tu m'entends? Voilà, c'est bon. C'est bon? Je Allez, vois que on tu va as un essayer comme technicien. ça. Donc, Je au vois que tu niveau as de un la fuite technicien de opérée. haut vol qui est venu t'aider, donc on le salue et on le remercie. Ouais, j'allume l'autre ordinateur. Vas-y. Donc, excusez-moi. Au niveau de la physiopathologie, donc sur ce schéma, deux théories. Une théorie mécanique ici, où les cellules tumorales bouchent les pores lymphatiques, sont à l'origine d'une hypersécrétion de liquide avec un afflux de protéines. Et le fait que ces pores lymphatiques soient bouchés, on a une diminution de l'absorption du liquide pleural. Et puis, vous avez une théorie plus moléculaire. Et cette théorie plus moléculaire, c'est une communication intercellulaire entre la cellule tumorale et les cellules mésothéliales normales et les cellules vasculaires, qui serait responsable d'un afflux de cytokines, d'une extravasation des vaisseaux et serait à l'origine de l'épanchement pleural. Sơ suyết con trên phần sinh lý và sinh lý bệnh thì người ta có hai cái quá trình chính ở đây. Thì số 1 chính là sự phát triển của các cái tế bào ung thư. Thì sự phát triển của các tế bào ung thư nó sẽ che lấp những cái phần mà dẫn lưu của dịch màng phổi, và nó có cái sự rối loạn về cái phần hoạt động của các tế bào biểu mô màng phổi, cũng như là các tế bào ung thư, và từ đấy thì nó làm tăng tiết các cái dịch trong khoang màng phổi. Pourquoi est-ce que c'est important de parler des pleurésies cancéreuses? Parce que l'apparition d'un épanchement pleural, un, impacte la survie du patient. Le patient a un pronostic péjoratif avec des médianes de survie qui vont de 3 à 12 mois. Alors, ces résultats sont un petit peu anciens parce qu'avec l'arrivée des thérapies ciblées ou de l'immunothérapie, probablement que ces délais sont augmentés et le pronostic dépend du cancer primitif, et vous voyez que les survies pour le mésothélium sont meilleures que celles pour le cancer du poumon, en moyenne 3 mois. Chúng ta sẽ nói ở đây về những cái phần phần dịch tễ học của ung thư. Thì trong phần tiên lượng của ung thư có những cái yếu tố là giúp mình tiên lượng rằng là những cái ung thư đấy nó có cái thời gian sống thêm rất là xấu. Đó, thông thường thì nó nằm trong khoảng từ 3 cho tới 12 tháng, phụ thuộc vào cái tổn thương nguyên phát. Có vẻ như là ung thư biểu mô màng phổi, tức là mesothelium, thì có cái tiên lượng tốt hơn với cái thời gian sống thêm dài hơn so với các trường hợp ung thư khác. En plus du pronostic péjoratif, l'apparition d'un épanchement pleural
va être très symptomatique pour le patient. Et c'est des patients qui vont avoir une dyspnée, qui vont avoir une douleur thoracique, qui vont avoir des épanchements pleuraux qui vont récidiver. Et donc, il va falloir améliorer la qualité de vie de ces patients. Il va falloir améliorer les symptômes de ces patients. Có những cái yếu tố nó làm cho mình có những cái tiên lượng xấu về cái ung thư này, ví dụ như là bệnh nhân có những cái triệu chứng như là khó thở này, đau ngực hoặc là tràn dịch máu phổi tái phát rất là nhiều, hoặc là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vì thế nên là một trong những mục tiêu điều trị đấy là mình phải kiểm soát các cái triệu chứng và giúp và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Donc le but de la prise en charge du pleurésie néoplasique, c'est de contrôler les symptômes du patient pour améliorer sa qualité de vie et essayer de prévenir les récidives. Đó. Và mục tiêu điều trị ở đây là kiểm soát triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và dự phòng tái phát. Qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle pour prendre en charge les pleurésies néoplasiques? Eh bien, il ne faut pas oublier la prise en charge qu'on appelle générale, le traitement systémique. On sait que certains types de cancers peuvent répondre à la chimiothérapie. C'est le cas des cancers à petites cellules, c'est le cas des lymphomes. Quand vous avez un épanchement pleural sur un lymphome, il faut le traiter en urgence et l'épanchement va en général répondre à la chimiothérapie. C'est beaucoup moins le cas pour les autres types de cancers, les cancers du sein, les cancers du poumon non à petites cellules, avec une amélioration de l'épanchement dans moins de 50% des cas. Một trong những cái phần điều trị mà mình phải nhắc tới của điều trị tràn dịch máu phổi do ung thư đấy là chúng ta phải nhắc tới một cái điều trị hệ thống và một điều trị toàn thân, bởi vì là có những cái ung thư nó đáp ứng khá là tốt với điều trị hóa chất, ví dụ như là ung thư biểu mô, ung thư phổi típ tế bào nhỏ hoặc là lymphoma chẳng hạn, thì tràn dịch máu phổi nó đáp ứng rất là tốt với hóa chất hơn là so với một số cái típ ung thư khác, ví dụ như là ung thư biểu mô, ung thư phổi mà típ không phải tế bào nhỏ thì nó kém đáp ứng với hóa chất hơn. Et donc, il faudra très souvent chez ces patients faire une prise en charge locale de cet épanchement pleural. Quand on prend en charge un épanchement pleural néoplasique, il faut penser au fait que cette prise en charge est palliative. Aucun traitement chez ces patients ne pourra entraîner de guérison. Et donc, il faut réfléchir aux gestes que l'on va faire qui doit améliorer les symptômes, qui doit améliorer la qualité de vie, mais sans aggraver le patient qui a une qualité de vie qui va être réduite, qui a une durée de vie qui va être réduite. Ngoài ra thì những cái chăm sóc tại chỗ cho bệnh nhân còn được gọi là chăm sóc giảm nhẹ, nó giúp là để mình làm cải thiện, tức là mình làm giảm bớt các cái triệu chứng cho bệnh nhân, giúp cải thiện triệu chứng và cải thiện chất lượng sống. Bởi vì là có rất nhiều những bệnh nhân mà người ta thấy là các cái triệu chứng nó được giảm bớt rất là nhiều. Et donc, on va discuter des différents dispositifs qui existent actuellement en 2001, un petit peu de la ponction pleurale, puis on parlera de la pleurodèse. La pleurodèse, c'est le fait de faire une symphyse pleurale, d'aller rentrer dans la cavité pleurale et d'aller coller la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Et un autre dispositif plus récent qui est le cathéter de drainage pleural ou le cathéter tunnelisé à demeure. Chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa các cái kỹ thuật, ví dụ như là trong dịch màng phổi, thứ hai là gây dính màng phổi, tức là người ta dùng cái từ là pleurodes, tức là chúng ta bơm một cái chất vào trong khoang màng phổi để giúp gây dính khoang màng phổi đấy, gây dính các lá màng phổi. Và thứ ba nữa là đặt một cái cateter dẫn lưu màng phổi tại chỗ, người ta gọi là cateter tunnelisé đó. Pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire aux patients à l'heure actuelle, savoir si l'on peut proposer une ponction pleurale seule ou un geste minimalement invasif ou un cathéter pleural, il est nécessaire de s'appuyer sur des scores pronostiques. Et depuis quelques années, on utilise ce score de Lint, qui est un score qui a été validé par plusieurs études, qui est assez intéressant et qui peut nous aider à savoir quel geste on va proposer aux patients. Và để biết là làm sao mà tức là lựa chọn cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân, tức là trường hợp nào thì chúng ta sẽ chọc dịch, trường hợp nào thì chúng ta sẽ đặt dẫn lưu hay là làm cái điều trị gì khác cho bệnh nhân, thì người ta phải có những cái bảng điểm để người ta tiên lượng cái việc này. Và trong những năm gần đây thì người ta sử dụng bảng điểm Lent để cỡ nó có khoảng tầm 20 hoặc trên 20 cái nghiên cứu về cái bảng điểm này. Đó, và cái bảng điểm này nó sẽ giúp cho mình lựa chọn các cái biện pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Le score de Lint, c'est un score qui va nous aider à prédire la survie du patient. Đó, thì cái bảng điểm này nó là một cái bảng điểm tiên lượng giúp cho chúng ta tiên lượng được bệnh nhân, dự đoán được bệnh nhân.
Le L, ça correspond au taux de LDH au niveau du liquide pleural. L, có nghĩa là tức là chúng ta đang đánh giá cái mức độ LDH trong dịch màng phổi. Le E, c'est le performance statut du score de l'OMS, c'est l'état général du patient. Est-ce qu'il est en très bon état général comme vous et moi à zéro? Est-ce qu'il est 2, ça veut dire qu'il est plus de 50% du temps alité? Est-ce qu'il est 3 ou 4? C'est ça le performance statut. E có nghĩa là cái chữ E có nghĩa là chúng ta đang đánh giá cái chỉ số về toàn thân của bệnh nhân. Thì nếu mà mọi người biết thì cái ECOGPS này nó là một cái bảng điểm, nó có rất nó đánh giá cái chỉ số toàn thân theo OMS, và với mức cái chỉ số ECOG này ở mức điểm 0 có nghĩa là bệnh nhân rất là tốt. Thế còn điểm số 2 có nghĩa là người ta ở cái mức độ trung bình, và mức độ 3-4 có nghĩa là gần như là người ta không có kiểm soát được cái triệu chứng toàn thân. Le N, ça correspond au rapport entre neutrophile et lymphocyte dans le sang. N có nghĩa là cái chỉ số, tức là cái tỷ số giữa bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu lympho trong dịch màng phổi. Et le T correspond au type de tumeur. Et vous voyez que le mésothélium ou le lymphome, c'est 0 au niveau du score, alors que le cancer du poumon, c'est 2. Bah, thì T có nghĩa là type của ung thư. Thì ở đây mọi người có thể quan sát thấy, ví dụ như là T không điểm chẳng hạn, thì có những cái nhóm ví dụ như là mesothelium. Và ung thư phổi thì nó ở cái mức T 2 điểm. Et donc, vous voyez qu'un patient qui a un taux de LDH peu élevé, inférieur à 1500, qui a un très bon état général à 0 et qui a un mésothélium, son score est de 0. Et si son score est à 0, ça veut dire que sa survie est à plus d'un an. OK. Ví dụ như chúng ta có một cái bệnh nhân mà các bạn thấy đây, cái mức độ LDH của bệnh nhân ở dưới 1500, đúng không? Tức là điểm đang là số 0, có cái chỉ số, tức là cái tình trạng toàn thân rất là tốt, thì chỉ số O cũng là 0. Đó, và tiếp của ung thư ở đây là mesothelium, thì cái điểm số của bệnh nhân cũng là 0. Và vì thế nên là cái nguy cơ của bệnh nhân ở đây, tức là người ta đánh giá cái thời gian sống thêm thì cái nguy cơ này là khoảng tầm 300 ngày đấy ạ. Un autre exemple, un patient qui a un taux de LDH élevé à 1500, qui a un score à 1, qui a un performance statut à 2, donc qui a 2 points supplémentaires, et qui a un cancer du poumon, il se retrouve avec un risque élevé, donc un risque élevé à 5, et donc ce risque élevé montre que sa survie sera limitée à ce patient, et donc ça doit nous faire discuter la prise en charge thérapeutique la mieux adaptée à ce patient. Ví dụ như chúng ta có một bệnh nhân mà người ta có cái chỉ số LDH trong dịch màng phổi nó cao hơn 1500, tức là chúng ta đang có L là 1, chỉ số về đánh giá toàn trạng của bệnh nhân là 2 điểm, và cái típ ung thư của bệnh nhân ở đây là ung thư phổi, đó thì chúng ta sẽ có là tổng số điểm lên này của bệnh nhân rơi vào 5 điểm, và vì thế nên ở đây bệnh nhân đang có cái nguy cơ cao và chúng ta phải thảo luận để các cái điều trị tích cực cho bệnh nhân. Donc, vous l'aurez compris, pour discuter la meilleure prise en charge thérapeutique d'une pleurésie néoplasique, il faut savoir si cet épanchement entraîne des symptômes ou pas. S'il n'entraîne pas de symptômes, on ne fait rien. Et l'état général du patient, le type de tumeur et la survie de ce patient pour essayer de proposer le meilleur traitement. Đó, và các bạn đã hiểu về cái việc là như thế nào để mình lựa chọn các cái điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như là những cái bệnh nhân mà người ta không có triệu chứng lâm sàng gì thì các cái điều trị hỗ trợ khác chúng ta không cần phải đánh giá. Tuy nhiên là chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân trên tất cả các cái chỉ số, ví dụ như là toàn trạng của bệnh nhân, các típ ung thư của bệnh nhân để sao cho lựa chọn cái điều trị tốt nhất có thể. On va discuter une seule diapositive sur la ponction pleurale. La ponction pleurale, quand un patient a des symptômes, c'est le premier geste à réaliser. Ce geste, il va se faire sous contrôle échographique systématiquement pour diminuer les complications et améliorer la rentabilité diagnostique. Chúng ta sẽ nói về chọc dịch màng phổi. Đây gần như là một cái kỹ thuật được thực hiện đầu tiên đối với những trường hợp bệnh nhân chọc dịch màng phổi. Có dịch màng phổi bởi vì nó giúp cải thiện các cái triệu chứng. Việc kiểm soát chọc dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm một cách hệ thống nó sẽ giúp làm giảm cái nguy cơ tai biến cũng như là làm tăng cái lợi ích cải thiện triệu chứng. Cette ponction pleurale, elle va en général améliorer les symptômes du patient.
mais on sait que ce n'est pas le meilleur traitement pour traiter un épanchement pleural parce que dans 90 à 100% des cas, dans les 30 jours, cet épanchement, il va récidiver. Et donc, après avoir réalisé la ponction pleurale, on discutera probablement d'autres gestes à réaliser, soit une pleurodèse, une symphyse pleurale au talc, soit un cathéter tunnelisé à demeure. Chúng ta biết rằng là trong dịch màng phổi thì nó giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng rất là tốt. Tuy nhiên nó không phải là một cái biện pháp điều trị tốt nhất đối với những trường hợp tràn dịch màng phổi bởi vì nó có nguy cơ tái phát gần như là 100% sau 30 ngày. Và vì thế nên là sau khi mà tràn dịch màng phổi thì chúng ta phải cân nhắc đến những cái điều trị hỗ trợ khác đi kèm, ví dụ như là gây dính màng phổi hoặc là đặt cathete tunnelisé để dẫn lưu cái màng dịch màng phổi này. Un petit mot sur le cathéter tunnelisé. Le cathéter tunnelisé, c'est un drain de petit diamètre. Il fait 14 French. Chúng ta sẽ nói một chút về cái cathéter tunnelisé này. Thì cathéter tunnelisé là một cái ống dẫn lưu mà chúng ta sẽ đặt vào nó có cái đường kính rất là nhỏ, cỡ khoảng 28 em. Các bạn khác đề nghị là mọi người tắt mic đi giúp mình ấy, bởi vì mọi người vẫn đang bật mic rất là nhiều. Các bạn tắt mic đi giúp mình ạ. Các bạn tắt mic đi giúp bác sĩ Hồng bởi vì mọi người đang nói qua mic rất là nhiều. Suy nghĩ. Y a un problème ou ça va? Oui, ça va, ça va. Je suis désolée, Sophie, parce qu'il y a des autres qui peuvent parler sur le mic. Donc, bien sûr. Mais ça va. Oui, pas de souci, on va continuer. Oui. Le cathéter tunnelisé, donc c'est un petit cathéter qui fait 14 French. Ce cathéter, il est mis dans la cavité pleurale, il est tunnelisé sous la peau et il a une extrémité qui sort et sur laquelle on va raccorder une bouteille. Je vous montrerai des photos après. Il faut juste demander aux participants de couper leur micro. Ouais. Je suis désolée. Bạn Trương Ngọc Dương đang bật mic này. Bạn tắt mic đi. Chị Quyên ơi, chị Quyên xem giúp em, ai đang giữ host ấy thì bác chủ động tắt mic của mọi người bởi vì là em sợ là các bạn ấy không... Hình như là không hot, không đang đeo tai nghe hay là bạn ấy hot thì chính là Dr. Jin. Ấy mình đang bảo là thầy. Để anh xem. Chị để du lên Sophie. À, ở trong đây anh chị bớt ở Libra anh just. À không hot là thầy Tuấn. Chị Quyên ơi, chị nhắn thầy Tuấn hộ em xíu là để tắt bớt cái mic của các bạn đi xíu vì là on va continuer Sophie, je vais traduire juste cathéter tunnelisé thì nó là một cái cathéter có đường kính khá là nhỏ và mọi người sẽ đặt tại chỗ qua một cái đường hầm đó, qua một cái đường hầm và cái cathéter tại chỗ này nó sẽ giúp dẫn lưu dịch màng phổi. Oui, c'est ça, ce dispositif ouais. Ce dispositif il existe depuis une dizaine d'années et il est bien montré que le fait de mettre ce dispositif en place, on améliore les symptômes du patient et on améliore la qualité de vie du patient. Cái dụng cụ này thì nó mới được phát hiện, mới được sử dụng khoảng tầm 15 năm nay thôi, nhưng mà người ta thấy rằng là nó có hiệu quả rất là tốt trên việc là cải thiện triệu chứng cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Il a bien été montré dans des études que l'on fasse une symphyse pleurale, ici c'était du talc au travers du drain, ou que l'on mette un cathéter tunnelisé, on améliorait les symptômes du patient, on améliorait ses scores de dyspnée et on améliorait les douleurs thoraciques. Oui. Et ça de façon équivalente que l'on fasse une symphyse pleurale ou que l'on mette un cathéter tunnelisé. Này. Thì ở đây có một cái nghiên cứu mà nó giúp so sánh giữa việc là mình đặt cathéter tunnelisé và việc gây dính bằng bột tan. Thì người ta thấy rằng là cái cải thiện triệu chứng lâm sàng khi mà đặt cathéter tunnelisé rất là rõ rệt. Triệu chứng lâm sàng người ta đánh giá ở đây đấy là triệu chứng khó thở và đau ngực. Đó. Thì ở đây người ta thấy một cái hiệu quả rõ rệt trên cải thiện chất lượng cuộc sống ở cái nhóm mà có đặt cathéter tunnelisé. L'avantage du cathéter tunnelisé, c'est qu'il nécessite très peu de jours d'hospitalisation. Il peut même être mis en ambulatoire.
Và người ta thường thấy cái thời cái việc cải thiện khi mà đặt catheter tunnelizer ở đây đấy là cái thời gian nằm viện nó ngắn hơn rất là nhiều. Và có những trường hợp ví dụ như là người ta có thể điều trị ngoại trú. Oui. Par contre, dans cette étude, on retrouvait un petit peu plus de complications non sérieuses dans le groupe cathéter tunnelisé avec un peu plus d'infections cutanées, d'infections de la cavité pleurale que quand on réalise une symphyse otalque. Ở trong nghiên cứu này thì người ta thấy một chút xíu cái biến chứng nhưng mà nó nhỏ thôi, không quá nghiêm trọng, đấy là nhiễm trùng da tại chỗ và nhiễm trùng qua màng phổi. Oui, Sophie. Oui. Oui. Ce qu'il est intéressant de montrer dans la conclusion de cette étude, même si ça peut pas être une conclusion générale, c'est que les deux groupes, il y a des gens qui ont bénéficié du cathéter tunnelisé et des gens du talc pleural. Pour les patients qui avaient une survie limitée, une survie qui était moins bonne, il semble que le talc ne soit pas la meilleure chose à faire chez les patients qui ont une survie limitée. Par contre, dès que la survie est prolongée chez les patients, on se rend compte qu'on a un bénéfice peut-être à réaliser une symphyse otalque plutôt que de mettre un drain tunnelisé. Ở cái phần kết luận của nghiên cứu này thì nó khá là thú vị vì người ta sẽ thấy là ở cái giai đoạn với những cái bệnh nhân mà có thời gian sống giới hạn, tức là cái thời gian sống không quá tốt, thì người ta sẽ thấy là cái tiên lượng của cái việc sử dụng bột tan nó tốt hơn là cái thời gian sống thêm của cái việc mà đặt catheter, thời gian sống thêm của cái trường hợp mà sử dụng bột tan nó tốt hơn. Nhưng mà đối với những cái bệnh nhân mà người ta có cái thời gian sống dài hơn, tức là có cái thời gian mà theo dõi là sống dài hơn, thì cái việc đặt catheter tunnelizer nó lại có tiên lượng tốt hơn. Et de façon intéressante, c'est presque les mêmes conclusions que la première étude, que l'étude de Princeps qui a été faite en 2006 par nos collègues canadiens, par l'équipe d'Alain Tremblay. Thế thì cái kết luận này nó cũng tương tự đối với một cái nghiên cứu vào năm 2006. Ici, vous voyez un cathéter tunnelisé, donc c'est un drain de petit diamètre hein, qui fait 14 French, qui est rentré dans la cavité à ce niveau-là, qui est tunnelisé sous la peau, et après un cathéter qui va rester sous un pansement à la peau, et quand l'infirmière ou le patient au domicile veut évacuer, il a une bouteille dédiée qui peut brancher sur la valve ici, et il évacue son épanchement pleural. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của cái catheter tunnelizer này, tức là nó là cái catheter có đường kính rất nhỏ, khoảng tầm 14S thôi, và người ta sẽ đặt nó ở dưới da và nó sẽ chạy theo một cái đường hầm ở dưới da này để vào khoang màng phổi. Cái đầu phía ngoài của cái catheter này thì nó có một cái van, và thông qua cái van này thì người ta sẽ nối hệ thống dẫn lưu với một cái bình nhỏ. Đó, và cái bình này nó sẽ giúp dẫn lưu dịch màng phổi một chiều qua cái van này. L'étude de Tremblay, elle est extrêmement intéressante parce que c'est une des premières études avec ce dispositif de drain tunnelisé à demeure. Dans cette étude, il y avait 250 patients qui étaient inclus, où un cathéter tunnelisé avait été mis dans la cavité, en ambulatoire en général. Et Tremblay nous disait qu'on contrôlait les symptômes dans 88% des cas à 2 semaines, c'est-à-dire qu'on améliore les symptômes du patient, ce que l'on cherche à faire. Có một cái nghiên cứu phân tích hồi cứu trên khoảng 250 bệnh nhân, thì người ta có sử dụng cái việc đặt catheter tunnelisé này một cái ngoại trú dưới hướng dẫn của siêu âm, thì người ta thấy rằng là cái catheter này nó cho phép kiểm soát triệu chứng hoàn toàn hoặc một phần với khoảng 88% số ca vào thời điểm 2 tuần. Thì có nghĩa là cái catheter tunnelisé này nó giúp kiểm soát triệu chứng và cải thiện triệu chứng của bệnh nhân rất là tốt. Et autre point important qu'on rediscutera par la suite, c'est qu'il s'est rendu compte qu'avec ce drain tunnelisé, il créait une pleurodèse spontanée, la plèvre viscérale allait se coller à la plèvre pariétale dans 43% des cas, et ça dans les 6 semaines. Và người ta còn thấy rằng là nó có cái hiệu quả làm dính màng phổi một cách tự nhiên với khoảng 43% số ca trong khoảng 6 tuần.
De plus, ce qu'il était intéressant de retrouver dans ce papier, c'est que les patients qui avaient une pleurodèse spontanée, où on arrivait à coller la plèvre pariétale et viscérale grâce au drain tunnelisé, avaient une survie qui était plus longue de façon significative aux patients qui, eux, n'avaient pas de pleurodèse spontanée. Và người ta thấy một cái thú vị ở đây đấy là những cái bệnh nhân mà có đặt catheter tunnelisé mà có được có dính màng phổi một cách tự nhiên thì người ta có cái thời gian sống thêm nó dài hơn so với những cái bệnh nhân mà không có cái tình trạng dính màng phổi tự nhiên này. Ça, on ne peut pas en faire une seule conclusion, mais par contre, il faut penser que si on a pu retirer le drain tunnelisé chez ces patients au bout d'un certain nombre de semaines, c'est des patients qui peut-être plus précocement étaient éligibles à une symphyse pleurale au talc et qui n'auraient pas nécessité de drain à demeure pendant un certain temps. Và ở đây thì người ta thấy rằng là có một cái kết luận đây là những cái bệnh nhân có dính màng phổi tự nhiên ấy, thì có cái thời gian sống dài hơn so với những bệnh nhân không có quá trình này, nó gấp khoảng 3 lần. Đó. En fait, il y a de la place pour tous les dispositifs. L'important, c'est de bien évaluer le patient. Est-ce que la survie du patient est de plus de 2-3 mois et on va pouvoir lui proposer le cathéter tunnelisé ou la symphyse pleurale au talc? Et comment est le poumon de ce patient? En effet, on ne pourra proposer une symphyse pleurale au talc que chez des patients qui n'ont pas de poumon qui est trapé, qui n'ont pas de poumon qui est atélectasié. Il faut que le poumon puisse, après une ponction pleurale, se réouvrir et que la plèvre viscérale viennent se coller au niveau de la plèvre pariétale pour qu'on ait un bon résultat de la pleurodèse. Cái dẫn lưu catheter tunnelisé này thì nó giúp dẫn lưu dịch màng phổi là thứ nhất, thứ hai đã là nó có cái lợi ích để giúp mình nhìn nhận xem là cái phổi của bệnh nhân nó có bị xẹp hoặc là nó bị co kéo không, bởi vì là khi mà dẫn lưu dịch thì nó sẽ giúp cho cái lá tạng màng phổi nó tiến sát hơn và gần hơn vào lá thành màng phổi giống như sinh lý. Donc pour qu'une pleurodèse soit efficace, il faut que le poumon se réouvre, qu'il ne soit pas trapé ou atélectasié, et il faut qu'il y ait des cellules mésothéliales normales, car c'est ces cellules mésothéliales qui vont engendrer une cascade inflammatoire cytokinique qui va permettre de réaliser une réaction inflammatoire entre la plèvre pariétale et viscérale et qui va permettre d'avoir une pleurodèse efficace, une symphyse efficace. Đó, thì để gây dính màng phổi một cách hiệu quả ấy, thì yêu cầu đầu tiên đấy là cái phổi nó phải được nở ra. Ta phổi nó phải thông khí trở lại. Là thứ nhất, thứ hai đó là các cái tế bào biểu mô màng phổi nó phải bình thường. Và bản thân các tế bào biểu mô màng phổi bình thường nó sẽ giúp cho cái quá trình gây dính màng phổi cũng như là cái quá trình mà sản xuất các chất gây dính được được tốt nhất, được hiệu quả nhất. Oui, Sophie. Et donc on comprend bien que quand on est en thoracoscopie, là vous voyez une plèvre pariétale qui est normale sur cette photo, et donc là on aura peut-être, on pourra créer une symphyse pleurale bien que la plèvre viscérale soit complètement envahie et les biopsies retrouvent un cancer à petites cellules chez ce patient. Là vous voyez qu'on a une carcinose pleurale, on n'a pas de cellules mésothéliales normales et c'est possible que la symphyse pleurale soit moins efficace. Và chúng ta quan sát ở đây dưới cái nội soi màng phổi thì ví dụ như cái hình phía dưới cùng bên phải thì các bạn sẽ thấy là cái la thành màng phổi nó rất là tốt và gần như là nó tốt hơn nhiều so với lá tạng màng phổi. Cái lá tạng màng phổi nó đang bị tổn thương và đây có rất có thể đấy là một cái trường hợp mà ung thư biểu mô tế bào nhỏ. Thế còn cái hình trên cùng ở bên trái thì mọi người sẽ thấy là cái bản thân cái lá thành màng phổi nó rất là tệ và đây có thể là những cái tổn thương, tức là các cái tế bào biểu mô màng phổi nó không còn bình thường nữa. Oui, Sophie. Allô? Oui, Sophie. On peut continuer? On veut créer une situation où on veut aller contre le mont viscéral contre la pèvre par les deux.
Je pense qu'il faut demander à Sophie de répéter la dernière partie parce qu'on ne l'entend pas bien. On ne t'entend pas du tout depuis une minute, un petit peu plus d'une minute, Sophie. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Est-ce que tu peux répéter? Alors, au niveau des différentes questions qu'on va se poser pour la prise en charge de ces patients, de ces pleurésies néoplasiques, c'est pour aller coller la plèvre, pour aller coller la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, est-ce qu'on doit mettre quelque chose au niveau de cette plèvre pour améliorer la symphyse? À, thế thì ở đây chúng ta đặt ra một cái câu hỏi để đặt ra một cái câu hỏi là làm nào để cái gây dính được màng phổi một cách tốt nhất, liệu có cần thiết là chúng ta phải đưa một cái gì đó vào trong khoang màng phổi để gây dính hay là lát thành và lá tạng của màng phổi hay không? Et là, plusieurs études répondent à cette question et il y a plusieurs méta-analyses qui ont comparé le fait de mettre quelque chose dans la cavité pleurale, un agent symphysant qu'on appelle le talc. Vous voyez, la tétracycline, méthoxantrone, plein de produits ont été testés versus le drain seul. Et il s'avère que si l'on veut créer une symphyse pleurale, il faut mettre quelque chose dans la cavité pleurale. Đó thì đã có rất nhiều nghiên cứu để người ta trả lời cái câu hỏi này để đi tìm xem là có cái tác nhân gây dính nào để đưa vào trong khoang màng phổi. Có rất nhiều các cái nghiên cứu mà người ta phân tích các cái hóa chất khác nhau để đưa vào trong khoang màng phổi, ví dụ như là mepaquin này, tetracycline vân vân. Đó thì đối với những cái nghiên cứu này để người ta tìm xem là liệu có hiệu quả hay không trong việc gây dính màng phổi. Donc maintenant qu'on sait qu'il faut mettre quelque chose dans la cavité pleurale, si l'on veut créer une symphyse pleurale, la question c'est quel est le meilleur agent symphysant à mettre dans cette cavité pleurale. Và ở đây thì cuối cùng thì là chúng ta sẽ đưa cái gì vào khoang màng phổi, sẽ đưa cái hóa chất gì hay cái chất gì vào khoang màng phổi để đạt cái hiệu quả gây dính tốt nhất. Oui, Sophie. Et donc plusieurs études également. Pardon. Plusieurs études répondent à cette question. Vous voyez que dans différentes études, le talc versus la bléomycine ont été testés, le talc versus la tétracycline, le talc versus mustine. Et il semble que sur tous les produits qui soient testés, il y a un avantage à la symphyse pleurale avec du talc. Thì có rất nhiều cái nghiên cứu mà để trả lời cho cái câu hỏi này, ví dụ như là cái nghiên cứu mà so sánh giữa bột tan với bleomycin hoặc là tetracycline. Thế thì người ta thấy là những cái nghiên cứu này để trả lời là khi mà chúng ta đưa cái chất gây dính như bột tan vào khoang màng phổi thì rất có hiệu quả. Une méta-analyse beaucoup plus récente en 2020 qui suivait la précédente qui datait d'il y a 2 ans confirme ces résultats. En haut, la taille des ronds bleus, c'est la taille des études, du nombre de patients qui ont été inclus dans les études. Donc, vous voyez que beaucoup d'études avaient très peu de patients. Ce qu'il en ressort de cette méta-analyse, c'est que si l'on veut créer une symphyse pleurale efficace, il faut soit utiliser le talc poudrage, ça veut dire qu'on fait une thoracoscopie en talc sous contrôle de la vue, voir le talc slurry qui est un peu moins efficace, où on talque au travers du drain, et vous voyez que très loin derrière arrive le cathéter tunnelisé qui, lui, va améliorer les symptômes, mais n'est pas le meilleur dispositif pour créer une symphyse pleurale. Thì ở đây có những cái nghiên cứu, có rất rất nhiều những nghiên cứu mà người ta đánh giá hiệu quả của các chất gây dính này trong khoảng thời gian 2 năm với những cái số lượng bệnh nhân rất là lớn. Thì ở đây mọi người có thể thấy là rất rất nhiều các cái nghiên cứu. Thế thì ở đây người ta có chú ý về cái việc là gây dính bằng bột tan, tức là tan sluffy, tức là người ta bơm cái bột tan dạng bột này qua cái việc là nội soi màng phổi. Thế thì tuy nhiên là nó cũng không phải là đạt được hiệu quả quá tốt. Thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng cái bột tan qua cathéter tunnelisé thì nó có hiệu quả hơn một chút, nhưng nó cũng không phải là cái biện pháp tốt nhất. Donc la question c'est quelle est la meilleure pour un
Sophie, on t'entend plus. Sophie, Oui. on ne t'entendait plus pendant la dernière minute encore. Ah, oh pardon. La question est donc, quelle est la meilleure méthode pour introduire l'agent intrapleural? Câu hỏi đặt ra ở đây đấy là cái phương pháp tốt nhất để đưa cái tác nhân gây dính vào khoang màng phổi là gì? Et les études, même si certaines sont rétrospectives, même si elles ont peu de patients, confirme qu'il vaut mieux mettre du talc sous contrôle de la vue, donc via thoracoscopie, que au travers du drain, comme le talc sleuré. Thế thì có rất nhiều cái nghiên cứu, ví dụ như là hồi cứu và những cái nghiên cứu mà người ta tập hợp với số lượng bệnh nhân lớn hơn thì người ta thấy rằng là cái việc bơm bột tan gây dính thông qua cái việc nội soi lồng ngực thì tốt hơn là qua các cái phương pháp khác và qua catheter qua dẫn lưu màng phổi. Le talc sleuri, il faut quand même pas le mettre de côté parce qu'il y a des endroits où on ne peut faire que ça. Et donc le talc sleuri, c'est quoi? C'est on met un drain à un patient, un drain d'un certain diamètre entre 15 et 20 French, et on va introduire du talc qu'on a mélangé à du sérum physiologique. On va le pousser au travers du drain pour aller essayer de créer une symphyse pleurale avec ce talc. Thế thì cái phương pháp gây dính bằng bột tan là gì? Là chúng ta sẽ sự đặt một cái catheter dẫn lưu ở khoang màng phổi của bệnh nhân với cái đường kính nó khoảng tầm 14 cho tới 20 s, và người ta sẽ bơm cái hỗn hợp bột tan này được pha trong dung dịch nước muối sinh lý qua cái dẫn lưu màng phổi này vào trong khoang màng phổi để tạo nên một cái phản ứng gây dính. Donc, ce n'est pas une technique qu'il faut complètement oublier, surtout que à l'heure actuelle, on comprend mieux les mécanismes de communication entre les cellules et il sera peut-être probable un jour d'injecter au travers du drain des cytokines, des entités IGF, des molécules qui permettront de créer une symphyse plus efficace. Cái kỹ thuật này đôi khi đã bị bỏ quên mất mãi cho đến khi là người ta hiểu rõ hơn về cái cơ chế viêm trong khoang màng phổi, vai trò của các cái tế bào biểu mô màng phổi, các cái chất gây viêm cũng như là cái tương tác giữa các cái chất gây viêm này trong khoang màng phổi. Oui, Sophie. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, qu'est-ce qu'on sait sur le talc à l'heure actuelle? On sait que le talc, c'est un des meilleurs agents pour créer une symphyse pleurale quand on a une pleurésie néoplasique. Thế thì người ta thấy rằng bột tan nó là một cái chất mà hiệu quả trong việc là tạo ra cái phản ứng gây dính màng phổi. Et ce talc, il a été montré dans la littérature. Il y a des études européennes et internationales qui ont été faites pour montrer que le talc qu'on utilise en France, qui est du talc qui vient de La Ciotat, qui est créé par La Ciotat, mais qui vient du sud-ouest en France, qui est un talc calibré sans fibres d'amiante et avec une certaine granulométrie, ça veut dire des particules qui ne sont pas trop petites pour créer une inflammation, et en moyenne des particules de 30 microns, on est capable d'avoir une symphyse pleurale efficace et sans complications, sans décès. Thế thì có những cái nghiên cứu mà quốc tế đa trung tâm ấy, thì người ta sẽ nghiên cứu để đánh giá cái hiệu quả của cái việc gây dính bằng bột tan này trên những bệnh nhân tràn dịch màng phổi, thì người ta sử dụng cái bột tan khác, và thông thường thì những cái bột tan này nó có tiêu chuẩn và nó không gây nguy hiểm, hơn nữa là nó có cái kích thước hạt một cách cụ thể, nó không quá nhỏ để tạo ra cái phản ứng viêm ở trong khoang màng phổi. Oui, Sophie. Allô, Sophie, je pense peut-être que ça trouble la caméra quand même. La question qui se Oui. pose aujourd'hui. Sophie, est-ce que tu peux reprendre à partir de cette diapo? Parce que là encore, ça s'est interrompu.
En fait, ton micro était éteint. Oui, donc ça a recoupé encore une fois, je suis désolée. Donc, la question, excusez-moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il faut faire à ces patients qui sont porteurs d'une pleurésie néoplasique. Le traitement efficace est une symphyse pleurale au talc, mais cette technique, elle va nécessiter une hospitalisation et de garder le patient quelques jours en hospitalisation, ce qui est reproché actuellement chez des patients, vous l'avez vu, qui peuvent avoir une survie limitée. Le cathéter pleural tunnelisé à Dormeur est une très bonne technique pour améliorer les symptômes du patient, mais le patient va garder ce drain pendant un certain temps au domicile, soit faire les évacuations tout seul, soit une infirmière fait les évacuations régulièrement, et ce n'est pas là pour créer une pleurodèse efficace. La question aujourd'hui est de trouver la meilleure place à ces deux techniques. Thì người ta thấy rằng là câu hỏi đặt ra ở đây đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái việc mà đặt cateter tunnelize tại chỗ và gây dính vào bột tan ấy, mặc dù chúng ta biết là cái cateter này nó giúp cải thiện tốt cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, nhưng vấn đề của nó là nó cần bệnh nhân phải nhập viện, và khi mà bệnh nhân ở nhà thì bệnh nhân cần có y tá hoặc là một ai đó giúp bệnh nhân vệ sinh cũng như là làm sạch cái cateter này hàng ngày. Đó, thế thì ở đây có cái câu hỏi đặt ra là liệu có một cái cách nào để chúng ta lựa chọn cái phương pháp tốt hơn cho cả hai trường hợp. Et ce qui est intéressant avec cette équipe des Australiens, c'est que pour la première fois, ils nous montrent que les cathéters tunnelisés ne sont pas toujours mis en ambulatoire, mais que très souvent le patient a beaucoup de symptômes ou d'autres symptômes associés à sa maladie cancéreuse et que c'est des patients qui vont aussi être hospitalisés pour mettre ce cathéter tunnelisé. Thế thì ở đây có một cái nghiên cứu ở Australia và người ta thấy là người ta đánh giá cái việc là sự cần thiết phải đặt cái cateter tunnelize này trên những bệnh nhân tràn dịch màng phổi rồi ung thư, ví dụ bệnh nhân có rất nhiều triệu chứng và bệnh nhân cần phải đặt cái cateter này. Donc, il voulait montrer qu'on était moins de temps hospitalisé et ça sort de façon significative, mais vous voyez que la différence entre les deux groupes c'est de 2 jours. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây thì chúng ta thấy là những cái trường hợp mà đặt cateter thì cái thời gian mà bệnh nhân phải nằm viện nó ngắn hơn. Đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái cột đầu tiên là cái cột mà cái nhóm bệnh mà người ta, cái thời gian nằm viện ở cái nhóm bệnh nhân mà người ta đặt cateter tunnelize nó là 10 ngày trung bình, và cái nhóm thứ hai nữa đấy là cái nhóm mà sử dụng bột tan thì trung bình nó khoảng 12 ngày, và sự khác biệt ở đây là 2 ngày nhập viện. Donc vous l'aurez compris, le cathéter tunnelisé améliore les symptômes du patient, mais n'arrive pas à créer une pleurodèse, une symphyse pleurale. Et donc, plusieurs équipes se sont posées la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer le taux de pleurodèse. Et donc, des équipes ont essayé d'évacuer la cavité pleurale tous les jours. Quand on met le cathéter pleural tunnelisé, le fait d'évacuer le liquide pleural tous les jours, est-ce qu'on améliorait le taux de pleurodèse ou pas? Et on se rend compte que si on évacue le liquide tous les jours, on a 47% d'efficacité à 54 jours, on peut retirer le drain, mais ce n'est que 47% d'efficacité, alors que si on évacue 2 fois par semaine, naturellement, c'est encore plus mauvais et les patients gardent le drain encore plus longtemps. Thế thì ở đây có một cái câu hỏi được đặt ra, cái vấn đề được đặt ra là liệu có cái việc mà người ta so sánh là chập dịch màng phổi nhiều lần và so với cái việc là đặt cateter tunnelize này thì liệu là nó có tốt hơn trong cái việc gây dính màng phổi hay không, thì người ta thấy rằng là cái việc mà chập dịch thường xuyên này nó sẽ giúp gây dính tốt hơn. Người ta thấy là cái tỷ lệ nó khoảng là 47% bệnh nhân và cái ngày dính, cái số ngày để có thể đạt được cái việc dính này là khoảng tầm 54 ngày, trong khi cái việc mà đặt cateter dẫn lưu thì đặt cateter tunnelize thì nó rơi vào khoảng 24% và khoảng 90 ngày. Mais pour l'instant, aucune étude n'a montré qu'on arrivait à avoir l'efficacité d'une pleurodèse au talc qui est entre 80 et 98%. Đó, thế thì nhưng mà đối với trường hợp mà gây dính bằng bột tan thì các cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là gây dính bằng bột tan nó có thể đạt được cái hiệu quả trung bình khoảng tầm 78 cho tới 98%.
Du coup, d'autres équipes plus récemment ont essayé d'introduire du talc au travers du drain tunnelisé. Et vous voyez l'équipe anglaise qui a talqué des patients au travers du drain tunnelisé et qui retrouve dans le bras talqué 43% de pleurodèse contre 23% dans le bras qui n'a pas reçu de talc au travers du drain. Donc, c'est meilleur si l'on met du talc au travers du drain, mais on reste avec des chiffres qui sont moins bons que quand on fait une pleurodèse au talc sous contrôle de la vue. Đó thì người ta có một cái nhóm nghiên cứu mà người ta nghiên cứu cái hiệu quả của việc gây dính bằng cách là bơm bột tan qua cái catheter tunnelisé này. Thì đấy là một cái ekip ở Anh, và người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng là khi mà bơm cái bột tan qua catheter tunnelisé thì đạt được cái hiệu quả gây dính tốt hơn là 43% so với 23% ở những cái nhóm mà người ta không sử dụng gây dính bằng bột tan này. Donc, où est la bonne solution entre créer une pleurodèse la plus efficace possible et la qualité de vie des patients, les garder le moins longtemps en hospitalisation? Il y a cette étude de Princeps qui, pour le moment, n'a pas encore été suivie d'une étude à grande échelle, qui est la réalisation d'une thoracoscopie médicale avec talcage 4 grammes de talc sous contrôle de la vue, puis mise en place d'un gros drain pour recoller le poumon et d'un drain tunnelisé à demeure. Le patient sort le lendemain de la thoracoscopie et il est intéressant de montrer que le cathéter tunnelisé a pu être retiré au 16e jour et qu'à 6 mois, on a 92% d'efficacité avec cette technique de thoracoscopie médicale, talcage, cathéter tunnelisé à demeure qui permet de sortir à la maison plus précocement et des taux de pleurodèse qui sont très efficaces. Thế thì ở đây có một cái nghiên cứu mà người ta đánh giá cái việc là gây dính màng phổi một cách tê dính màng phổi bằng bột tan để thế nào là có hiệu quả nhất. Thì cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là người ta đang đánh giá giữa việc là gây dính bằng bột tan qua nội soi màng phổi. Sau đó thì người ta đặt cái catheter dẫn lưu sau nội soi và một cái trường hợp là gây dính bằng bột tan bằng cách bơm qua cái catheter tunnelisé. Thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ gây dính thành công ở đây trong 6 tháng nó khoảng 92% bằng cách là người ta bơm cái bằng cách người ta dẫn lưu người ta gây dính bằng bột tan qua qua nội soi màng phổi. Donc vous l'aurez compris, avec toutes ces études depuis ces 5 ou 6 dernières années, beaucoup d'études ont été faites pour essayer d'améliorer la prise en charge des pleurésies néoplasiques. Et ce qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est que si on veut être efficace, il y a la symphyse pleurale au talc avec des taux de 78 à 98%. Il y a une technique avec le talc et la pose d'un drain tunnelisé pour sortir rapidement à la maison et une efficacité à 6 mois de la pleurodèse qui est très satisfaisante. Les autres dispositifs sont également extrêmement intéressants pour améliorer les symptômes du patient, mais n'ont pas encore montré leur efficacité pour créer une pleurodèse efficace chez ces patients. Thế thì có những cái nghiên cứu khoảng tầm những cái 5 năm 6 năm gần đây thì người ta nhắm vào cái mục đích là đánh giá xem là cái hiệu quả gây dính màng phổi của các kỹ thuật này, thì người ta thấy là cái việc mà gây dính màng phổi bằng bột tan đơn thuần thì nó cũng có hiệu, tức là cũng có hiệu quả. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta gây dính bằng bột tan phối hợp với việc đặt catheter tunnelisé thì nó đem lại hiệu quả cao hơn và trong cái thời gian ngắn hơn. Oui. Autre point intéressant avant la conclusion, c'est ce que l'on disait en introduction, c'est qu'il y a une nouvelle théorie moléculaire, qui est théorie biologique, qui est mise en évidence, c'est-à-dire que la cellule tumorale va probablement communiquer avec les cellules mésothéliales normales, les cellules inflammatoires pleurales, avec les cellules vasculaires. Tout ceci va être à l'origine de cascades de communication cytokinie qui sont à l'origine d'une néoangiogénèse, d'une extravasation des vaisseaux qui est à l'origine de l'épanchement pleural malin. Et de mieux connaître ces interactions cellulaires va permettre, j'espère, un jour de trouver un traitement plus ciblé à mettre dans la cavité pleurale pour améliorer ces épanchements néoplasiques.
những cái hiểu biết mà tốt hơn về về mức độ sinh học cũng như là mức độ phân tử của các cái quá trình hoạt động cũng như là tương tác nữa. Các cái tế bào trong khoang màng phổi, ví dụ như là tế bào biểu mô màng phổi, các cái tế bào bất thường cũng như là tế bào u, nó gây ra những cái biến đổi khác về tính thấm của ví dụ như là tính thấm của màng phổi, hoặc là những biến đổi của các hợp chất trung gian, và từ đấy nó làm thoát dịch màng phổi. Thì những cái nghiên cứu này tôi hy vọng trong tương lai là nó sẽ giúp chúng ta tìm ra những cái điều trị nhắm đích trong cái việc điều trị tràn dịch màng phổi ác tính do ung thư. En conclusion pratique, qu'est-ce qui est recommandé à l'heure actuelle? Et donc, il y a des recommandations assez récentes, qu'elles soient européennes ou américaines. Et vous voyez qu'il est intéressant de... Le patient a un épanchement pleural. Si cet épanchement n'est pas symptomatique, on ne fait pas de geste. Si cet épanchement est symptomatique, on fait une échographie thoracique. Vous voyez, c'est la première fois que l'échographie est une recommandation. Đó, thì dù theo cái lời khuyến cáo của theo những cái khuyến cáo của hội hô hấp châu Âu hoặc là hội lồng ngực Mỹ, thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân tràn dịch màng phổi nhưng không có triệu chứng thì chúng ta không có can thiệp gì cả. Khi bệnh nhân có triệu chứng thì cái biện pháp đầu tiên mà chúng ta áp dụng đấy là siêu âm màng phổi để đánh giá. Donc on fait une ponction pleurale sous contrôle échographique. Le patient n'est pas du tout amélioré au niveau de sa dyspnée. Il faut investiguer les autres causes. Si le patient est amélioré au niveau de sa dyspnée, il faut regarder si le poumon se réexpand ou pas. Est-ce que le poumon est trapé ou atélectasié? Si le poumon se réexpand, oui. Đối với những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta... Oui, merci Sophie. Đối với những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta sẽ chọc dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm. Đó, và sau đấy thì chúng ta đánh giá lại các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Nếu mà các triệu chứng lâm sàng, ví dụ triệu chứng khó thở của bệnh nhân không được cải thiện thì chúng ta phải đi tìm các nguyên nhân khác. Còn những trường hợp mà triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại cái quá trình nở ra của phổi. Đó, nếu mà cái nhu mô phổi nở ra tốt thì chúng ta sẽ thảo luận về các phần tiếp theo. Đây là cái phần mà Sophie sẽ trình bày tiếp theo. Oui, Sophie. Si le poumon se réexpand, si le poumon se réouvre correctement, il faut regarder la survie du patient et en fonction, on va proposer une symphyse pleurale otale pour être efficace ou un drain tunnelisé si le patient préfère cette technique. Và chúng ta sẽ đánh giá cái quá trình nở ra lại của phổi. Nếu mà phổi nở ra lại tốt thì chúng ta sẽ cân nhắc về việc là gây dính màng phổi qua việc đặt catheter tunnelisé. Nếu mà bệnh nhân chấp nhận phương pháp này. Oui. Si le poumon ne se réexpand pas, il faut regarder la survie de patient. Si elle est de quelques jours ou quelques semaines, on fait une ponction pleurale simple. Si la survie est plus longue et que le poumon ne se réexpand pas, c'est une indication à mettre un cathéter tunnelisé à demeure. Và ở cái phần mà bên gây dính bằng bột tam sử dụng catheter tunnelisé thì còn một phần nữa mà Suvi có nói, đấy là chúng ta sẽ đánh giá thêm về cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Nếu mà phổi nở ra tốt thì chúng ta cân nhắc việc đặt catheter tunnelisé. Tuy nhiên những trường hợp mà phổi nở ra không tốt thì mình sẽ cân nhắc cái việc là thời gian sống thêm của bệnh nhân là dài hay ngắn. Nếu mà thời gian sống thêm của bệnh nhân ngắn thôi thì mình sẽ cân nhắc đến việc là chọc tháo dịch màng phổi, là mình sẽ chọc dịch màng phổi để giảm bớt triệu chứng cho bệnh nhân. Oui. Donc, vous l'aurez compris, la prise en charge d'une pleurésie métastatique, elle est palliative. Et donc, il faut savoir le but de ce que l'on va faire, c'est de soulager les symptômes du patient, c'est d'améliorer sa qualité de vie et en fonction de sa survie, de prévenir les récidives. Et donc là, vous l'aurez compris qu'on fait un score pronostic pour savoir quel est le meilleur traitement à proposer au patient, une ponction pleurale, un cathéter tunnelisé ou une symphyse pleurale au talc. Quand le patient est éligible à une pleurodèse qui va améliorer ses symptômes au long cours, vous l'aurez compris que le traitement le plus efficace est la symphyse pleurale au talc, mais ça nécessite une hospitalisation de plusieurs jours, entre 4 et 7 jours. Et donc, on essaye d'évoluer en disant qu'on va talquer au cours d'une thoracoscopie et mettre un cathéter tunnelisé pour diminuer l'hospitalisation, mais garder des taux d'efficacité de pleurodèse importants. Thế thì để kết luận của cái phần mà điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư thì chúng ta biết rồi, tức là những cái điều trị chăm sóc giảm nhẹ và
chúng ta phải chú ý đến cái mục tiêu điều trị ở đây, đấy là làm giảm bớt các triệu chứng cho bệnh nhân, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là dự phòng tái phát. Và các cái phần mà chúng ta phải đánh giá trước điều trị, đấy là chúng ta phải đánh giá toàn trạng của bệnh nhân, cũng như là đánh giá cái phần tiên lượng của bệnh nhân. Và khi chúng ta điều trị cái việc mà giảm bớt cái dịch màng phổi cho bệnh nhân, trong những cái ngày mà bệnh nhân có nhiều dịch màng phổi, chúng ta yêu cầu bệnh nhân phải chọc tháo dịch màng phổi, và bệnh nhân có cái tình trạng tái phát dịch trong vòng 7 ngày, 10 ngày, thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là gây dính màng phổi cho bệnh nhân qua cái việc là bơm bột tan vào trong khoang màng phổi qua catheter tunnelisé. Oui. Et vous l'aurez compris, dans l'avenir, peut-être un traitement plus ciblé dans la cavité pleurale quand on aura mieux compris les communications intercellulaires. Và có thể trong tương lai thì chúng ta sẽ thảo luận về một cái điều trị tốt hơn, tức là những cái điều trị ở mức độ phân tử. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolée pour les coupures intempestives. Merci Sophie. Merci. Donc, comme un bac si hard. Malgré quelques difficultés, où parfois le son ne passait pas, il n'y avait pas du tout d'écho, s'agissant d'un cours sur le talc, on avait parfois envie de te dire talk to me, talk to me, parce que le son ne passait pas du tout. Alors, il y a juste une ou deux questions. Quand là, thầy nhờ bác sĩ Hồng đọc một hai câu hỏi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua thầy của thầy, bài của thầy Jean. Dạ, vâng ạ. Ở phần này, nhưng mà em đang không, phần này có nhiều câu hỏi quá nên là đang không có nhìn thấy cái câu nào là liên quan tới phần tràn dịch màng phổi ác tính ấy. Phần cái phần câu hỏi này thầy ạ, toàn là những câu hỏi liên quan tới bài tràn mủ màng phổi thôi ạ. Vâng ạ, đúng rồi, em đang dịch các câu trả lời của thầy Jin vào nhóm để các bạn có thể đọc câu trả lời trong đấy ạ. Ở đây thì không có câu hỏi nào liên quan tới bài tràn dịch màng phổi do ung thư đâu ạ, thường là các câu liên quan tới bài tràn mủ màng phổi thôi ạ. Donc il n'y a pas de questions pour l'instant, Sophie. Oui. Donc ce que je propose, c'est que sans transition, on va redonner le micro à Gilles. Et puis oui. S'il y a d'autres questions, eh bien, on te les transmettra. Parfait. Je ne sais pas si tu peux rester avec nous encore un petit peu ou pas. C'est comme tu le sens. Un petit peu, oui. Gilles. Alors, bah écoute, merci beaucoup Sophie. En effet, Marseille, il y a du soleil, mais manifestement, pas beaucoup de réseau. Il n'y a pas la fibre encore. Alors, que je me remette sur mon partage d'écran. Trước khi bắt đầu bài giảng thì em xin nhờ các bạn mà chưa tắt mic, các bạn tắt mic đi giúp bác sĩ Hồng vậy, vì nó rất là rè, nó sẽ rất khó khi mà mình nghe để dịch. Ví dụ như bạn Ngọc Anh này, bạn Phạm Ngọc Anh ấy, bạn có thể tắt mic đi giúp mình không? Hoặc Nguyễn Việt Trinh nữa, Trinh tắt mic đi giúp mình này. Đó. Donc oui, on va commencer. On va parler du pneumothorax. Alors on a pris un petit peu de retard sur le programme. J'avais prévu un diaporama de 180 diapos. Donc j'exagère un petit peu, mais certaines diapos vont passer assez vite. Sur les différents sites et vous pourrez récupérer les choses après. Ouais. Donc mình sẽ bắt đầu với bài tràn khí màng phổi. Các bạn nào mà chưa tắt mic thì tắt mic đi giúp mình. Alors, le pneumothorax c'est quelque chose de tout à fait étonnant parce qu'il y a un grand paradoxe. Et la majorité des pneumothorax sont des pneumothorax spontanés du sujet jeune. Et le paradoxe est une maladie qui ne pose aucun problème. Et pourtant, on va faire un traitement lourd et coûteux, on va hospitaliser les gens, on va faire des drainages, des arrêts de travail. Et finalement, tout ça repose sur beaucoup d'angoisse du médecin. Pas tellement du patient, mais du médecin. Alors que le patient va bien, on a une grosse image de pneumothorax et les gens, les médecins s'excitent. Et la majorité de la morbidité du pneumothorax vient de la iatrogénie. Thế thì trong phần về tràn khí màng phổi thì nó có rất nhiều cái phần đáng ngạc nhiên, tức là nó có cái nghịch lý lớn trong phần tràn khí màng phổi, thì nó là bệnh lý lành tính, thường gặp trên những người trẻ. Tuy nhiên thì cái phần điều trị nó khá là nặng nề và tốn kém, ví dụ như là bệnh nhân phải nhập viện này, phải đặt dẫn lưu này, nghỉ việc này, rồi đôi khi thì những cái bệnh những cái phần mà điều trị liên quan tới tràn khí màng phổi đôi khi nó do cái sự lo lắng của bác sĩ,
chính xác là sự lo lắng của bác sĩ nhiều hơn là sự lo lắng của bệnh nhân, bởi vì là nhiều bác sĩ nói rằng là họ hơi lo lắng bởi vì khi mà bệnh nhân di chuyển hoặc bệnh nhân gắng sức nó có thể làm cái sản khí tăng lên. Alors, en fait, il y a de l'angoisse parce que certains pneumothorax peuvent être très graves, mais tous les pneumothorax ne sont pas très graves. Donc, il faut bien déterminer, comme d'habitude, quand on parle d'une maladie, exactement comme auparavant, il faut connaître les stades de la maladie, les causes de la maladie, pour pouvoir différencier ceux qui vont évoluer favorablement de ceux qui ne vont pas évoluer favorablement. Thế thì đúng là cái sự lo lắng này thì thường là nó do một số trường hợp cái tràn khí màng phổi nó khá là trầm trọng, tất nhiên là một số trường hợp thôi chứ không phải trong tất cả các trường hợp. Thế thì giống như tất cả các bệnh lý khác thì mình sẽ xuất phát về việc là định nghĩa cái bệnh lý này như thế nào, đúng không ạ, và tìm hiểu về các nguyên nhân của bệnh lý này cũng như là các cách điều trị của bệnh lý này. Alors, la définition du pneumothorax, vous la connaissez, hein, c'est l'air dans la cavité pleurale. Et on va distinguer tout de suite trois grands types de pneumothorax. Le pneumothorax spontané, le pneumothorax iatrogène et le pneumothorax traumatique. Thì về định nghĩa của tràn khí màng phổi thì các bạn biết rồi, nó là sự có mặt của khí trong khoang màng phổi. Đúng không ạ? Và có ba tip lớn của tràn khí màng phổi mà mình sẽ xem ngay sau đây. Đấy là tràn khí màng phổi tự phát, thứ hai nữa là tràn khí màng phổi do những cái tai biến y khoa và thứ ba là tràn khí màng phổi sau chấn thương. Dans les pneumothorax spontanés, on va différencier le pneumothorax primitif, qui est généralement le pneumothorax spontané du sujet jeune, et ça, il n'est jamais grave, jamais, jamais, jamais. Thế thì trong phần tràn khí màng phổi tự phát, thế thì nó có cái nhóm là tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Thế thường là những cái nhóm này nó không có quá trầm trọng. Nó gần như là không có trầm trọng. Dans le pneumothorax secondaire, il est secondaire à une pathologie pulmonaire qui peut ne pas être connue auparavant, d'où l'importance d'avoir une radio, mais qui peut compliquer l'évolution d'une maladie connue. Et c'est le cas de toutes les maladies, qu'elles soient obstructives ou restrictives, la BPCO, l'emphysème, les pneumopathies infiltrantes diffuses. Thế thì cái tràn khí màng phổi tự phát thứ phát thì thường là nó trên một cái nền bệnh lý phổi đã biết từ trước. Đó. Thì ví dụ như là những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là những cái trường hợp mà giãn phế nang hoặc là có những cái bệnh phổi lan tỏa khác. Dans ces cas-là, en effet, comme il peut y avoir déjà de base une insuffisance respiratoire, s'il y a un pneumothorax, là, ça peut être sévère. Thế thì chúng ta biết ở đây những cái trường hợp mà một cái trường hợp mà tràn khí màng phổi trầm trọng á, đấy là chính là cái tràn khí màng phổi trên cái bệnh mô bào X này. Le pneumothorax iatrogène, hein, à la suite d'une ponction thoracique, alors quand c'est la plèvre, vous savez que l'échographie annule quasiment complètement le risque de pneumothorax grâce au repérage écho. Mình xin lỗi cho mọi người, tức là cái phần mà Dr. Jin có nói là tràn khí màng phổi trầm trọng đó, đấy là cái nhóm tràn khí màng phổi tự phát thứ phát này, chứ không phải là trên nhóm mỗi nhóm mô bào X. Xin lỗi mọi người. Thứ hai là phần là nhóm mà tràn khí màng phổi do iatrogeny, tức là những cái tai biến y khoa, nó có thể đến từ những cái việc thăm dò, ví dụ như là chọc dịch này, sinh thiết xuyên thành, vân vân. Enfin, dans les traumatiques, vous pouvez avoir traumatisme fermé, traumatisme ouvert, et un des problèmes du pneumothorax traumatique, surtout quand le traumatisme est violent, c'est toute l'association des ruptures, des contusions pulmonaires et d'autres ruptures. Et je crois me souvenir malheureusement qu'au Vietnam, avec la circulation en deux roues assez intense, cette étiologie est malheureusement assez fréquente. Đó thì chấn thương, tức là tràn khí màng phổi nhóm thứ ba là cái tràn khí màng phổi mà sau chấn thương nó có thể là chấn thương ngực kín hoặc là ngực hở. Đó, tức là do nó gãy các cái xương sườn và nó có thể gây ra các cái vết thương ở thành ngực. Thì cái nhóm này ở Việt Nam cũng có vẻ rất là phổ biến. Đấy. Donc, dans toute la description qu'on va faire, on va surtout se concentrer sur cette première partie qui est le pneumothorax spontané du sujet jeune pour avancer un petit peu là-dessus. Đó thì chúng ta sẽ xem cái nhóm mà tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát thường là thường gặp ở những cái người trẻ. À, thì chúng ta sẽ xem vì nó rất thường gặp. Donc c'est relativement fréquent. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir les facteurs de risque de ce pneumothorax. On sait que le tabac favorise la survenue du pneumothorax. Actuellement, chez nous en tout cas, le cannabis joue un rôle majeur. On a près de 80% des pneumothorax qui surviennent chez des fumeurs de cannabis. Thế thì chúng ta sẽ xem xét những cái yếu tố nguy cơ của tràn khí màng phổi. Thì số 1 thì là hút thuốc. Thì ở đất nước của tôi cũng vậy.
Thứ hai nữa là sử dụng cannabis thì sử dụng cannabis thì nó là một trong những cái yếu tố nguy cơ lớn ấy, của tràn khí mang phổi, nó chiếm khoảng tầm 80% tràn khí mang phổi. On parle du morphotype marfanoïde, c'est-à-dire des gens qui sont grands et minces, mais malheureusement le pneumothorax peut aussi survenir chez les petits gros. Thì thường thứ ba nữa là những cái bệnh nhân mà có hội chứng mắc phăng, tức là ở những người mà có cái hình thái, ta có bất thường về hình thái rất là cao và gầy. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là nhóm quá lớn. Il y a des facteurs familiaux. On a parlé aussi des rôles de pression atmosphérique. Thứ tư là cái những cái nhóm mà có yếu tố gia đình và liên quan tới khí hậu. Et puis surtout sur de la fausse physiopathologie, on a beaucoup parlé du rôle de l'effort, mais le pneumothorax spontané n'est pas lié à l'effort. Plus de 85% des pneumothorax surviennent au repos, donc il faut arrêter le repos. Đó, thế thì chúng ta nói rất nhiều về cái việc là tràn khí màng phổi liên quan tới những cái hoạt động gắng sức. Tuy nhiên rằng là nó không phải là có sự liên quan quá mức giữa, tức là nó không có sự liên quan giữa tràn khí màng phổi và gắng sức. Bởi vì 85% những trường hợp mà tràn khí màng phổi thì xuất hiện lúc nghỉ ngơi, thì chúng ta không thể ngừng nghỉ ngơi được. Alors, les signes cliniques, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir, c'est avant tout la douleur thoracique. Elle est brutale, elle est latéralisée du côté atteint, elle irradie à l'épaule. Là thuộc về phần triệu chứng lâm sàng thì chúng ta thấy là các cái triệu chứng hay gặp ở đây, thứ nhất là đau ngực, thường là đau ngực một bên và lan lên vai. Và khởi phát rất là đột ngột. La dyspnée, là aussi apparition brutale. Triệu chứng khó thở thường cũng xuất hiện một cách đột ngột. Mais le plus souvent ces signes en fait apparaissent brutalement et s'atténuent assez vite. En quelques heures, la situation s'améliore, même s'il persiste. Thường thì là các cái triệu chứng nó có thể xuất hiện một cách đột ngột, nhưng mà sau đấy bệnh nhân sẽ có sự thích nghi, tức là các triệu chứng nó sẽ có thể cải thiện một chút, nhưng mà nó sẽ kéo dài, nó sẽ còn mãi như thế. Les signes cliniques, bah, vous les connaissez, hein, c'est on peut avoir une diminution d'ampliation thoracique, un tympanisme, une diminution des vibrations vocales et du murmure vésiculaire, mais ces signes ne sont pas très sensibles et on a souvent des pneumothorax avec un examen clinique strictement normal. Đó, thì các cái triệu chứng thực thể thì các bạn cũng đã biết rồi, tức là mình nhìn thấy cái lồng ngực nó giảm di động này, rồi gõ vang này, sờ thì rung thanh giảm và nghe thì giảm thể năng giảm. Tuy nhiên thì phần triệu chứng thực thể này nó không phải là lúc nào cũng đặc hiệu, lúc nào cũng nhạy, và có rất nhiều những trường hợp là tràn khí màng phổi mà các bạn khám thực thể sẽ thấy bình thường. Alors, comme d'habitude, hein, quand une pathologie touche un organe vital, il faut immédiatement chercher les signes de gravité et des facteurs de risque qui vont faire que le pneumothorax risque d'être plus sévère. Donc sur le terrain, c'est bien sûr l'existence d'une maladie respiratoire sous-jacente. Un insuffisant respiratoire sous oxygène qui fait un pneumothorax, ça va toujours être plus grave que le jeune. Il y a un pneumothorax sous ventilation assistée. Comme c'est une pression positive, ça va toujours être plus grave. Thế thì khi mà mình xem xét một bệnh lý thì bao giờ mình cũng phải xem xét các cái yếu tố nó làm nặng bệnh, các cái yếu tố nguy cơ làm cho tình trạng nó nặng lên. Thì trên nền những cái bệnh nhân mà có bệnh lý phổi nền từ trước, hoặc là những bệnh nhân cần phải hỗ trợ oxy hoặc thông khí, hỗ trợ thở máy chẳng hạn, thì những cái trường hợp đấy thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ tràn khí màng phổi nặng hơn những cái bệnh nhân không có các tình trạng này. Il y a des signes de gravité sur la présentation du pneumothorax. Si le pneumothorax est bilatéral, ça reste extrêmement rare. S'il a des brides, il y a un risque de rupture. Et si on a un hydropneumothorax spontané qui évoque la possibilité d'un hémopneumothorax. Thì tràn khí màng phổi, tức là những cái triệu chứng nặng dựa trên cái thể tràn khí màng phổi thì thường là một là tràn khí màng phổi cả hai bên, tuy nhiên nó rất là hiếm. Thứ hai nữa là đứt dây chằng màng phổi. Và thứ ba nữa là gì, là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi kèm theo là chảy máu màng phổi. Enfin, comme d'habitude dans l'examen thoracique, on va toujours rechercher des signes de détresse respiratoire avec le tirage, la polypnée, le retentissement hémodynamique, la cyanose, l'hypoxie, tous ces éléments nécessitant un traitement d'urgence. Mais je vous rappelle, les signes de détresse respiratoire sont exceptionnels dans le cas d'un pneumothorax spontané du sujet jeune.
Thì giống như tất cả các cái bệnh lý hô hấp khác thì chúng ta phải đi tìm kiếm những cái dấu hiệu nặng, tức là những cái dấu hiệu gây ra tình trạng suy hô hấp. Thì ví dụ như là những trường hợp mà bệnh nhân thở nhanh này, co kèo cơ hô hấp, rối loạn huyết động này, tím này, vân vân, thì những cái trường hợp nặng đấy, tôi nhắc lại với các bạn là thường những cái trường hợp nặng đấy thì nó sẽ xảy ra trên những cái trường hợp mà tràn khí nhiều và mình phải can thiệp. Alors les signes radiologiques, c'est l'hyperclarté périphérique. Mais ce n'est pas suffisant, c'est l'hyperclarté périphérique séparée du reste du poumon par le liseré capillaire qui correspond à la plèvre viscérale. Et ça, ça permettra de faire la différence des hyperclartés périphériques de l'emphysème. Đó, thì cái dấu hiệu ở trên X-quang đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy cái vùng tăng sáng ở ngoại vi và cái phần nhu mô phổi nó sẽ bị chia cắt bởi một cái đường viền mao mạch chính là lá tạng của màng phổi. La radio doit être faite en inspiration, il ne faut pas faire des radios en expiration. Voilà un pneumothorax, alors on nous appelle en disant que c'est un pneumothorax compressif. En fait, pas du tout, parce que la radio sans expiration est normale. En fait, en expiration, le poumon normal se vide, le poumon pathologique reste plein, donc il y a une attraction du médiastin vers le côté sain, mais en inspiration, le médiastin est parfaitement en place. Donc, il ne faut pas faire de radio en expiration. Thì người ta thấy rằng là trong những cái trường hợp mà X quang ngực ở thí hít vào á, thì được, tức là một số trường hợp thì người ta khuyến cáo cái X quang ngực ở thí hít vào vì nó sẽ giúp cho mình nhìn rõ hơn những cái tổn thương phổi, tức là gì, tức là cái phần nhu mô phổi lành ấy thì nó vẫn nở ra bình thường, nhưng mà cái phần nhu mô phổi bị bệnh thì nó gần như nó không nở ra và nó bị co về phía rốn phổi đó. Tuy nhiên thì cái phần những cái trường hợp này nó không quá được khuyến cáo, bởi vì là tức là cái phần mà X quang ngực trong thí thở ra thì nó không quá được khuyến cáo, mà người ta khuyến cáo chụp X quang trong thí hít vào đó, bởi vì cái thí hít vào thì giống như cái phim X quang bên bên trái á, thì nó sẽ giúp cho mình nhìn thấy rõ hơn, tức là cái tổn thương tràn khí màng phổi. Còn trong trường hợp mà X quang trong thì thở ra thì nó không giúp cho mình đánh giá cái tổn thương này. Đó. Alors on va apprécier tout de suite l'étendue du pneumothorax, et vous voyez ici qu'il y a un pneumothorax qui est partiel, ici un pneumothorax qui est complet. Donc on va repérer le liseré capillaire qui est au sommet pour voir cette différence. Đó. Thì thứ hai nữa là dựa trên cái phần phần mà bóc tách, cái mức độ bóc tách của lá thành và lá tạng màng phổi, thì cái hình như là X quang bên tay trái mọi người nhìn thấy, tức là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi một phần đó, thì cái đường viền mao mạch này nó chỉ tách ra một phần thôi, còn bên phải thì gần như là tràn khí màng phổi toàn bộ. Alors sur l'abondance du décollement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a eu plein de critères qui ont été proposés. Pour l'instant, aucun ne fait l'unanimité, parce que finalement, on va s'apercevoir très vite que l'abondance n'est pas corrélée à la clinique. Et ce qui prime dans le choix du traitement du pneumothorax, c'est le retentissement clinique. Đó, thì ở trên cái, để đánh giá cái mức độ tràn khí màng phổi thì người ta thấy rằng là nó không có cái sự tương xứng giữa cái mức độ màng phổi mức độ tràn khí màng phổi và các triệu chứng lâm sàng đó. Thế thì thường là nó không quá tương xứng như vậy, nên người ta phải sử dụng rất nhiều các cái chỉ số khác để đánh giá cái mức độ tràn khí màng phổi. Alors je vous donne quelques exemples hein. C'est l'index de Light sur le pourcentage de décollement. Tôi sẽ đưa ra một số cái ví dụ như người ta sử dụng cái chỉ số Light ở trên chụp X quang để đánh giá cái mức độ tràn khí. Et là on voit sur ce pneumothorax qu'il est petit avec un décollement faible. Đó, thì ở đây mọi người nhìn thấy là cái mức độ tràn khí màng phổi ở đây thì thường là nó ít thôi. Il y a eu les recommandations de la société britannique, la British Thoracic Society et de l'American Thoracic Society qui ont été faites, proposant tous deux des critères différents. L'un, c'est un décollement de... C'est important quand le décollement au sommet est de plus de 4 cm. Pour les Anglais, c'était important quand le décollement latéral est plus de 2 cm. Thì ở đây, có cái tiêu chuẩn của Hội lồng ngực Anh, thì người ta thấy là cái mức độ mà tràn khí màng phổi nhiều đây là khi mà có cái độ rộng của lớp khí nó cao trên, nó trên 2 cm, nhưng mà đối với Hội lồng ngực Hoa Kỳ thì cái chỉ số này nó lại cao trên 4 cm, tức là nó rất là khác nhau giữa hai tiêu chuẩn này. Probablement celui qui est actuellement le plus fiable sur l'évaluation du volume, c'est ce qu'on appelle la méthode de Collins. Et vous voyez que c'est une méthode avec un calcul arbitraire
Et de manière très claire, dès qu'il y a des calculs à faire en médecine, on ne les fait pas et on n'utilise quasiment jamais ce critère qui n'est utilisé que pour les études. Đó, thì có một cái phương pháp khác nữa, đấy là người ta sử dụng để đánh giá cái thể tích của lớp khí. Người ta sử dụng cái phương pháp Colin, tức là người ta áp dụng cái này để đánh giá cái thể tích khí toàn bộ. Đó. Alors, le diagnostic différentiel, je vous l'avais évoqué tout à l'heure sur la radio, vous voyez ici qu'il y a une hyperclarté périphérique qui est très importante, donc on peut croire à un pneumothorax. Cependant, vous voyez ici qu'il y a des structures pulmonaires et il n'y a pas de différence, il n'y a pas le liseré capillaire qui sépare l'hyperclarté du reste du poumon. C'est donc plutôt un emphysème qui est confirmé par le scanner thoracique. Đó. Thì trong phần chẩn đoán phân biệt này thì cái đầu tiên mà mọi người phải chú ý đến tức là những cái trường hợp hình ảnh mà mọi người không thấy có cái vân phổi ở phía trong và một cái phần mà tăng sáng loại vi của nhu mô phổi. Tuy nhiên mọi người sẽ không quan sát thấy cái đường viền mao mạch thì đây là một cái trường hợp gần như chắc chắn của một cái bóng kén khí ở phổi. L'autre petit diagnostic différentiel qu'il faut avoir en tête quand il y a un jeune homme qui arrive, qui est grand et mince et qui a une douleur thoracique, on peut voir un minime pneumothorax ici. En fait, c'est symétrique et cette petite ligne correspond au liseré graisseux sous-pleural hypertrophié. Thứ hai là những cái trường hợp mà ví dụ như một bệnh nhân nam giới chẳng hạn cao lớn, người ta vào viện khám vì một trường hợp đau ngực, chụp phim lên thì các bạn có thể thấy một cái hình ảnh giống như là tràn khí màng phổi nhưng mà lại đối xứng hai bên như thế này. Thì đây không phải là trường hợp tràn khí màng phổi mà có thể chỉ là lớp mỡ ở dưới vùng đỉnh phổi thôi. Alors on avait parlé des facteurs de risque de pneumothorax grave. Eh bien, vous voyez ici les signes radiologiques. Vous avez sur la gauche un pneumothorax bilatéral et on imagine bien chez ce patient qui doit avoir un peu de mal à respirer. Khi chúng ta nói về các cái dấu hiệu nặng của tràn khí màng phổi thì dĩ nhiên như trên phim X-quang thì tràn khí màng phổi hai bên như này như lúc nãy chúng ta vừa nói thì đó là một trong những cái dấu hiệu nặng của tràn khí màng phổi. Et de ce côté-là, vous voyez que en fait le poumon n'est pas complètement décollé, il reste accolé sur une bride et le risque c'est que si ça tire un petit peu plus, la bride peut se rompre avec la survenue d'un saignement. Đó thì thứ hai nữa là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi do đứt dây chằng màng phổi như thế này, tức là cái phần nhu mô phổi nó không bị xẹp toàn bộ, nó không bị bị xẹp toàn bộ giống như tràn khí tự do kia mà nó vẫn còn một phần dính co kéo với cái dây chằng màng phổi và những trường hợp này thì nó nặng bởi vì là nó sẽ thường kèm theo chảy máu màng phổi. Et donc vous voyez ici hein, quand vous avez un hydropneumothorax de cette manière, eh bien c'est il faut craindre que ce soit une bride qui se soit rompue. Et donc, de penser que c'est un hémothorax. Mais attention, l'hémothorax ne sera diagnostiqué que par la ponction pleurale. De temps en temps, on a des pleurésies qui sont révélées par des hydropneumothorax. Thứ hai là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi nhưng mà lại có mức nước hơi như thế này. Thì những cái trường hợp mà ví dụ như là đứt dây chằng màng phổi thì thường có tràn khí màng phổi kèm theo là tràn máu màng phổi. Nhưng mà chúng ta chú ý rằng là tràn máu màng phổi thì phải được khẳng định chẩn đoán bằng cách chọc dịch màng phổi. Đó, và chúng ta chú ý là một số những trường hợp mà viêm màng phổi chẳng hạn nó cũng có thể gây ra cái tình trạng này. Et attention, vous voyez ici sur cette radio qu'il y a aussi un niveau hydroaérique, donc il y a un hydropneumothorax. Mais là, c'est une réaction pleurale minime à un pneumothorax qui est tout à fait physiologique. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Và chúng ta cũng cần phải chú ý những cái trường hợp mà, ví dụ như cái phim bên phải này, thì những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi nó có cái quá trình viêm màng phổi sinh lý, thì nó sẽ gây ra một cái lớp dịch màng phổi sinh lý như thế này, và nó có cái mức nước hơi, nhưng không phải là tất cả mọi trường hợp đều là những cái trường hợp tràn dịch tràn khí màng phổi. Mình phải chú ý để phân biệt. Donc en pratique sur l'évaluation et les facteurs de gravité, si on fait une évaluation pragmatique, finalement, eh bien, on peut déjà partir un peu du principe que si c'est un pneumothorax complet, il faut mieux traiter. Si c'est un pneumothorax partiel, ben, on se contente d'une surveillance. Thế thì để đánh giá thì tất nhiên là mình phải xem xét cái mức độ các cái yếu tố làm nặng tức là các cái yếu tố nặng của tràn khí màng phổi và mình phải xem xét cái mức độ tràn khí màng phổi, ví dụ như tràn khí màng phổi toàn bộ thì dĩ nhiên là mình phải can thiệp, còn những trường hợp mà tràn khí màng phổi không toàn bộ một phần thôi thì mình sẽ có thể cân nhắc theo dõi.
Alors, quand on reprend les recommandations internationales les plus récentes, et en particulier celles de l'European Respiratory Society de 2015, finalement, ces évaluations de l'abondance de pneumothorax apparaissent très peu intéressantes, parce que ce qui compte le plus, c'est les symptômes et en particulier l'importance de l'essoufflement. Thì những cái khuyến cáo điều trị của Hội hô hấp châu Âu năm 2015 thì nó có rất là nhiều cái lợi ích. Thì cái khuyến cáo điều trị này nó giúp đánh giá cái mức độ của tràn khí màng phổi cũng như là đánh giá cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân. Donc, il faut traiter tout pneumothorax responsable d'une détresse respiratoire, bien sûr, mais je vous rappelle que dans le pneumothorax spontané du sujet sain, c'est tout à fait exceptionnel. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi, những cái trường hợp tràn khí màng phổi mà trên nền những cái bệnh nhân mà có bệnh phổi từ trước, thì giống như tôi vừa nói với các bạn ấy, thì thường là cái nhóm này nó khá là nặng và nó là trường hợp ngoại lệ. On ne traite pas un pneumothorax partiel asymptomatique. Thường thì chúng ta sẽ không có cái điều trị can thiệp gì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi một phần mà không có triệu chứng. Et la tendance actuelle, c'est de dire qu'un pneumothorax complet, plutôt de petite abondance, asymptomatique, peut être surveillé. On n'a pas obligatoirement besoin de le traiter. Những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi toàn bộ và có thể, tức là tràn khí màng phổi toàn bộ, cái số lượng nó có thể tương đối, nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng thì mình cân nhắc cái việc là sẽ theo dõi và không có can thiệp xâm lấn, không có can thiệp điều trị. Alors, il y a toujours un débat sur la place de l'échographie. Ce qui est important à se rappeler, c'est que dans un premier épisode de pneumothorax, il faut toujours une imagerie conventionnelle initiale, parce que pour différencier un pneumothorax spontané primitif d'un pneumothorax spontané secondaire, il faut bien sûr avoir une imagerie thoracique qui va nous dire si oui ou non il y a une pathologie pulmonaire sous-jacente. Thế thì chúng ta phải luôn luôn là chụp phim ngực của bệnh nhân để đánh giá ban đầu, bởi vì cái phim chụp phổi của bệnh nhân này nó sẽ giúp trả lời cho chúng ta xem là cái trường hợp tràn khí này của bệnh nhân là trường hợp tràn khí màng phổi nguyên phát hay liệu có kèm theo các cái bệnh lý khác về phổi hay không. Et donc vous voyez, chez ce patient qui est un jeune homme qui arrivait avec un pneumothorax spontané, il en avait les signes. On aurait pu faire une écho montrant que c'est un pneumothorax spontané, mais bien sûr, il faut faire une radio qui montre qu'il y a des anomalies multiples dans le parenchyme pulmonaire. Et en fait, il avait une mucoviscidose révélée par, il avait par exemple une dilatation des bronches révélée par par le pneumothorax. Đó thì đây là hình ảnh tràn khí màng phổi của bệnh nhân nam trẻ. Bệnh nhân đến viện với các triệu chứng của tràn khí màng phổi thì rõ, nhưng khi mà chúng ta chụp phim X quang lên thì chúng ta thấy là bệnh nhân có các cái tổn thương phổi và cái hình ảnh X quang của bệnh nhân thì giúp cho chúng ta thấy rằng là đây là một bệnh nhân mà có giãn phế quản kèm theo là tràn khí màng phổi. Quand on va proposer un traitement à ces patients, il faut avoir deux idées dans la tête. Il va y avoir un traitement immédiat qui consiste à évacuer l'air de la plèvre, de la cavité pleurale. Est-ce qu'il faut le faire et avec quelle méthode? Et puis, il va y avoir une réflexion sur, finalement, le risque de pneumothorax et la récidive. Est-ce qu'il faut traiter d'emblée pour éviter la récidive? Est-ce qu'elle est si fréquente que ça? Et comment éviter la récidive? Thế thì khi mà điều trị của bệnh nhân thì chúng ta phải đặt ra trong đầu hai vấn đề. Thứ nhất là dẫn lưu khí để làm chống khoang màng phổi bằng cách nào, như thế nào. Thứ hai là chúng ta phải cân nhắc cái việc điều trị tránh tái phát của bệnh nhân ngay lúc đó hay là sau đó chúng ta lựa chọn phương pháp nào. Alors, pour faire la discussion de l'évacuation de l'air, qui faut-il traiter? Eh bien, il faut en effet proposer un drainage en urgence d'emblée si vous avez une détresse respiratoire, un pneumothorax bilatéral ou un hémopneumothorax ou des brides. Thì những cái trường hợp mà điều trị dẫn lưu màng phổi cấp cứu thì đấy là những trường hợp mà dĩ nhiên là trường hợp bệnh nhân có triệu chứng suy hấp, hoặc những trường hợp bệnh nhân tràn khí màng phổi hai bên, hoặc những trường hợp bệnh nhân tràn máu màng phổi, tràn khí tràn máu màng phổi do đứt dây chằng màng phổi. À côté de ça, on peut proposer une évacuation de l'air et on verra comment est-ce qu'on peut le faire sur des pneumothorax symptomatiques, mais attention, les symptômes, c'est l'essoufflement. La douleur, ce n'est pas un symptôme qui justifie l'évacuation d'air, hein, c'est l'essoufflement. Et sur un pneumothorax complet, ça c'est encore en discussion,
Mais si c'est un pneumothorax complet avec une atélectasie du poumon, dans ces cas-là, il vaut mieux évacuer l'air. Thứ hai là những cái trường hợp mà bên cạnh đó thì chúng ta phải cân nhắc những cái trường hợp mà chúng ta sẽ hút khí, tức là chúng ta làm rỗng khoang máng phổi bằng cách hút khí ở những trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng, ví dụ như là gì, những trường hợp mà bệnh nhân có khó thở, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân tức là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng đi kèm đó, thì chúng ta phải chọc hút khí để giải phóng khoang máng phổi, hoặc những trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi toàn bộ. Et donc les autres, on peut se contenter de les surveiller avec les patients qui sont avec un pneumothorax partiel ou complet de petite abondance, asymptomatique. Dans ces cas-là, une surveillance simple suffit et ce n'est pas la peine de se précipiter sur des gestes qui peuvent avoir des complications. Thế thì những trường hợp mà chúng ta sẽ cân nhắc theo dõi là những trường hợp mà bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc những trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi một phần, hoặc có thể trường hợp tràn khí màng phổi toàn phần nhưng ở mức độ ít. Đó, thì chúng ta hãy cân nhắc theo dõi, bởi vì những cái can thiệp ở đây thì có thể đem lại cái nguy cơ nhiều hơn lợi ích. Alors je commence par la fin, hein. La surveillance, comment ça se fait? Ben, ça se fait pas à l'hôpital, ça sert à rien. C'est un retour à la maison. Est-ce qu'il faut un arrêt de travail? On a vu qu'il y avait pas de relation avec l'effort. En pratique, on a quand même tendance, à cause un peu de la douleur, d'arrêter les patients qui ont un travail manuel ou qui font des efforts importants. Mais par exemple, un étudiant qui est en train de passer ses examens, il n'y a aucune raison de le laisser à la maison. Il peut aller passer ses examens sans problème. On peut marcher, on peut se balader. Voilà, faut limiter les efforts, mais ce n'est pas la peine de rester à la maison au lit sans bouger. Et puis, on fait une conclusion. Oui. Thế để theo dõi thì dĩ nhiên là không cần thiết là bệnh nhân phải nằm tại viện để theo dõi, mà bệnh nhân có thể về nhà. Dĩ nhiên là bệnh nhân nghỉ ngơi, không làm việc. Tuy nhiên thì không phải là bệnh nhân không có làm cái gì hết mà cứ nằm ở giường để theo dõi, mà bệnh nhân có thể đi bộ hoặc là đi lại nhẹ nhàng để hoạt động ở nhà, chứ không phải là cứ nằm ở giường và nghỉ ngơi trên giường. Et je vous rappelle qu'en pneumothorax spontané du sujet jeune, s'il n'a pas de signe de détresse initiale, il n'aura pas de signe de détresse après. Ce n'est pas la peine de le voir tous les jours. On le revoit au septième jour pour vérifier que ça se récolte bien. Et entre-temps, bien sûr, il a les consignes pour revenir si jamais il se trouve plus essoufflé, mais ça reste exceptionnel. Những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi tự nhiên nguyên phát ở những người trẻ thì mà không có triệu chứng khó thở, hoặc là không có những cái dấu hiệu suy hô hấp, thì không cần thiết là phải khám và kiểm tra hàng ngày, mà bệnh nhân có thể khám để đánh giá lại sau 7 ngày để đánh giá cái mức độ của tràn khí màng phổi. Tuy nhiên là dĩ nhiên là những trường hợp mà bệnh nhân có các triệu chứng khác, những trường hợp mà bệnh nhân đau ngực và khó thở thì nó là những cái triệu chứng ngoại lệ khác thì bệnh nhân cần đến khám. Alors maintenant, on va parler des méthodes pour évacuer l'air. On peut faire une exsufflation qui consiste juste à l'aiguille ou avec un petit cathéter. On enlève l'air, mais on ne laisse rien en place. Une fois que le poumon est recollé, le patient repart. Chúng ta sẽ nói ở đây các cái phương pháp để hút khí. Ví dụ như là có thể chọc hút khí bằng một cái kim nhỏ, hoặc là đặt cathéter, tức là để dẫn lưu màng phổi với những cái ống dẫn lưu nhỏ. La deuxième façon, c'est de faire un drainage thoracique par un petit drain thoracique, mais ça nécessite une hospitalisation. Đôi khi những cái trường hợp mà các bạn đặt dẫn lưu màng phổi với những cái ống dẫn lưu nhỏ thì cần thiết là bệnh nhân phải nhập viện. Et ce que l'on développe de plus en plus maintenant, c'est un drainage, mais avec une prise ambulatoire, c'est-à-dire qu'on pose un drain qu'on met sur une valve anti-retour et le patient rentre à sa maison. Je vous rappelle que c'est une maladie bénigne. Et hospitaliser pendant une semaine un patient qui ne se plaint de rien, c'est toujours inutile. Thì bây giờ chúng ta đang đặt ra một cái phương pháp điều trị, đấy là chúng ta đặt dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân với các ống dẫn lưu và ngoại trú. Thôi, sau khi đặt dẫn lưu xong thì bệnh nhân có thể quay về nhà và theo dõi ở nhà sau đánh giá lại sau khoảng 7 ngày chẳng hạn. Et le message fondamental, c'est de rappeler qu'il ne faut pas drainer avec un gros drain thoracique. Il n'y a plus aucune indication à mettre un drain thoracique de taille conventionnelle. C'est des drains de moins de 16 French qu'il faut mettre. Au-delà, ça crée des douleurs, ça crée des complications et ça ne sert à rien. Ở đây tôi phải nhắc lại rằng là chúng ta sẽ không đặt những cái dẫn lưu màng phổi với ống dẫn lưu lớn, bởi vì nó không có đem lại cái lợi ích nhiều hơn nguy cơ, như là nó làm cho bệnh nhân đau hơn, có nhiều nguy cơ chảy máu hơn, và
nó không có đem lại cái hiệu quả gì cả. Alors on va passer un petit peu vite sur ces deux-là. Sur l'exsufflation, on peut faire soit une exsufflation à l'aiguille, soit en mettant un petit drain en place qu'on retire à la fin de l'exsufflation. Thì chúng ta sẽ đi nhanh cái phần này, tức là những cái phần mà chúng ta chọc hút khí có thể bằng kim nhỏ hoặc là đặt một cái cathete rất là nhỏ để hút khí ra như thế này. Et donc vous voyez, on pose le drain sur le deuxième espace intercostal, ligne médioclaviculaire. On a toujours fait une échographie auparavant pour vérifier les vaisseaux et vérifier qu'il n'y a pas de poumon qui est à ce niveau-là. Et on le fait chez un patient semi-assis, c'est là où il y aura le plus d'air. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ, các bạn thấy đây là chúng ta sẽ đặt cái ống dẫn lưu nhỏ này thường là ở khoang liên sườn số 2 và trên đường giữa đòn cái bên bị tràn khí. Đó, và ở cái tư thế là bệnh nhân ở tư thế nửa ngồi. Đó, và tất nhiên là dưới sự kiểm soát tốt của siêu âm máng phổi để loại trừ cái việc là chúng ta xâm phạm vào các cái mạch máu cũng như là để khẳng định chắc chắn tình trạng tràn khí. Alors le but de l'exsufflation, c'est pas de guérir complètement le pneumothorax, il peut rester un peu d'air, mais l'idée c'est d'avoir une diminution de l'air qui va activer la résorption et raccourcir le délai d'évolution. Donc quand on a une amélioration, on enlève le drain et le patient rentre à domicile. Thường thì là cái trong hút khí này nó sẽ giúp cải thiện triệu chứng của bệnh nhân vì nó sẽ giúp cho cái lượng khí trong khoang máng phổi nó giảm đi và phần nhu mô phổi của bệnh nhân nó có thể nở ra. Alors il y a plein de techniques d'essufflation, on ne va pas les voir tout en technique. La chose importante peut-être, c'est de rappeler que sur une grande étude, quand on compare exsufflation et drainage, eh bien, le succès immédiat est à peu près équivalent, le succès à une semaine est à peu près équivalent. Par contre, la durée de séjour hospitalière est bien moins importante dans le bras exsufflation par rapport au drainage thoracique. Il n'y a pas de différence sur les récidives. Thì có rất là nhiều cái phương pháp mà được nhắc đến để hút khí trong khoang máng phổi ra. Tuy nhiên thì người ta sẽ đặt ra các cái việc so sánh giữa các cái phương pháp này, ví dụ như là chọc hút khí cũng như là đặt dẫn lưu máng phổi về việc là cái việc là thành công của cái việc chọc hút khí này là bao nhiêu, cũng như là cái số ngày nhập viện và cái khả năng tái phát. Alors quand on pratique un drainage, c'est toujours avec un drain de petit calibre, hein, nous on utilise du 12 French. On le fait soit en drainage axillaire, soit en drainage antérieur. Et la chose qui est très importante, c'est qu'on ne met jamais en aspiration initialement. On laisse toujours l'air s'écouler spontanément et l'aspiration ne se fait que dans un second temps si le poumon n'est pas recollé. Thì khi mà dẫn lưu máng phổi thì luôn luôn chúng ta lựa chọn những cái ống dẫn lưu với cái kích thước nhỏ thôi, thường là chúng tôi sử dụng là thường là 12S. Thường là chúng ta sẽ dẫn lưu theo đường nách giữa hoặc là nách trước. Và tôi nhắc lại là không bao giờ chúng ta hút ngay lập tức cả mà phải để cho phổi nở ra một cách tự nhiên khi mà nối cái dẫn lưu này với hệ thống hút của bình. Et donc, si ça ne se recolle pas bien, il faut faire une aspiration douce, à moins 5, moins 10 cm d'eau. C'est suffisant dans un premier temps. C'est la pression négative intrapleurale physiologique. On peut augmenter à moins 20 cm d'eau si vraiment le poumon ne se recolle pas. Et pour l'arrêt, eh bien, dès que le bullage s'arrête, on maintient le drain encore pendant 6 à 8 heures, puis on peut l'enlever. Et surtout, la chose importante, c'est qu'on ne fait jamais on ne clampe jamais le drain avant de l'enlever. Ça ne sert à rien et ça peut être responsable de pneumothorax suffocant. Donc, il n'y a aucun intérêt à clamper le drain avant de l'enlever. Mình sẽ hút khi mà nếu còn khí khoảng âm 5 cho tới âm 10 cm nữa, và chúng ta sẽ cân nhắc là rút xong dẫn lưu máng phổi sau khi khí ngừng sủi, và nếu hút thì phải để xong hút khoảng 6 đến 8 giờ, còn nếu không hút thì rút xong ngay sau khi ngừng sủi khí. Và tôi nhắc lại là chúng ta không nên là kẹp xong dẫn lưu trước khi rút xong, bởi vì người ta thấy là không có cái lợi ích khi mà chúng ta kẹp xong dẫn lưu trước khi rút. Alors quand on parle de pneumothorax, on va bien sûr parler d'échographie. Et il faut savoir que l'échographie thoracique est supérieure à la radiographie thoracique pour diagnostiquer les pneumothorax, et en particulier pour diagnostiquer les pneumothorax résiduels après exsufflation ou drainage. Et donc, il faut préférer un suivi à l'échographie plutôt qu'un suivi avec une radiographie thoracique. Thì khi mà nói về siêu màng phổi đối với vai trò của đánh giá tràn khí màng phổi thì người ta thấy là siêu âm màng phổi để đánh giá tràn khí màng phổi thì nó khá là nhạy so
so với là X quang chụp X quang ngực đó. Thế nên là hơn nữa là khi chúng ta dùng để theo dõi tràn khí màng phổi thì siêu âm nó sẽ giúp chúng ta theo dõi tràn khí màng phổi hàng ngày tốt hơn. Et cette étude d'un service de réanimation française a parfaitement montré que l'écho après drainage est supérieur à la radio, vu que toutes les pneumothorax résiduels étaient détectés à la radio et que la moitié d'entre eux étaient ratés en radio. Tous étaient diagnostiqués à l'écho. Et surtout, il n'y avait pas de différence de résultats entre des internes après deux heures de formation et des seniors expérimentés. Donc, c'était une technique très facile à apprendre. Thì có những cái nghiên cứu ở những trường hợp mà tràn khí màng phổi ở ở những cái bệnh nhân mà trong khu chăm sóc tích cực thì người ta thấy rằng là trên siêu âm màng phổi nó sẽ nhạy hơn cũng như là tốt hơn so với X quang màng phổi để đánh giá và theo dõi tràn khí màng phổi. Đó, thì những cái trường hợp này người ta vì là cái hiệu quả tốt như thế nên người ta thấy rằng là không có cái sự liên quan đến trình độ ở đây, bởi vì kết quả được đặt bởi nội trú thì sau 2 giờ đào tạo và nó đã tương đương với bác sĩ. Thế nên là cái siêu âm màng phổi nó là một trong những cái thăm dò rất là hữu ích. Cũng như là tốt hơn để đánh giá tràn khí màng phổi so với X-quang. Alors, l'écho, lorsque l'on va drainer, vous savez que l'écho est une aide à la ponction de manière absolument fondamentale. Ça va permettre de vérifier la zone où il n'y a pas de poumon, hein, pas de glissement. On vérifie l'absence de vascularisation dangereuse, en particulier quand on est en intérieur. On vérifie la position du diaphragme, en particulier quand on est axillaire, pour ne pas risquer d'avoir la moindre complication iatrogène. Thì siêu âm đối với tràn khí màng phổi thì siêu lồng ngực nó sẽ giúp đánh giá cái sự biến mất của nhu mô phổi cũng như là sự biến mất của các cái mạch máu cũng như là giúp xác định được những cái tư thế của cơ hoành và nó sẽ rất tốt trong những trường hợp mà nó kiểm soát cái tai biến y khoa thì chúng ta làm thăm dò. Alors malheureusement je vais pas avoir le temps vu que l'heure est déjà dépassée de vous faire le détail de la sémiologie échographique, mais vous pourrez retrouver ces éléments sur le site du GECO, hein, on a le GECO Vietnam. Je vous donnerai les adresses du site dans un second temps. C'est en accès libre. Et je voulais juste vous montrer sur la différence qu'il y a entre une échographie thoracique normale et une échographie thoracique de pneumothorax. Ici, on a l'aspect typique du signe du rivage avec le poumon qui bouge en dessous. Et ici, on a le signe typique du code barre, la répétition des lignes qui sont le signe du pneumothorax. Tôi không có nhiều thời gian để nói với các bạn về việc siêu âm màng phổi. Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy các cái thông tin về phần siêu âm màng phổi trên trang của Hội Siêu âm Việt Pháp. Đó, thế thì ở đây tôi nhắc lại với các bạn một chút xíu về vai trò của siêu âm màng phổi trong việc đánh giá giữa phần nhu mô phổi bình thường và tràn khí màng phổi. Thì các bạn có thể thấy ở đây, tức là cái hình siêu âm bên tay trái đó, đây là cái dấu hiệu bờ biển, và với cái hình nhu mô phổi nó chuyển động ở phía dưới, đây là phổi bình thường, và cái hình bên tay phải đây, đấy là những cái dấu hiệu mã vạch và cốt ba đó, đấy là hình ảnh của tràn khí màng phổi. Alors je suis désolé, on passe un petit peu vite sur ces choses là, mais je vous dis, vous les retrouverez puis vous l'aurez dans dans le cours que vous aurez par la suite pour mieux voir ces éléments. Alors, la troisième chose qui est importante, c'est que finalement, on a parlé du drainage, de l'exsufflation, et puis il y a cette technique-là qui est le principe de traiter en ambulatoire les patients qui ont un pneumothorax. Thế thì tôi sẽ đi qua rất nhanh cái phần này, giống như tôi đã nói với các bạn có thể tìm thấy các cái thông tin về phần siêu màng phổi này ở trên cái trang địa chỉ của Hội Siêu âm Việt Pháp. Thế thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề quan trọng ở đây, đấy là điều trị tràn khí cũng như là hút hết khí trong khoang màng phổi. Et donc dans cette étude française du professeur Charles Goumarquette sur la prise en charge des pneumothorax, vous voyez que quand on prend les patients, ceux qui ont des petits pneumothorax et on les observe, il n'y a jamais de récidive. Alors, il n'y avait que 12 patients, mais ils vont tous bien. Et quand il est abondant ou que les gens sont essoufflés, on mettait un petit cathéter sur une valve de Hamlisch. Et vous voyez que dans la grande majorité des cas, il y a un succès de cette prise en charge sans nécessité de réhospitalisation. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là một cái nghiên cứu của một ekip ở Pháp. Thì người ta đánh giá những trường hợp mà tràn khí màng phổi với số lượng ít, không có triệu chứng thì người ta theo dõi thôi.
thì cái hiệu quả điều trị thành công ở đây là 100%. Thứ hai là những trường hợp mà bệnh nhân có tràn khí màng phổi tương đối và bệnh nhân hoặc là bệnh nhân có kèm theo các cái triệu chứng khó thở, thì cái việc mà đặt một cái catheter nhỏ và kết hợp với hệ thống van Helmholtz thì nó đem lại cái hiệu quả thành công khoảng tầm 80%. Et donc, vous voyez sur les échecs, en fait, on est à peu près dans le même taux d'échec que la prise en charge, quelle que soit la technique de prise en charge. Il y a à peu près 10 à 20% des patients qui vont nécessiter une chirurgie précoce parce qu'il y a la persistance en particulier de la fuite aérienne. Ở đây thì có một cái tỷ lệ nhỏ cái việc thất bại với các điều trị mặc dù chúng ta áp dụng các cái biện pháp mà để hút khí trong khoang màng phổi, tức là khoảng tầm 20%. Thì những cái trường hợp thất bại này thì người ta thấy là vẫn còn khí trong khoang màng phổi dù là chúng ta đã áp dụng các phương pháp kia. Alors, en résumé, en fait, on a une efficacité de 83%, donc c'est très bon. Et la récidive à un an, elle est nettement moindre que ce qui existait dans le reste de la littérature. On disait 30 à 50%. Là, vous voyez, il y a moins de 20% des gens qui récidivent à un an dans les études modernes de surveillance des pneumothorax. Về cái phần hiệu quả thì người ta thấy là những cái tính hiệu quả trong việc điều trị tràn khí màng phổi thì nó khoảng trên 80%. Và thứ hai là cái tỷ lệ tái phát trong vòng 1 năm thì nó dưới 20%. Đó. Thường thì trong các cái nghiên cứu hiện đại gần đây thì người ta thấy là tức là các nghiên cứu gần đây thì người ta thấy là cái tỷ lệ tái phát này nó khoảng dưới 20%. Alors, après l'évacuation, une fois qu'on a traité l'épisode aigu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on conseille, même si on ne sait pas du tout si c'est utile ou pas, c'est vraiment de la prudence, on conseille de ne pas prendre l'avion pendant un mois, mais on ne sait pas du tout si ça a le moindre intérêt. Thì người ta thấy là khi mà các cái giới hạn hoạt động ấy thì người ta thấy là thứ nhất là người ta thấy là bệnh nhân không có nên sử dụng những cái dụng cụ mà để đi lặn biển gần như là suốt đời. Thứ hai là người ta không có khuyến cáo đi máy bay. Còn lại các cái hoạt động khác, ví dụ như là các hoạt động khác thì không quá hạn chế. Par contre, il y a une interdiction absolue et définitive à faire de la plongée sous-marine en bouteille. Là aussi, il n'y a pas de données prospectives qui nous disent que c'est plus dangereux. Mais par contre, il y a un risque mortel si on fait un pneumothorax sous l'eau. Et on a toujours considéré que ce n'était pas acceptable de prendre un risque mortel pour une activité de loisir. Đối với cái việc mà lặn biển kể cả có kèm theo bình dưỡng khí thì không có được khuyến cáo bởi vì người ta thấy là nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong bởi vì nếu xuất hiện cái tràn khí màng phổi mà ở dưới nước ở dưới mặt nước thì cái trường hợp này không cái hoạt động này không có được khuyến cáo. Et pour tout le reste, aucune limitation. Les gens peuvent faire du sport, peuvent jouer un instrument avant, peuvent faire du parachutisme, peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vous rappelle que ce n'est pas lié à l'effort et donc il n'y a rien que l'on interdirait, qui permettrait de diminuer le risque de récidive. La seule chose qui diminue le risque de récidive, c'est le sevrage total et définitif du tabac et du cannabis. Đối với những cái hoạt động còn lại ấy, thì gần như là nó không có phải quá hạn chế bởi vì tôi nhắc lại với các bạn đấy là tràn khí màng phổi không quá liên quan tới việc gắng sức do đó là không cần phải quá hạn chế các cái hoạt động của bệnh nhân và ngoại trừ một số cái yếu tố nguy cơ đã được khẳng định của tràn khí màng phổi ví dụ như là hút thuốc hoặc là cannabis. Et donc le message vraiment important, n'oubliez pas le pneumothorax spontané du sujet jeune, c'est une maladie bénigne qui ne doit pas altérer la qualité de vie du sujet jeune. Il doit revivre normalement. Và cần phải nhớ ở đây đấy là tràn khí màng phổi là một bệnh lý lành tính và gần như nó không có làm hủy hoại cuộc sống của bệnh nhân và thường là ở trên bệnh nhân trẻ tuổi. Và vì nó không hủy hoại như vậy nên là gần như bệnh nhân hãy quay về cái cuộc sống bình thường. Alors, le problème finalement le plus important du pneumothorax, c'est le risque de récidive. Une fois que l'épisode est passé, en fait, on a vu, généralement auparavant, on parlait de 50% de récidive, ce qui était quand même assez inquiétant pour l'avenir des jeunes. Maintenant, sur les études modernes et sur les grandes études prospectives, on s'aperçoit qu'on est qu'on est aux alentours de 20% de récidive. Ça veut dire que 80% des gens qui ont fait un pneumothorax n'en entendront plus jamais parler de leur vie. Thường thì cái vấn đề mà cần được nói đến ở đây của tràn khí màng phổi đấy là cái tỷ lệ tái phát. Đối với các cái nghiên cứu cũ thì người ta thấy là nó khoảng 30-50%. Các cái nghiên cứu lớn gần đây thì tỷ lệ nó có thể thấp hơn khoảng tầm 20%. Et donc sur la récidive, finalement, le traitement c'est chirurgical. Ça consiste en quoi? Ça consiste à
faire une symphyse pleurale. C'est une technique où on gratte la plèvre, on crée une inflammation entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, ce qui permet de créer des symphyses très fortes et d'éviter de la récidive. C'est quelque chose de très efficace, mais c'est une chirurgie. Thế thì nếu cái trường hợp tái phát thì người ta phải đặt ra cái việc điều trị có thể điều trị như cũ hoặc là chúng ta phải đặt ra cái điều trị gây dính màng phổi đúng không ạ? Bằng cách là gây ra một cái phản ứng dính lá thành và lá tạng màng phổi. Đó. Tức là chúng ta phải có một cái biện pháp điều trị mà làm cho cái quá trình dính giữa lá thành và lá tạng màng phổi xuất hiện. Un petit mot du pneumothorax secondaire. On avait tendance à dire « Oh là là, le poumon, il va pas s'expandre, alors il faut drainer avec un gros drain. » Ça ne repose sur rien. Le traitement du pneumothorax, c'est de l'air, c'est fluide, c'est facile à évacuer et ça se traite avec un petit drain. Et les gros drains sont source de complications et il faut les éviter. Thế thì ở đây trong cái phần mà điều trị dẫn lưu màng phổi thì cần phải chú ý là cái phần tràn khí màng phổi nó là một cái bệnh lý rõ ràng, lành tính và có thể dễ dàng điều trị bằng cách hút khí với một cái ống dẫn lưu với kích thước nhỏ và vì thế không cần phải sử dụng một cái ống dẫn lưu với kích thước lớn vì nó sẽ có rất nhiều nguy cơ, nó gây đau nhiều hơn và nhiều cái biến chứng khác. Et on a une autre étude française de Bretagne qui nous montre que même dans un cas de pneumothorax secondaire, la prise en charge ambulatoire sur une valve anti-retour avec un drain de petit calibre est tout aussi efficace. Thì đây là một cái nghiên cứu của một cái nhóm nghiên cứu rất là lớn, người ta thấy rằng là cái việc mà ngay kể cả việc tràn khí màng phổi thứ phát mà sử dụng một cái dẫn lưu màng phổi rất là lớn thì nó cũng không có đem lại một cái hiệu quả rõ rệt nào cũng như là cơ sở khoa học nào. Donc en conclusion, il faut vraiment se rappeler, le pneumothorax spontané du sujet jeune, c'est une maladie bénigne, avant tout, ne pas nuire. Thì về kết luận thì tràn khí màng phổi nó là một bệnh lý lành tính và nó không có gây nguy hại, nó không có gây hại gì nhiều. Donc il faut simplifier la prise en charge, soit par exsufflation première, soit par une prise en charge ambulatoire. Mais attention, si on fait une prise en charge ambulatoire, il faut avoir une organisation qui suit, c'est-à-dire la capacité de revoir les gens régulièrement, encadrés par des gens qui ont un numéro de téléphone, qui ne sont pas seuls et qui sont proches de l'hôpital, qui peuvent revenir s'il y a un problème et qui sont suffisamment fiables pour revenir sur les consultations de suivi. À, thế về phần điều trị thì đơn giản, đầu tiên là chọc hút khí, thứ hai đã là có thể cân nhắc về điều trị ngoại trú. Tuy nhiên đối với những trường hợp điều trị ngoại trú thì chúng ta phải chú ý đến những cái vấn đề tổ chức, ví dụ như là bệnh nhân phải đủ trẻ, bệnh nhân phải có điều kiện để quay lại tái khám với bác sĩ hoặc bệnh nhân có số điện thoại liên hệ với một người mà có thể theo dõi cho bệnh nhân hoặc bệnh nhân phải đáng tin cậy, là bệnh nhân, tức là bệnh nhân có một cái thông tin đáng tin là bệnh nhân sẽ quay lại theo dõi với bác sĩ. Voilà ce que je voulais vous dire sur les pathologies pleurales ce matin. Je suis désolé, on a dépassé un petit peu à nouveau notre temps de parole habituel, mais il y a eu quelques problèmes techniques. Vous aurez, comme d'habitude, tous les topos que vous pourrez revoir sur le site. Puis si vous avez des questions, c'est un petit peu tard, mais il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Merci Gilles, merci Sophie. Cảm ơn bác sĩ Hồng đã hôm nay đã dịch một cách rất là cùng với bác sĩ Quyên. Nếu không có hai bác sĩ thì có lẽ là bài giảng này nó cũng sẽ không có được hay như vậy. Je vous propose qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes avant 12h30 et qu'on les utilise pour répondre à des questions. Thế đề nghị đó là chúng ta bây giờ còn khoảng tầm 10 phút nữa, 10-12 phút nữa. Trước 5h30 chúng ta sẽ ngừng kết thúc lúc đó. Thành ra có lẽ thầy nhờ hoặc là Quyên hoặc là Hồng đọc những cái câu hỏi nào mà hai bạn nghĩ rằng là quan trọng và cần cho thầy cô trả lời ngay hôm nay. À, vâng. Chị Quyên có câu hỏi nào mà cần thầy trao đổi luôn không? Trước tiên thì là những cái câu hỏi mà của cái bài bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng thì em cũng đã dịch hết câu trả lời của thầy Jin ở trên cái group chat đấy rồi. Mọi người có thể xem được ạ. Thế còn sau đó thì còn có hai câu liên quan đến viêm màng phổi nhiễm trùng nữa. Thì
thì và còn lại thì 4 câu hỏi liên quan đến tràn dịch màng phổi do ung thư và tràn khí. Thì em xin đọc nốt 2 cái câu hỏi mà liên quan đến viêm màng phổi nhiễm trùng, cũng không có gì dài lắm đâu ạ. La première question c'est est-ce qu'on utilise, on peut utiliser le corticosteroid dans pleurisy tuberculose? Ça, c'est une grande question. En fait, on l'a fait pendant très longtemps et très clairement, il y a une étude qui a montré que ça ne servait strictement à rien, ça n'apportait rien. Et le message, par contre, qui peut-être n'est pas aussi évident que pour les autres, mais c'est comme pour tout, c'est l'évacuation de la plèvre qui est pronostique. Évacuation précoce de la plèvre. Đây là một câu hỏi khá là lớn. Thế tuy nhiên thì trước đây cũng lâu rồi thì có nghiên cứu về sử dụng corticoid trong bệnh lý lao màng phổi, nhưng thực ra cũng không mang lại cái, tức là không đem lại cái kết quả hiệu quả gì. Vấn đề quan trọng là dẫn lưu màng phổi càng sớm càng tốt. Câu thứ hai là đang plégési MPM ông lavage pendant combien de temps et les critères pour retirer du drainage. Alors, c'est assez empirique. Dans les grandes études, l'idée, c'est de faire le traitement actif et agressif pendant 3 jours et d'évaluer au bout de 3 jours. Normalement, on doit améliorer rapidement la situation. Si au bout de 3 jours, il y a la CRP qui continue à monter, la fièvre qui n'est pas contrôlée, des choses comme ça, il faut repasser au scanner, voir s'il y a d'autres poches, voir la complication et discuter précocement de la chirurgie. Trước đây thì đã có nghiên cứu về cái rửa màng phổi, thì trong nghiên cứu thì người ta sử dụng cái việc rửa màng phổi với nước muối sinh lý trong vòng 3 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân đỡ sốt, các cái xét nghiệm về bi lăng viêm giảm, hoặc là trên hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh thì các cái túi kén màng phổi đã được giải quyết, thì chúng ta chỉ rửa màng phổi trong khoảng thời gian như vậy. Par contre, si ça marche et qu'on est dans l'évolution favorable, il faut continuer le traitement local, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait une disparition des poches pleurales. On le voit très bien à l'écho, c'est corrigé, la CRP a chuté, elle est passée de 400 à 80, on est en dessous de 100 de CRP, les poches pleurales ont disparu, et le débit du drain est de moins de, alors ça dépend des écoles, moins de 100 cc par jour, mais en pratique, quand ça a guéri, ça donne quasiment plus rien. Dans ces cas-là, on enlève, on continue la kiné. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu mà cái tiến triển lâm sàng nó cũng không được tốt thì chúng ta có thể tiếp tục cái việc rửa màng phổi đó với các cái biện pháp điều trị tại chỗ như là rửa màng phổi và đánh giá trên các cái thăm dò về chẩn đoán hình ảnh siêu âm, chúng ta có thể đánh giá được các cái kén màng phổi. Hết rồi, xong hết rồi đúng không ạ? Ok, thế thì để em dịch nốt mấy cái câu sau. Oui. C'est une question pour Dr. Gilles. Oui. Oui. C'est une question en concernant le pneumothorax sur le patient de tuberculose et qui ne peut pas retirer le drain pleural. Donc, c'est une question posée, c'est comment on va faire pour ce cas-là, comme on ne peut pas retirer le drain. Oui. Alors, les hydropneumothorax tuberculeux, c'est souvent des choses un peu compliquées qui durent longtemps, mais l'expérience montre qu'avec un traitement antituberculeux efficace, finalement, ça va finir par guérir, mais parfois c'est très long. Moi, je me rappelle d'un patient de 20 ans qui avait une rupture de caverne comme ça. On l'avait présenté 3-4 fois au chirurgien en disant « faut l'opérer ». Le chirurgien disait « non, calmez-vous, ça va aller, ça va finir par guérir ». Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, le traitement était efficace. Tout a diminué et il a pu récupérer. Mais il faut éviter d'aller opérer à la phase aiguë des tuberculoses. Il faut vraiment se donner un temps de traitement antituberculeux suffisant. Hein, et même sur une fistule comme ça, les gens restent avec le drain en place pendant un petit moment, mais il faut qu'ils aient au moins 2-3 mois de traitement pour, avant de se précipiter dessus. D'accord. Thế thì đây là câu hỏi của một bạn Hoàng Thị Tâm. Thì đối với những trường hợp mà tràn khí màng phổi trên lao phổi mà không thể rút dẫn lưu được ấy, thì Dr. Jin có trả lời là trong những trường hợp này thì mình phải tối ưu hóa các điều trị chống lao cho bệnh nhân. Đó, bởi vì họ cũng có những trường hợp là bệnh nhân tràn khí màng phổi tái phát rất là nhiều lần, trên những trường hợp mà bệnh nhân vỡ cái hang lao chẳng hạn. Thì có những cái trường hợp mà người ta phải đặt ra cái chẩn đoán, phải đặt ra những cái điều trị can thiệp bằng phẫu thuật. Tuy nhiên rằng là họ nói rằng là những cái trường hợp mà can thiệp bằng phẫu thuật đấy phải rất là cân nhắc, và tối ưu nhất là mình phải điều trị cái điều trị chống lao cho bệnh nhân ít nhất là 2 tới 3 tháng và phải điều trị đủ đi đã. Rồi hãng cân nhắc đến việc đấy. Và với những trường hợp mà nếu mà mình điều trị đủ cái phác đồ chống lao cho bệnh nhân thì các triệu chứng nó sẽ cải thiện.
C'est une c'est deuxième question pour Dr. Jean. Juste, c'est une question sur le cas de pneumothorax de Brit. Donc, c'est une question pour comment on va différer entre pneumothorax de Brit avec les pneumothorax des autres causes. Alors, la bride, en fait, c'est une zone d'adhérence. Souvent, il y a eu des infections auparavant, parfois des pneumothorax antérieurs qui sont passés parfois inaperçus. Et en fait, quand le pneumothorax se décolle, il va y avoir une attache qui est souvent vascularisée. Et le risque, c'est si cette attache se rompt, c'est là où ça peut donner l'hémothorax. Et en fait, le pneumothorax sur bride, ça se voit sur la radio, c'est-à-dire que on a un pneumothorax qui est décollé à la base, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, il y a une zone de poumon qui reste adhérente. Et là, dans ces cas-là, bah, si ça se tire de trop, ça va se rompre. Donc là, il faut drainer. C'est la radio qui nous permet de faire le diagnostic facilement. Oui. D'accord. Đây là câu hỏi của bạn Trần Thị Hồng Giang. Thì Dr. Jean có trả lời là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi do đứt dây tràng màng phổi thì thường là cái dây tràng màng phổi nó là một cái tổ chức mà nó được sinh ra do một cái quá trình viêm gì đó trong khoang màng phổi từ trước. Đó, và khi mà cái tràn khí màng phổi kèm theo với chảy máu màng phổi trong cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy có cái phần nhu mô phổi là nó bị cô lê, nó bị dính vào cái thành ngực. Và cuối cùng lại thì Dr. Jin có nói là cái phần X quang, tức là phần chẩn đoán hình ảnh ấy, X quang ngực nó sẽ giúp mình phân biệt cái này. Oui, juste cette troisième question, c'est une question pour Dr. Souligne Malagne. Oui. Oui, oui. C'est juste. Oui, c'est pour Sophie, je suis désolée. Juste que, oui, parce que c'est une question de méthode de pleurodèse utilisée, cathéter, tunnelisée avec le tankage, le tampoudrage. C'est une question que c'est ce méthode. Est-ce que ce méthode l'utilise pour les patients cirrhose hépatique C avec l'épanchement pleural récidivine très vite ou non? Alors, quand on met le cathéter tunnelisé, on améliore les symptômes et l'épanchement, il récidive rarement. Hein, c'est dans 4 à 5% des cas. Mais on est obligé de laisser le drain longtemps. Il y en a qui ont mis du talc au travers du drain. On augmente le taux de pleurodèse à 40%, mais ce n'est pas une bonne technique pour créer une pleurodèse. Ce qu'il faut discuter avec le patient, c'est on peut vous recoller le poumon, on vous fait une thoracoscopie avec du talc, et l'efficacité, c'est entre 70 et 90%. Ou on ne vous hospitalise pas et on met un drain tunnelisé dans la cavité. Si on draine, si on talque à travers le drain, on est un peu plus efficace, mais pas trop. Le mieux, c'est de faire une thoracoscopie, le talc et peut-être de mettre un drain tunnelisé. Ils sortent rapidement et ça nous permet de retirer le drain tunnelisé assez rapidement. Alors, je crois que la question était aussi sur des patients qui ont une cirrhose. Est-ce que, oui, c'est une cirrhose. Voilà. Et en fait, oui, sur la cirrhose, c'est moins efficace. On peut le faire, c'est moins efficace. Mais surtout, il faut savoir avec le drain tunnelisé, je ne sais pas quelle était ton expérience, Sophie, mais c'est le taux de complication, le taux d'infection est beaucoup plus important. Hein. Le taux de complication, il est de 12 à 16% d'infection de la cavité pleurale chez les patients cirrhotiques ou les transsudants en général, d'ailleurs. Hein, sur les arythmies cardiaques, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une très bonne indication. Surtout que si ça marche et qu'on arrive à coller la plèvre, le liquide, il va aller se mettre ailleurs si on n'a pas réglé le problème de la maladie sous-jacente. Si on n'a pas réglé le problème de la cirrhose ou du problème cardiaque et qu'on arrive à coller la plèvre, le liquide, il va aller se mettre au niveau du ventre ou sur l'autre plèvre ou autour du cœur. Donc, il faut toujours essayer de régler le problème initial. Ok. Thì đây là... Đây là câu hỏi của bạn Lê Thị Dung. Thế thì Sophie có trả lời là những cái trường hợp này thì mình phải rất là cân nhắc, bởi vì thực chất thì cái việc mà đặt cateter dẫn lưu màng phổi, tức là cateter tunnelisé và bơm bột tan này ấy,
thì nó cũng chỉ thành công trong khoảng tầm khoảng 80% các trường hợp, là thứ nhất. Thứ hai đó là các phương pháp khác, ví dụ như là gây dính bơm bột tan qua nội soi màng phổi chẳng hạn, thì nó cũng khoảng 80-90% các trường hợp. Tuy nhiên thì nó không phải là tuyệt đối, và mình phải rất là cân nhắc cái này, cũng như là phải giải thích cho bệnh nhân là thứ nhất. Thứ hai đó là trên nền một bệnh nhân của mình là có xơ gan trai C chẳng hạn, thì cái việc mà nguyên nhân gây ra tràn dịch màng phổi đấy nó phụ thuộc vào cái bệnh lý nền của bệnh nhân. Và cái việc mà mình gây dính màng phổi không phải lúc nào cũng có hiệu quả, và khi mình gây dính màng phổi này thì cái dịch đấy nó có thể lại xuất hiện, ví dụ như là dịch ổ bụng hoặc là dịch ở tim chẳng hạn. Thì những cái trường hợp này thì người ta khuyến cáo là nên điều trị tối ưu về bệnh nền của bệnh nhân thì hơn đó. Và hơn nữa là trên nền bệnh nhân có xơ gan trai C thì những cái trường hợp mà đặt ra các cái chỉ định xâm lấn này, mình phải cân nhắc tới các cái tai biến, tức là những cái nguy cơ ở trên những cái bệnh nhân xơ gan này đó. C'est l'autre question pour Sophie. C'est une question de la ponction pleurale sur le patient cancéreux. On peut faire la ponction pleurale maximum combien de millilitres sur un jour? Alors là, c'est pareil, il y a des dogmes aussi. Ça veut dire qu'un patient qui n'a jamais été ponctionné, on a tendance à dire que la première ponction pleurale, alors il faut s'arrêter dès que le patient a des symptômes. S'il tousse ou s'il a mal, il faut s'arrêter. Et quand on arrive entre 1500 et 2 litres, il faut s'arrêter à la première ponction pour pas que le poumon se réexpande trop vite. Des fois, il va encore rester 1 litre ou 2 litres et on pourra le reponctionner le surlendemain. Mais il est dit qu'après les deuxièmes et les troisièmes ponctions, on peut évacuer n'importe quelle quantité de liquide au patient. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre une aspiration forte, ça ne sert à rien. Et surtout, de s'arrêter quand le patient a des symptômes, s'il a mal ou s'il se met à tousser. D'accord. Thì đây là câu hỏi của bạn Phạm Bích Thảo. Thì đối với cái việc mà chọc dịch màng phổi trên những bệnh nhân ung thư ấy, đối với lần đầu tiên, thì cái việc đầu tiên mình phải cân nhắc ở đây đấy là bệnh nhân có triệu chứng gì không. Đó, thì nếu mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng cần phải chọc tháo dịch màng phổi thì mình có thể cân nhắc đối với lần đầu tiên đấy là mình có thể chọc tháo khoảng tối đa khoảng tầm 1,5 lít cho tới 2 lít. Đấy là đối với lần đầu tiên và tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Thứ hai là trong những cái lần sau khi mà mình chọc tháo dịch màng phổi thì mình có thể cân nhắc, ví dụ như lần thứ hai, lần thứ ba chẳng hạn, thì mình có thể tháo dịch màng phổi tương ứng với cái lượng dịch mà bệnh nhân có thể có. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là đối với những cái lần sau chọc tháo dịch này thì cái phản ứng của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân đau này, bệnh nhân mệt hoặc bệnh nhân ho chẳng hạn, thì mình nên dừng lại. C'est une deuxième question pour Sophie. Oui. Donc c'est oh là là, c'est quoi là? Attendez. Il demande, par exemple, il a la au terrain, on ne peut pas, comme on n'a pas la condition de pleurodèse avec le poudre de tan, on peut utiliser le bétadine, c'est pour faire le pleurodèse. Est-ce qu'on a la contre-indication avec la pleurodèse de bétadine ou non? Alors, je crois que ça s'est fait à l'iode. Il y a des symphyses qui ont été faites à l'iode avec la bétadine. Ça ne fait absolument pas partie de ce qu'on fait et des recommandations européennes. Et en plus, il y a quand même des complications parce qu'il y a quand même des problèmes de vue, des cécités qui ont été décrites avec les pleurodèses à l'iode. Et donc, si vraiment on n'a pas le talc, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Il y a la bléomycine, il y a d'autres traitements. Comme vous l'avez vu dans la Cochrane, là, de ce que je vous ai mis dans la Cochrane, il y a tous les médicaments qui peuvent être utilisés avec plus ou moins d'efficacité, mais qui ont été utilisés dans les études. Toi, Gilles, tu as l'expérience. Moi, l'iode, c'est vrai que pour nous, c'était une contre-indication en Europe. Non, parce que tous les autres agents symphysants, ils ont été analysés, recherchés et autres, et on sait actuellement que le plus efficace, c'est le talc. Donc, je crois vraiment que quand on veut prendre en charge correctement les gens, il faut essayer d'avoir ce type de talc. Alors, moi, je sais qu'à plusieurs reprises, je suis venu avec des flacons de talc. C'est des choses qui sont quand même possibles à commander, qui sont franchement pas chères. Voilà. Après, l'iode, ça peut en effet passer un petit peu dans le sang. Ça donne des symphyses qui ne sont pas très efficaces. Ça donne des cloisonnements multiples.
Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir du talc, quoi. Ça reste quand même le plus simple. Et franchement, c'est pas cher, quoi. Par exemple, la bléomycine coûte beaucoup plus cher que le talc. Beaucoup plus cher. Ouais. Thế thì đây là câu hỏi của bạn Phạm Bích Thảo. Tiếp theo đây là câu hỏi lúc nãy thì bạn có hỏi là những cái nơi mà không có điều kiện cái gì mà bột tan thì có thể cái gì bằng betadine không, có chống chỉ định không, thì họ có nói là có nhiều nghiên cứu ở châu Âu thì nó cũng nghiên cứu với cái việc cái dính bằng betadine rồi và không có chống chỉ định. Tuy nhiên thì trong rất nhiều các nghiên cứu này thì cái việc gây dính bằng bột tan nó cho thấy hiệu quả tốt nhất đó. Hơn nữa là bột tan nó không quá đắt và không quá khó tìm đó. Thế thì trong những trường hợp đấy thì cả hai Dr. Jin và Suki thì đều nói rằng là mình nên nên cố gắng tìm kiếm và gây dính bằng bột tan chứ không nên sử dụng betadine, bởi vì cái hiệu quả nó thấp hơn so với bột tan là thứ nhất, thứ hai đã là nó có thể gây ra những cái viêm màng phổi ở vách hóa khác nữa, cũng như là nó có những cái biến chứng khác nữa đó. Thế thì trong những cái trường hợp đấy thì mình nên cố gắng sử dụng bằng bột tan đó. C'est pour docteur, c'est une autre question pour docteur Jean. Il demande est-ce qu'on a l'indication de pleurodèse en cas de pneumothorax ou non? Ben, l'indication, avant on le proposait peut-être plus largement parce que on considérait qu'il y avait des récidives qui sont fréquentes. Maintenant, franchement, avec des taux de récidive qui sont aux alentours de 20%, voire moins de 20%, ça veut dire que si on propose une pleurodèse à tout le monde, ben on opère 80% des gens pour rien, avec les complications qui vont avec, pour une maladie bénigne. Donc, l'indication de la pleurodèse, c'est soit un échec du drainage sur un premier épisode de pneumothorax, hein, 10% à peu près des patients qui vont avoir un traitement initial vont récidiver précocement, vont avoir une fuite aérienne qui persiste. Et donc là, il ne faut pas traîner. Si le problème n'est pas réglé en 2-3 jours, il faut le proposer en chirurgie. Et puis, bien sûr, sur la récidive. Alors avant, on disait troisième récidive, la deuxième, on fait ce qu'on veut. Maintenant, la symphyse, c'est de la vidéochirurgie, c'est simple, c'est une hospitalisation courte. Dès qu'il y a une récidive, il faut proposer une symphyse. Thế thì mình có bổ sung một chút xíu trong câu hỏi của bác sĩ Phạm Bích Thảo lúc nãy, tức là người ta có đề nghị là trong những trường hợp mà mọi người không có bột tan á, mọi người có thể sử dụng bleomycin chẳng hạn, hoặc là một số cái khác mà nó đem lại hiệu quả và ít nguy cơ hơn betadine, nhưng mà gây dính bằng bleomycin thì nó rất là đắt đó. Thế thì cái câu hỏi liên quan tới việc chỉ định gây dính trong tràn khí màng phổi thì của bạn Đinh Hoàng, thì Dr. Jin có trả lời là những trường hợp mà chỉ định gây dính trong tràn khí màng phổi thì có, tuy nhiên rằng là cái tỷ lệ tràn khí màng phổi tái phát ở đây trong các nghiên cứu mà Dr. Jin trình bày thì nó rơi vào khoảng 20% và cái phần thành công nó khoảng 80% của điều trị đó. Thế thì trong những cái trường hợp mà cái tỷ lệ tái phát khoảng 20% đấy thì mình hãy đi tìm các cái nguyên nhân khác, ví dụ như là nó có những cái nguyên nhân gì làm cho cái tràn khí đấy nó bị dai dẳng như thế không, là thứ nhất. Thứ hai nữa là hiện tại thì với các kỹ thuật hiện đại thì nó có cái phần mà nội soi màng phổi có video đi cùng đó, thì người ta có thể tìm kiếm các cái nguyên nhân tràn khí màng phổi khác, hoặc là cân nhắc cái việc phẫu thuật sớm khi mà cái việc tràn khí tái phát này nó xuất hiện đó. Thế thì trong những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi tái phát mà không có tìm thấy cái nguyên nhân nào khác thì đúng là mình có thể cân nhắc cái việc gây dính đó. Thế thì nhưng mà trước khi gây dính thì mọi người hãy tìm các nguyên nhân khác nữa đã. Oui, c'est une autre question en concernant le pneumothorax, docteur Gina. Il demande est-ce qu'on utilise de l'oxygénothérapie avec le rang d'épis dans le traitement de pneumothorax ou non? Alors, sur des problèmes de pression partielle de gaz, il est clair que de l'oxygène pur va accélérer la guérison du pneumothorax. Mais quand on dit accélérer la guérison du pneumothorax, c'est-à-dire que ça accélère de 5 à 10%, c'est-à-dire qu'au lieu de guérir en 15 jours, ça va guérir en 12 jours. Or, vous n'allez pas laisser quelqu'un sous oxygène à haut débit pendant 12 jours de cette manière. Donc finalement, ce n'est pas du tout utilisé parce que les conditions d'utilisation sont beaucoup plus compliquées. Il faudrait garder le patient à l'hôpital pendant 12 jours sous oxygène pur. Ça n'a aucun intérêt pour une maladie bénigne. Ça va se résorber de toute façon. Donc ça active un petit peu, mais finalement, l'application n'a aucun intérêt. Donc ça ne sert à rien.
Vâng ạ. Thì đây là câu hỏi của bạn Trần Thị Hồng Giang. Bạn có hỏi là liệu có thể thổ oxy liều cao có ý nghĩa gì trong điều trị tràn khí mang phổi hay không? Thì ngay cái câu hỏi này thì Dr. Vin có trả lời là cái tràn khí mang phổi nó việc thổ oxy liều cao nó không phải là biện pháp để chữa khỏi tràn khí mang phổi. Đó là thứ nhất. Thứ hai đã là nó có khá một số vấn đề với cái việc là mình thở oxy oxy liều cao. Là thứ hai. Thứ ba nữa là cái việc thở oxy liều cao này để có thể điều trị cái tràn khí mang phổi này thì nó cần thời gian khoảng tầm tức là nó cần thời gian dài mà bệnh nhân ở trong bệnh viện để theo dõi thì khoảng 12 cho tới 20 ngày. Và đối với một cái bệnh lý lành tính như tràn khí mang phổi mà để giữ bệnh nhân ở trong viện những 12 hoặc 20 ngày để thở oxy để điều trị thì không hợp lý. Đó. Còn một câu hỏi của bác sĩ Thùy Linh, rồi sau đó có cái câu hỏi tiếng Pháp của bác sĩ Bích, thì bác sĩ Jean, vâng. Giáo sư Jean, thầy Jean đã trả lời cho bác sĩ Bích rồi. Đã, vâng. D'accord. C'est une autre question pour Sophie. C'est pour le maître de poser le cathéter tunnelisé. Est-ce qu'on va ouvrir ce cathéter continuer ou on va ouvrir ce cathéter juste une fois par jour? Allô, Sophie? Oui. Ah si, oui, si elle... je suis désolée. Oui, oui, parce que oui. C'est une question. Alors, j'ai entendu que le début de la question, pardon. Je vais peut-être répondre. En fait, le drain tunnelisé, on le laisse sous un pansement et n'est évacué que de manière transitoire, c'est-à-dire qu'on l'enlève en fonction de ce qu'on veut. Dans la technique que Sophie propose, qui est thoracoscopie, drain tunnelisé, talcage et drain tunnelisé, on va le faire tous les jours. Après, oui. Sur les poumons trapés ou les choses comme ça, on a deux possibilités, soit de le faire de manière séquentielle tous les 2-3 jours ou le faire au moment des symptômes. Mais le reste du temps, il est sous un pansement, sous la peau et fermé. Donc, il n'est pas gênant pour les patients. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce que Sophie, tu veux compléter ou bien sinon… Bon. Alors, je pense ça que… Ça a été très haché, donc je n'ai pas tout entendu. J'essaie de répondre pour toi, mais je pense que j'ai eu la même réponse que toi. Oui, d'accord. Ok, bien, Sophie… Oui. Sophie, je vais répéter la question. Bây giờ thì thời gian nó cũng đã qua rồi, thành ra bây giờ thầy xin đề nghị là chúng ta cùng cảm ơn cả thầy Jill lẫn cô Sophie và dĩ nhiên bác sĩ Quyên và bác sĩ Hồng ngày hôm nay đã giúp cho cái buổi học tuy nó hơi dài nhưng mà nó rất là cần thiết. Tuần tới thì thầy sẽ để cho các đồng nghiệp người Pháp nghỉ một tí, tại vì thầy sẽ quay trở lại với một cái bài giảng bằng tiếng Việt về những cơ chế phân tử của các thuốc kháng viêm, nhất là nói về corticoid. Thì thầy xin đề nghị rằng là nếu mà có các học viên nào mà có những cái câu hỏi trước hoặc là có những thắc mắc đặc biệt thì cứ gửi đến cho các anh chị ở Bình Mai, rồi sau đó thì chuyển lại cho thầy, thì như thế thầy có thể chú tâm về những cái câu hỏi đó và đặc biệt trả lời cho những câu hỏi đó cho các học viên. Bien, Gilles, Sophie, merci beaucoup. Je pense que toute bonne chose a une fin et ce fut une excellente chose et la fin est nécessaire. Et de toute façon, il y a deux fins. Hein. Il y a fin FIN et fin FIM pour ce qui nous concerne. Merci beaucoup et donc on se dit à très bientôt. Thầy cảm ơn tất cả mọi người và chắc là thầy cũng xin bây giờ thì chúng ta xin tạm biệt ngay ở đây và hẹn với tất cả mọi người tuần lễ sau. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci à mes traductrices, c'était parfait. Et donc nous on se retrouve de toute façon pour un troisième volet sur la plèvre fin juillet avec que des cas cliniques et là aussi on pourra répondre à toutes vos questions sans aucun problème. Merci encore de votre accueil. Merci et puis, à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup les professeurs. Merci. Merci et à bientôt.